Hạ Hầu Mộc Lan cùng Địch Bình Thanh tại trước xe tạm biệt, Địch Bình Thanh nói, Mộc Lan tiểu thư, ta sẽ mau chóng chuẩn bị kỹ càng người cần hết thảy. Hạ Hầu Mộc Lan nói, Hoắc tổng yên tâm, chỉ cần ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn, ta bên này liền sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Địch Bình Thanh nhẹ gật đầu, trong lòng một trận ảm đạm, trong khoảng thời gian này giao phong bên trong, mình có thể nói là thất bại thảm hại, chẳng những không thể đạt được môn chủ chi vị, hiện tại còn muốn đem Bình Hải thật vất vả lập nên cơ nghiệp chắp tay đưa tiễn. Hắn không cam tâm, lại không thể không thừa nhận trước mắt hiện thực, tạo hóa trêu ngươi. Địch Bình Thanh nói, Mộc Lan tiểu thư coi là thật sự định tại khỏe mạnh dưỡng lão phương diện phát triển sao. Hạ Hầu Mộc Lan nói, gia phụ vẫn luôn nghĩ vì quốc gia là xã hội làm một ít chuyện, ta hy vọng lợi dụng lần này cơ hội hoàn thành tâm nguyện của hắn. Địch Bình Thanh trong lòng thầm nghĩ, nói đến đường hoàng đơn giản là nhìn chúng phương diện này lời thôi, mình đối ngoại cũng nói như thế. Địch Bình Thanh từ biệt Hạ Hầu Mộc Lan lên xe, ô tô lái ra thương ủy hội, hắn chủ động cho sư huynh Hoàng Hữu Long gọi một cú điện thoại. Hoàng Hữu Long bởi vì Uông Kiến Thành sự tình đã hiện thân, cho nên hắn hiện tại hành tung không cần giữ bí mật. Hoàng Hữu Long để hắn đến chỗ cũ gặp nhau. Sau một tiếng, Địch Bình Thanh đã tới Hoàng Hữu Long ở vào treo Thanh Hồ biệt thự. Trong thành tuyết đều đã hóa, nơi này vẫn tồn chữ không ít, hoàn cảnh càng phát ra hiện ra thủy mặc sơn thủy phong vận, lại tới đây như là đi vào một bức cổ kính bức tranh, chuyển nhượng đã hết thảy đều kết thúc, Địch Bình Thanh tâm cảnh cũng khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Hoàng Hữu Long ngồi tại lò sưởi trong tường bên cạnh một mình uống trà, nhìn thấy Địch Bình Thanh tiến đến, mỉm cười nói, Địch Bình Thanh tới. Địch Bình Thanh cung kính nói, sư huynh, ta chuyên hướng người báo cáo đàm phán kết quả. Hoàng Hữu Long mời hắn ngồi xuống, rót cho hắn chén trà, sơn cùng thủy tận nghi không đường, liệu ám hoa minh hữu nhất thôn, Uông Kiến Thành thụ thương để chuyển nhượng sự tình tạm dừng, nghĩ không ra Mộc Lan tập đoàn chủ động tiếp nhận. Địch Bình Thanh nói, trước khi tới đây Hạ Hầu Mộc Lan cùng ta đã ký tên chính thức hợp đồng. Hoàng Hữu Long mỉm cười nói, chúc mừng ngươi. Địch Bình Thanh nói, chỉ là nàng đối ta tình cảnh hiện tại có hiểu biết, cho nên tại giá cả bên trên giết đến rất thấp, đây là hợp đồng phó bản, sư huynh mời xem qua. Địch Bình Thanh mở ra cặp công văn tướng hợp đồng đưa tới. Hoàng Hữu Long cũng không có tiếp, nhiều ít. Cuối cùng giá sau cùng 4,5 tỷ. Hoàng Hữu Long nhẹ gật đầu. Khoảng cách Nhạc Tinh yêu cầu còn kém 400 triệu, người không cần lo lắng, kia 400 triệu ta đến gánh chịu. Địch Bình Thanh không nghĩ tới Hoàng Hữu Long sẽ thống khoái như vậy, lúc đầu hắn làm xong cò kè mặc cả chuẩn bị, cũng làm xong chuẩn bị xấu nhất, cái này 400 triệu hắn có thể cùng Hoàng Hữu Long chia sẻ, chỉ cần Hoàng Hữu Long nguyện ý ra 2 ức là được, bất quá đã sư huynh nguyện ý toàn bộ gánh chịu, mình đương nhiên vui thấy kỳ thành. Hoàng Hữu Long nói, trong vòng 3 ngày, ta sẽ đem kia 400 triệu cho đến ngươi Trương Mục, ngươi cầm tới Mộc Lan tập đoàn tiền về sau, mau chóng cùng Nhạc Tinh tập đoàn giao nhận rõ ràng, để tránh đêm dài lắm mộng. Địch Bình Thanh trong lòng có chút cảm động, từ một điểm này nhìn lại sư huynh đối với mình vẫn là đủ ý tứ, hắn gật đầu nói, sư huynh yên tâm, ta sẽ mau chóng hoàn thành giao tiếp. Hoàng Hữu Long nói, có hay không cái khác kèm theo điều kiện. Địch Bình Thanh biết hôm nay đàm phán sự tình có thể lừa gạt được nhất thời lừa không được một thế, hắn tướng mình lấy 1.5 tỷ giá cả tướng Bình Hải cảnh nội tất cả dưỡng lão sản nghiệp đều chuyển nhượng cho Mộc Lan tập đoàn sự tình nói, kỳ thật nội tâm của hắn vẫn còn có chút thấp thỏm, lần này đàm phán bên trong mình chơi một cái thủ đoạn nhỏ, hai tấm hợp cùng chung vào một chỗ mình tổng thể tổn thất không lớn, nhưng là người sáng suốt vừa nhìn liền biết hắn hy sinh Nhạc Tinh tập đoàn lợi ích bảo vệ mình bộ phận. Hoàng Hữu Long cũng không có châm đối với chuyện này tiến hành truy cứu ý tứ, lạnh nhạt nói, lui ra ngoài cũng tốt, dù sao ta nghe nói dân chính hệ thống nội bộ đấu tranh kịch liệt, tương lai hướng gió đi như thế nào còn khó nói. Địch Bình Thanh nói, sư huynh yên tâm, ta sẽ bảo đảm người tại khỏe mạnh lợi ích. Hoàng Hữu Long mặc dù không có tại tập đoàn trong danh sách xuất hiện, lại là tiềm ẩn cổ đông một trong, lúc trước nếu như không có Hoàng Hữu Long hết sức ủng hộ, Địch Bình Thanh cũng sẽ không phát triển đến hôm nay tình trạng. Hoàng Hữu Long nói, Địch Bình Thanh a, Hạ Hầu Mộc Lan cùng ngươi luôn luôn bất hòa, vì sao nàng sẽ ở thời điểm này ra tay giúp ngươi giải trừ khốn cảnh? Sẽ không phải còn có cái gì những chuyện khác giấu giếm ta đi. Địch Bình Thanh nói, không dám, nàng đích xác còn có một cái điều kiện, để cho ta ủng hộ nàng leo lên bì môn môn chủ chi vị. Hoàng Hữu Long nói, bì môn môn chủ, tại đương kim thời đại còn có ý nghĩa gì? Địch Bình Thanh nói, ta cũng không biết ý nghĩ của nàng. Tại sao lại đối môn chủ chi vị cố chấp như thế? Hoàng Hữu Long ha ha cười một tiếng, người giúp hay là không giúp,
Địch Bình Thanh nói, kỳ thật vô luận ta tán thành vẫn là phản đối đều sẽ không ảnh hưởng đến môn chủ chi vị thuộc về. Chỉ giáo cho. Địch Bình Thanh thở dài nói, bị môn nguyên lai đứng ra phản đối mấy người chết đã chết vong đến vong, Mạnh Hoài Nghĩa vừa chết, ta càng là một cây chẳng chống vững nhà. Hoàng Hữu Long nói, thuận theo tự nhiên đi, nên ngươi chạy không thoát, không phải ngươi cầu không được. Địch Bình Thanh nói, Uông Kiến Thành tình huống thế nào? Hoàng Hữu Long nói, tổn thương rất nặng, hắn hiện tại. Nói đến đây, trên mặt của hắn bỗng nhiên hiện ra một tia nụ cười cổ quái, hạ giọng nói, đã không tính là một cái nam nhân. Địch Bình Thanh kinh ngạc nói, cái gì? Hoàng Hữu Long nói, người cứu hắn thời điểm chẳng lẽ không có phát hiện, hắn hạ thân đều bị đập vỡ, hắn hiện tại đã không phải là một cái hoàn chỉnh nam nhân. Địch Bình Thanh chỉ biết là Uông Kiến Thành chân trái cắt, rất nhiều khí quan bị cắt bỏ, lại nghĩ không ra Uông Kiến Thành còn có một chỗ càng nặng tổn thương không muốn người biết, khó trách Uông Kiến Thành khôi phục về sau trên tinh thần xuất hiện vấn đề rất lớn, bất kỳ người đàn ông nào đều không thể nào tiếp thu được. Địch Bình Thanh nói, còn chị thật tốt sao? Hoàng Hữu Long lắc đầu, một thương hai trứng, chỉ còn lại lẻ loi trơ trọi một viên độc đầu tỏi. Địch Bình Thanh không có chút nào cảm thấy buồn cười, ngược lại cảm giác được lưng rét run. Uông Kiến Thành hiện tại cái dạng này có thể hay không trách tự trách mình xen vào việc của người khác. Khó trách Uông Chính Đạo nhìn thấy mình không có biểu hiện ra chút nào lòng cảm kích. Hoàng Hữu Long nói, ngươi cảm thấy chuyện này là ai làm? Địch Bình Thanh run giọng nói, ta không biết, ta cùng chuyện này không có bất cứ quan hệ nào. Hoàng Hữu Long nói, ta đương nhiên tin tưởng chuyện này cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, không phải ngươi cần gì phải đi cứu hắn. Địch Bình Thanh cười khổ nói, ta cùng Uông Kiến Thành không cừu không oán, hắn lúc ấy cùng ta chính đàm phán chuyển nhượng sự tình, có thể nói ta đối với hắn còn có một số cảm ơn chi tâm. Hoàng Hữu Long nói, việc này cùng Bì Môn có quan hệ hay không? Địch Bình Thanh lắc đầu nói, không thể nào đi. Hoàng Hữu Long nói, ta cũng chính là thuận miệng nói, dù sao bày ra chuyện này người tuyệt không đơn giản. Lâm Diệu Minh thận trọng cân nhắc về sau vẫn là đi tham gia trận này tiệc ăn mừng tuyển tại ẩn Long Hồ bờ một nhà tư trù. Lâm Diệu Minh đến tới chỗ thời điểm, Tần Chính Dương cùng Trương Tùng đều đã đến, Cục Dân Chính Phó Cục trưởng Tương Kỳ Dũng cũng tới, hắn cùng Trương Tùng trước mắt coi như bình an vô sự. Lâm Diệu Minh phát hiện Tề Minh Học không đến, bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ minh bạch, Tề Minh Học không đủ tư cách, cái này trong cơ bản bên trên đều là phó phòng cất bước, đương nhiên Hứa Thuần Lương là một ngoại lệ. Hứa Thuần Lương cười tiến lên đón, Lâm Bí Thư, liền chờ ngươi, mau mời ngồi. Lâm Diệu Minh trong lòng tự nhủ ta cũng không tới chậm a, hắn cười nói, trên đường có chút kẹt xe, trước tiên đi trước tìm Tần Chính Dương nắm tay. Hứa Thuần Lương đi ra ngoài tiếp người đi, vừa ra cửa gặp Lục Minh cùng Phan Tuấn Phong, Hứa Thuần Lương chỉ gian phòng, không có bồi hai người bọn họ cùng một chỗ, chủ yếu là còn có vị quý khách Mai Như Tuyết. Mai Như Tuyết cũng không có trễ, là những người này đều đến sớm, Mai Như Tuyết đến thời điểm, khoảng cách ước định thời gian còn kém 2 phút đồng hồ. Hứa Thuần Lương gặp nàng lái xe tới giúp nàng chỉ dẫn chỗ đậu. Mai Như Tuyết dừng xe xong, hắn lại tới ân cần giúp đỡ mở cửa xe. Mai Như Tuyết nói, người đều tới. Hứa Thuần Lương nói, liền chờ ngươi. Mai Như Tuyết nói, ta lại không muộn. Hứa Thuần Lương cười nói, ta cũng không nói gì. Bồi tiếp Mai Như Tuyết đi vào gian phòng bên trong, tới trước đám người cùng một chỗ đứng lên, Trương Tùng nói, Mai Bí Thư tới, nhanh xin mời ngồi. Mai Như Tuyết mặc dù tuổi trẻ nhưng là người ta hiện tại là Tân Hồ Tân Khu đảng công quan lớn, cấp bậc bên trên cùng Trương Tùng cùng cấp, muốn so Trương Tùng càng có thực quyền, tương lai bất khả hạn lượng. Mai Như Tuyết nói, Trương Thư Ký, ngài là ta lão lãnh đạo, vẫn là người ngồi. Gặp được loại trường hợp này, liên quan tới số ghế kiểu gì cũng sẽ khiêm nhượng một phen, Hứa Thuần Lương nói, cứ như vậy đi, tuổi tác là tự, đã tan việc, chúng ta không nói bên trong thể chế kia một bộ. Mấy người đều cười phụ họa, kỳ thật ai đều hiểu, cũng chính là Hứa Thuần Lương làm như vậy, đổi thành cái khác trường hợp đều theo chiếu cấp bậc sắp xếp, người lại lớn tuổi tác thì phải làm thế nào đây? Tại trước mặt lãnh đạo cũng phải cúi đầu cúi người. Chúng nhân ngồi xuống về sau, nhất trí đề cử Hứa Thuần Lương mở màn. Hứa Thuần Lương cười nói, hôm nay tổ cục này chủ yếu có hai nguyên nhân, một là ăn mừng chúng ta thương ủy hội đối ngoại chiêu thương xử lý nghênh đón khởi đầu tốt đẹp, tại chúng ta trên dưới cùng nhau cố gắng dưới. Hôm nay thành công giải quyết bệnh truyền nhiễm viện mới bệnh viện đầu tư vấn đề, thúc đẩy Khang Kiện tập đoàn cùng Mộc Lan tập đoàn chuyển nhượng đàm phán thành công, đem đầu tư tiếp tục lưu lại Đông Châu. Kỳ thật tất cả mọi người biết chuyện này,
Tương Kỳ Dũng dẫn đầu chống học, Tần Chính Dương cười nói, như thế nói đến muốn chúc mừng Thuần Lương đồng chí, vừa đi thương ủy hội liền lấy được khởi đầu tốt đẹp. Hứa Thuần Lương nói, có thể lấy được thành tích như vậy ngoại trừ ta cá nhân cố gắng cũng không thể rời đi Uông thư ký anh Minh chỉ đạo. Lâm Diệu Minh nghe hắn nói như vậy rất không thoải mái, lại không thể nào phản bác, hợp lấy ngươi nha liền không tiện thể cảm tạ ta một chút. Ta tốt xấu là ngươi lãnh đạo trực tiếp a. Đêm nay cái này bỗng nhiên tiệc ăn mừng còn phải ta ký tên thanh lý đâu, Hứa Thuần Lương a Hứa Thuần Lương, trong mắt ngươi là một chút cũng không có ta a. Đương nhiên cũng may mà Lâm Bí Thư đối ta công việc không để lại dư lực ủng hộ. Hứa Thuần Lương lời nói xoay chuyển cuối cùng đem Lâm Diệu Minh cho mang hộ mang tới. Lâm Diệu Minh gió xuân hiu hiu, tâm tình trong nháy mắt nhẹ nhõm nhiều, hắn cũng không phải muốn tranh công, đơn giản là muốn chút mặt mũi. Trương Tùng nói, các vị, chúng ta cùng một chỗ cùng uống một chén, cộng đồng chúc mừng Thuần Lương đồng chí thắng ngay từ trận đầu. Đám người cùng một chỗ nâng chén, Mai Như Tuyết không uống rượu, nhấp miệng nước lọc, tuổi tác nguyên nhân nàng ngồi tại Hứa Thuần Lương bên người. Lục Minh nói, còn có một nguyên nhân đâu. Hứa Thuần Lương cười nói, Lục cục người đừng có gấp a. Hắn nhìn Mai Như Tuyết một chút, ta cùng Mai Bí Thư thông qua hữu hảo hiệp thương, quyết định ở dưới Nguyệt Liên Hợp Nâng làm một lần chiêu thương hoạt động, tranh thủ là Đông Châu dẫn vào càng nhiều càng có ưu thế chất đầu tư. Tần Chính Dương nói, chuyện tốt a, chuyện này chúng ta toàn lực ủng hộ. Đây mới là đêm nay bữa cơm này chủ đề, Tần Chính Dương mặc dù không mò ra Hứa Thuần Lương lần này chủ động cùng Mai Như Tuyết liên thủ là vì công vẫn là tư, nhưng hắn đều nguyện ý là vị tiểu huynh đệ này giật dây đứng đài, hắn thấy, Hứa Thuần Lương cùng Mai Như Tuyết là trời tạo thiết một đôi, nếu như tách ra thì thật là đáng tiếc. Hứa Thuần Lương nói, nhất định phải ủng hộ a, các vị đều muốn xem như chính mình sự tình đến xử lý, huynh đệ ta có thể hay không đem bí thư bố trí công việc làm tốt. Nhưng tất cả đều dựa vào các ngươi giúp đỡ. Lục Minh cười nói, ta bên này không có vấn đề, bất quá chúng ta văn lữ cục chỉ có thể xuất lực, không phải không chịu xuất tiền là thật không có. Trương Tùng nói, chúng ta cục dân chính cũng không có a, chúng ta cũng nguyện ý xuất lực. Phan Tuấn Phong nói, trong chúng ta bệnh viện nguyện ý vì lần này chiêu thương sẽ làm tốt chữa bệnh bảo hộ, là tham gia hội nghị các phương nhà đầu tư làm tốt khỏe mạnh quan tâm. Lâm Diệu Minh nhìn thấy trước mắt chuyện trò vui vẻ bầu không khí, trong lòng thầm than, Hứa Thuần Lương tiểu tử này không đơn giản a, những người này đều là nhân vật thực quyền, trong tay có thể điều động tài nguyên không ít, trên thực tế những người này là Đông Châu bên trong thể chế lực lượng trung kiên, mà lại đều phi thường trẻ tuổi, về sau phát triển bất khả hạn lượng, đương nhiên cái này muốn tại tất cả mọi người kình hướng một chỗ làm điều kiện tiên quyết, nếu như đều có các tính toán, như vậy ngược lại đưa đến tác dụng phụ. Mai Như Tuyết nói, Tần Bí, hy vọng ngươi có thể tìm Uông thư ký nhiều cho chúng ta yếu điểm chính sách. Tần Chính Dương trong lòng tự nhủ còn cần dùng đến ta đi muốn, ngươi cùng Hứa Thuần Lương ai tại Uông Kiến Thành trước mặt nói chuyện không thể so với ta có tác dụng, bất quá hắn vẫn gật đầu, ta đem hết khả năng. Đám người lại cùng uống một chén. Lục Minh nói, hôm nay nghe được bệnh truyền nhiễm viện mới bệnh viện đầu tư vấn đề đạt được giải quyết triệt để, trong lòng ta buông xuống một lớn tảng đá. Trương Tùng cười nói, Lục cục lời này ta có chút nghe không biết rõ đâu. Lục Minh nói, mọi người đều biết, bệnh truyền nhiễm viện Tân Y viện sở dĩ đình công tuyển cái khác địa chỉ, tất cả đều là bởi vì phát hiện chiến quốc mộ, chuyện này nhiều ít cùng chúng ta văn lữ cục có quan hệ, văn lữ phát triển cố nhiên trọng yếu, phát triển kinh tế cũng ắt không thể thiếu, nếu như bởi vì việc này mà dẫn đến nhà đầu tư rút vốn rời đi, trong lòng ta đương nhiên không dễ chịu, luôn cảm thấy thua thiệt Đông Châu nhân dân. Tần Chính Dương nói, Lục cục cách cục có thể. Hứa Thuần Lương cười nói, Lục cục suy nghĩ nhiều, Đông Châu rộng rãi nhân dân quần chúng trước mắt còn chưa tới phiên ngươi quan tâm. Một câu trêu đến đám người lại nở nụ cười, Lục Minh cũng ý thức được mình lời nói mới rồi có chút lớn, giống như Uông Kiến Minh bí thư nói câu nói này mới phù hợp. Mai Như Tuyết nói, lần này chiến quốc mộ phát hiện đã dẫn phát không ít vấn đề, đối Hứa chủ nhiệm tới nói chân chính khó khăn còn ở phía sau đi. Tất cả mọi người nghe rõ. Mai Như Tuyết chỉ là Trung Hàn sản nghiệp vườn, Hứa Thuần Lương hôm nay giải quyết là vấn đề nhỏ, Trung Hàn sản nghiệp vườn trăm tỷ đầu tư mới là đầu to. Hứa Thuần Lương nói, đây chính là ta lựa chọn cùng Mai Bí Thư hợp tác nguyên nhân, đám người kiếm củi đốt diễm cao, chỉ cần chúng ta hợp mưu hợp sức, kình hướng một chỗ làm, bất kỳ cái gì khó khăn đều không đáng kể. Trương Tùng nói hay lắm, ta tin tưởng Đông Châu sẽ ở cố gắng của mọi người hạ phát triển càng ngày càng tốt. Tần Chính Dương nhưng không có lạc quan như vậy, 1.000 ức cũng không phải số lượng nhỏ,
hiện tại Đông Châu năm GDP vẫn chưa tới 1.000 tỷ, Uông Kiến Minh ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đối có thể hay không lưu lại Trung Hàn sản nghiệp vườn cũng là phi thường trọng thị. Cùng ngày tiệc tối coi như hài hòa, Lâm Diệu Minh mặc dù ngồi thượng tọa, nhưng từ đầu tới đuôi cũng không có nhiều tồn tại cảm, tiệc tối kết thúc về sau hắn liền đi nhanh lên, hắn ý thức được cùng người ta không phải một vòng, vẫn là đừng cứng rắn hướng bên trong góp. Mai Như Tuyết cũng đi, nàng hôm nay có thể đến đã rất cho Hứa Thuần Lương mặt mũi, nói xác thực là cho Tần Chính Dương mặt mũi, nàng trên tâm lý đối hợp tác chiêu thương chuyện này vẫn còn có chút kháng cự, chủ yếu là không muốn cùng Hứa Thuần Lương lại truyền xảy ra chuyện gì. Tần Chính Dương lưu đến cuối cùng, hắn cùng Phan Tuấn Phong một đường, Lục Minh đề nghị kêu lên Hứa Thuần Lương lại đến điểm đồ nướng, Đông Châu người say rượu không chuẩn bị bữa cơm đồ nướng luôn cảm thấy thiếu chút gì. Bốn người đi phụ cận bảy con dê, hiện tại Đông Châu đồ nướng cũng bắt đầu đi quy mô hóa mắt xích hóa con đường, đừng nhìn quán đồ nướng đông đảo, vẫn là tân khách cả sảnh đường. Phan Tuấn Phong muốn căn phòng nhỏ, hắn ở chỗ này mạo xưng qua gặp, kiên trì cái này bỗng nhiên hắn mời. Bốn người ngồi xuống lần nữa về sau, Tần Chính Dương nói chuyện liền không giống vừa rồi như thế uyển chuyển, Thuần Lương, ngươi lần này động tĩnh huyên náo không nhỏ, có phải hay không có tính toán gì? Hứa Thuần Lương cười nói, ta có thể có tính toán gì? Liền là thông qua chuyện này gõ một chút Nhạc Tinh tập đoàn, để bọn hắn minh bạch, địa cầu rời đi ai cũng chiếu chuyển, bọn hắn thật muốn đi, chúng ta tuyệt không ép ở lại. Lục Minh cùng Phan Tuấn Phong liếc mắt nhìn nhau, ai cũng không nói chuyện. Dù sao loại sự tình này cũng không phải bọn hắn có thể lẫn vào. Tần Chính Dương nói, có chuyện ngươi không có giải thích rõ ràng, Địch Bình Thanh đi qua đầu tư 50 cái ức, hiện tại hắn chuyển nhượng cho Mộc Lan tập đoàn, Mộc Lan tập đoàn trên thực tế rút 4,5 tỷ, xin hỏi ở giữa thiếu khuyết 5 ức ai đến gánh chịu? Hứa Thuần Lương nói, chuyện này ta đã nói rõ, Mộc Lan tập đoàn tổng thể đầu tư vẫn là 50 ức, chúng ta Đông Châu nhận được đầu tư một phân tiền không ít. Địch Bình Thanh ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, lưu lại 5 ức ở chỗ này, Chính Dương ca, ta hố ai cũng sẽ không hố công ra. Tần Chính Dương nói, nên nói rõ nhất định phải nói rõ ràng, không thể để cho người hữu tâm chui chỗ trống, vốn là chuyện tốt, đến cuối cùng nếu như bị người bị cắn ngược lại một cái liền phiền toái, mà lại ngươi cùng Hạ Hầu Mộc Lan quan hệ cũng không tầm thường. Hứa Thuần Lương nói, Chính Dương ca, lời này của ngươi liền không tử tế, ta là Đông Châu chiêu thương dẫn tư cúc cung tận tụy. Ngươi lại đem lực chú ý tập trung ở đường viền tin tức bên trên, quá làm cho ta thương tâm. Tần Chính Dương cười nói, ta cũng không có nói các ngươi có cái gì, tự ngươi nói là đường viền tin tức. Lục Minh cùng Phan Tuấn Phong cũng nở nụ cười, Phan Tuấn Phong đề nghị uống rượu. Hứa Thuần Lương uống chén rượu nói, bất quá Mộc Lan tập đoàn lần này tiếp nhận tân y viện hạng mục chẳng khác gì là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, chúng ta là không phải muốn bao nhiêu cho điểm chính sách ưu đãi. Tần Chính Dương nói, Uông thư ký biểu qua thái, điểm này ngươi cứ yên tâm, đúng, Mộc Lan tập đoàn ngắn thời gian có thể xuất ra nhiều tiền như vậy sao? Hứa Thuần Lương nói, ngươi còn đánh giá thấp Mộc Lan tập đoàn thực lực, ta cũng không gạt các ngươi, đừng nói 50 cái ức, coi như 1.000 ức ta cũng có thể đưa vào tới. Ba người kinh ngạc nhìn qua Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương nói, các ngươi bỏ ánh mắt, làm sao, cũng không tin. Lục Minh nói, ta tin. Phan Tuấn Phong nói, ta cũng tin tưởng. Tần Chính Dương nói, người đem đầu tư đưa vào đến lại nói. Hứa Thuần Lương nói, nếu không người giúp ta trước tiên đem Nhạc Tinh đuổi đi, ta lập tức liền an bài vốn liếng tiếp nhận. Tần Chính Dương thở dài nói, huynh đệ, người thật giống như vẫn chưa hoàn toàn thấy rõ tình thế, Uông thư ký có ý tứ là tận lực giữ lại. Hứa Thuần Lương nói, minh bạch, ở trong đó còn có chính đạo tập đoàn. Tần Chính Dương đưa cho hắn một ánh mắt. Ý là đừng đối với chuyện này triển khai. Lục Minh nói, Thuần Lương, nếu không ngươi cho chúng ta tâm sự, người kia 1.000 ức từ đâu tới đây? Chẳng lẽ cũng là Mộc Lan tập đoàn? Hứa Thuần Lương nói, ta biết kẻ có tiền nhiều. Lục Minh nhẹ gật đầu, minh bạch, lại có tiền lại xinh đẹp. Ba người đều nở nụ cười, Hứa Thuần Lương nói, không có tí sức lực nào à, ta cẩn trọng công việc, tại trong mắt các ngươi ta thành không làm việc đàng hoàng. Tần Chính Dương nói, ai cũng không có phủ định công việc của ngươi thành tích, Thuần Lương, nghe nói ngươi cự tuyệt cùng Nhạc Tinh đàm phán. Hứa Thuần Lương nói, liền hưng bọn hắn bất nhân không cho phép chúng ta bất nghĩa. Những người này tính tình ta coi như hiểu rõ, ngàn vạn không thể nuông chiều, ngươi nếu là khách khí với hắn, hắn liền sẽ được đà lấn tới, ngươi nếu là không dựng để ý đến bọn hắn lại bắt đầu phạm tiện, quy nghiêm mặt tới cầu ngươi. Tần Chính Dương nói, 15 tỷ Mỹ Kim,
số tiền kia người ta ném đến chỗ nào cũng được, người tuyệt đối đừng ngộ phán tình thế. Hứa Thuần Lương nói, các người bình thường chú ý manga sao? Lục Minh nói, lại không là tiểu hài tử, ai nhìn món đồ kia? Phan Tuấn Phong nói, nhi tử ta thường xuyên nhìn. Hứa Thuần Lương nói, cho các người giới thiệu một cái manga trang web khắp Chi Đô, hôm nay bắt đầu đăng nhiều kỳ một bộ đặc biệt có ý tứ tác phẩm cổ mộ mê tung. Tần Chính Dương biết Hứa Thuần Lương sẽ không vô duyên vô cớ nói cái đề tài này, hắn tại chỗ liền hạ xuống áp, mở ra áp, trực tiếp liền nhảy ra bộ tác phẩm này, cái này gọi tránh bình phong đẩy, bình thường chỉ có trọng yếu tác phẩm mới đến dạng này đề cử. Tần Chính Dương ấn mở nhìn một tờ, là giảng dân quốc thời kỳ manga cố sự, tác giả là Bạch Lan. Hứa Thuần Lương nói, về nhà từ từ xem. Phan Tuấn Phong cùng Lục Minh đều biết Bạch Lan, Phan Tuấn Phong nói, cái này Bạch Lan là đã đi qua tới tìm người mỹ nữ kia tác ra sao? Hứa Thuần Lương nói, không sai, đi qua nàng đã từng làm thuê cho Nhạc Tinh người sáng lập Lý Bình Tinh giúp hắn viết một bộ tự truyện tiểu thuyết, về sau không biết làm sao lại mất tích, ta một lần cho là nàng bị lão đầu kia cho hại. Tần Chính Dương nói, không có chứng cứ sự tình ngươi cũng đừng nói mò. Hứa Thuần Lương nói, hai ngày trước ta mới biết được nàng còn tại sáng tác. Bản này manga đăng báo tại chúng ta trong nước manga trang web bên trên, bắt đầu thật có ý tứ. Ngươi xem qua rồi. Hứa Thuần Lương nói, dù sao rất vui, ta cảm thấy bên trong rất đa tình tiết giống như đã từng quen biết. Hứa Thuần Lương lời nói này thành công khơi dậy ba người lòng hiếu kỳ, Tần Chính Dương đã bắt đầu nhìn, chỉ nhìn vài trang, hắn liền ý thức được cái này khúc dạo đầu làm sao giống như vậy hồi trước Thanh Sơn khu mỏ quảng phát hiện chiến quốc mộ sự tình. Lục Minh cũng phát hiện. Thuần Lương, tranh này không phải chiến quốc mộ a. Hứa Thuần Lương nói, người ta lại không nói rõ, ai biết a. Tần Chính Dương nói, bên trong giảng cái gì cố sự. Hứa Thuần Lương nói, hôm nay chỉ thả ra trước hai sách, người trở về từ từ xem, đến uống rượu. Tần Chính Dương cùng hắn đụng một cái chén rượu, uống xong chén rượu này, hắn tiếp lấy nhìn xuống, Lục Minh con mắt căn bản là không có rời đi màn hình điện thoại di động. Hứa Thuần Lương đưa ánh mắt nhìn về phía Phan Tuấn Phong, Phan Viện, ta có một ý tưởng, lấy bệnh truyền nhiễm viện thực lực trước mắt, hẳn là không cách nào chống đỡ lấy một cái cỡ lớn tổng hợp bệnh viện, đây cũng là trước đây tại cùng khỏe mạnh trong hợp tác đánh mất quyền lên tiếng nguyên nhân. Phan Tuấn Phong thở dài nói, ta hiện tại cũng không tại bệnh truyền nhiễm viện, liền càng không quyền lên tiếng. Hứa Thuần Lương nói, cách cục thả lớn hơn một chút, Trung y viện hoàn toàn có thể gia nhập hợp tác, có các người chữa bệnh lực lượng làm bảo hộ. Tân y viện thành công khả năng liền lớn hơn một chút. Phan Tuấn Phong hai mắt sáng lên. Đang xem manga Tần Chính Dương ngẩng đầu lên, ý của ngươi là chữa bệnh tài nguyên chỉnh hợp. Hứa Thuần Lương cười nói, vẫn là Chính Dương ca thông thấu, ta lúc đầu cũng từng tham gia mới bệnh viện kiến thiết, lúc đầu chúng ta đã chuẩn bị 7-8 phần, nhưng bởi vì xích đạo vốn liếng rút vốn, để chúng ta cố gắng trước đó gà bay trứng vỡ, chuyện ta sau cũng cân nhắc qua vấn đề xảy ra ở địa phương nào. Ban sơ ta cảm thấy là xích đạo vốn liếng ăn nói rút vốn vấn đề, nhưng về sau ta cảm thấy, coi như tiền đúng chỗ, chúng ta cũng chưa chắc có thể đem tân y viện thuận lợi dựng lên. Phan Tuấn Phong gật đầu nói, bệnh truyền nhiễm viện chỉ là một cái cấp 2 giáp đẳng chuyên khoa bệnh viện, vô luận là nhân viên phân phối vẫn là chữa bệnh tổng hợp phương diện tài nghệ đều không thể chèo chống một tòa hiện đại tính tổng hợp bệnh viện, coi như dựng lên, viện phương cũng nắm giữ không được quyền nói chuyện. Hứa Thuần Lương nói, nếu như cùng Trung y viện liên hợp liền không đồng dạng, Trung y viện bản thân liền là cấp 3 giáp đẳng bệnh viện, tại Đông Châu danh tiếng cũng không tệ. Đương nhiên, gần nhất nhận Trương Vân Thanh hành vi cá nhân không ít ảnh hưởng trái chiều. Lục Minh một bên đi theo thêm một mồi lửa, nếu như có thể tiến hành chữa bệnh tài nguyên chỉnh hợp, như vậy thực lực liền sẽ có thể cùng bất luận cái gì một nhà bệnh viện lớn chống lại. Tần Chính Dương nhìn một chút Phan Tuấn Phong. Trong lòng tự nhủ đêm nay hẹn trận thứ hai đồ nướng hẳn là tại chỗ này đợi lấy mình đâu. Tần Chính Dương nói, ta nhớ được sớm nhất tân y viện là cùng Trung Hoa khoáng đại ký tên hợp tác hiệp nghị A. Phan Tuấn Phong nói, là Thuần Lương thúc đẩy, về sau Thuần Lương rời đi bệnh truyền nhiễm viện, Trung Hoa khoáng đại bên kia cũng dần dần không có tin tức, ta đi qua mấy lần, người ta không nguyện ý cùng chúng ta đàm, hiện tại ta cũng đi Trung y viện cũng không biết chuyện này tiến triển. Tần Chính Dương cười nói, cởi chuông phải do người buộc chuông, Thuần Lương, ta coi như đem chuyện này hồi báo cho Uông Thư Ký cũng không được tác dụng quá lớn, người nghĩ thúc đẩy chuyện này nhất định phải tìm có thể ảnh hưởng Uông Thư Ký người. Mọi người lúc này trong lòng đều phi thường minh bạch, có thể ảnh hưởng Uông Thư Ký người liền là lão bà của hắn Hạ Uyển Oánh.
Tần Chính Dương trong miệng cái này người giải chuông chính là Hứa Thuần Lương, ban đầu ở Trung Hoa khai thác mỏ đại học cùng bệnh truyền nhiễm viện ở giữa giật dây người chính là hắn, hắn đương nhiên là có năng lực khởi động lại phụ thuộc bệnh viện sự tình. Ăn xong đồ nướng ra đã tới gần nửa đêm, Hứa Thuần Lương chưa có về nhà, đi phụ cận Tân Hồ Mai Kích, nơi này cũng là Đông Châu nổi danh cấp cao cộng đồng một trong, Hứa Thuần Lương xe nhẹ đường quen đi vào trong đó một tòa, ngồi thang máy đi vào tầng 29. Cái này cộng đồng bên trong ở Đông Châu không ít phú thương, hộ hình lấy 200 bình tả hữu lớn bình tầng làm chủ, tầng cao nhất đều là phục thức đơn nguyên, diện tích đều tại 400 bình trở lên. Hứa Thuần Lương nhấn hạ mật mã vào cửa, trong phòng khách đèn sáng, Hạ Hầu Mộc Lan còn đang chờ hắn. Hứa Thuần Lương cười nói, còn chưa ngủ. Hạ Hầu Mộc Lan còn chưa tới đến hắn phụ cận liền ngửi thấy trên người hắn đồ nướng vị, xinh đẹp cười nói, trách không được muộn như vậy, ăn đồ nướng đi. Hứa Thuần Lương nói, ta trước đi tắm, tránh khỏi đem ngươi cho hôn đến. Hạ Hầu Mộc Lan nói, phòng tắm bên trong có ta cho mua quần áo cho ngươi, ngươi tẩy xong thay đổi, bộ quần áo này giặt quần áo trong rổ, quay đầu ta rửa cho ngươi. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, đụng lên đi tại nàng thổi qua liền phá gương mặt xinh đẹp bên trên hung hăng hôn một cái. Hạ Hầu Mộc Lan gắt giọng, chán ghét, ngọt ngào tâm tình lại lộ rõ trên mặt. Hứa Thuần Lương đi vào tắm rửa một cái. Trong khoảng thời gian này không để ý tới phát cạo râu, râu tóc đều dài, tính một cái ngày, tìm tới dao cạo râu tướng râu rear cạo sạch sẽ. Hạ Hầu Mộc Lan một lát sau, rón rén tiến đến, cầm y phục của hắn ra ngoài tẩy, Hứa Thuần Lương lại thình lình vọt ra, chặn ngang đưa nàng ôm lấy, Hạ Hầu Mộc Lan giật nảy mình, đừng làm rộn, trên thân đều ướt. Hứa Thuần Lương cười nói, đây là ngươi nghĩ tới ta phản ứng tự nhiên. Thành thật một chút, ngươi đừng nhúc nhích, ta tự mình tới nha. Trời tối người yên, Hạ Hầu Mộc Lan vẫn chưa từ vừa rồi cuồng nhiệt bên trong tỉnh táo lại, duỗi nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Hứa Thuần Lương một lần nữa trở nên bóng loáng cái cằm, râu ria không có. Hứa Thuần Lương nói, lo lắng chúng vào ngươi. Dụng ý khó dò, Hạ Hầu Mộc Lan ngoài miệng oán trách, thân thể lại sát lại càng mã hóa hơn thực. Hứa Thuần Lương ôm thân thể của nàng, nói khẽ, phòng này không tệ. Hạ Hầu Mộc Lan nói, nửa năm trước liền mua, hơi cải tạo một chút. Chủ yếu là thường xuyên đến Đông Châu, tổng ở khách sạn không tiện. Hứa Thuần Lương nói, người đi ta nơi đó ở chính là. Hạ Hầu Mộc Lan lắc đầu, ta mới không đi. Hứa Thuần Lương nghe ra nàng nói bóng gió, hẳn là không muốn gặp những nữ nhân khác xấu hổ, muốn nói thật là có loại khả năng này. Cùng ta khách khí không phải, bất quá a, nơi này không tệ, tư mật tính mạnh, có được sơn hồ cảnh sắc, về sau chỉ cần ngươi đến ta liền đến cùng ngươi. Hạ Hầu Mộc Lan nói, ngươi đừng để ta vườn không nhà trống liền tốt. Hứa Thuần Lương cười ha ha, tại nàng trơn bóng không tì vết lưng đẹp bên trên nhẹ nhàng vỗ vỗ, buồn ngủ hay không? Hạ Hầu Mộc Lan lắc đầu, cùng Hứa Thuần Lương cùng một chỗ tổng có chuyện nói không hết, nàng không có chút nào khốn, đương nhiên cái này cũng cùng Hứa Thuần Lương lợi dụng dĩ dương đạo âm phương pháp hiệp trợ nàng tu luyện có quan hệ. Hứa Thuần Lương nói, môn chủ sự tình hẳn là không có vấn đề gì. Hạ Hầu Mộc Lan nói, vẫn là phải tiến hành 6 kỹ khảo hạch. Hứa Thuần Lương cười nói, 4 đại trưởng lão bây giờ chỉ còn lại 3 cái, khảo hạch không cần thiết công khai, chỉ cần tuyên bố kết quả chính là. Hạ Hầu Mộc Lan nói, ta nhìn Địch Bình Thanh vẫn không có cam lòng. Hứa Thuần Lương nói, vô luận tâm hắn hay không đã không đổi được thế cục. Hạ Hầu Mộc Lan nói, ngươi vì sao lại nghĩ ra để hắn từ bỏ Bình Hải tất cả khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện chủ ý. Hứa Thuần Lương nói, Địch Bình Thanh những năm này sở dĩ có thể cấp tốc tích lũy tài phú, chủ yếu nhờ vào xử lý khỏe mạnh dưỡng lão sản nghiệp, hắn phát triển thuận lợi như vậy, cũng không phải là bởi vì hắn quản lý kinh doanh cỡ nào xuất sắc, mà là bởi vì hắn đạt được hữu lực ủng hộ. Hạ Hầu Mộc Lan nhẹ gật đầu, Địch Bình Thanh thân gia Đàm Tân Dân là dân chính người đứng đầu, có cái tầng quan hệ này tại, Địch Bình Thanh đối tương quan chính sách lý giải muốn so với người bình thường khắc sâu nhiều, nắm giữ tiên cơ cũng có thể nhanh người một bước. Hạ Hầu Mộc Lan nói, người đề nghị tướng hai chuyện cùng một chỗ đàm có phải hay không còn muốn cho Địch Bình Thanh lưu lại một chút chỗ trống. Hứa Thuần Lương cười nói, thông minh, Địch Bình Thanh đầu tư mới bệnh viện 50 ức cuối cùng đến từ Nhạc Tinh tập đoàn, hai chuyện cùng một chỗ đàm, hắn tư tâm quyết định, sẽ trình độ lớn nhất địa bảo ở tự thân lợi ích, thậm chí không tiếc hy sinh Nhạc Tinh lợi ích. Hạ Hầu Mộc Lan nói, cho nên ta mới có thể lấy 4,5 tỷ giá cả cầm xuống Tân Y Viện. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, về phần 1.5 tỷ mua xuống hắn tại Bình Hải tất cả khỏe mạnh dưỡng lão bệnh viện, mặt ngoài nhìn giá cả không cao,
nhưng trên thực tế Địch Bình Thanh cũng không thiệt thòi, bởi vì hắn đã bắt đầu sinh thoái ý. Hạ Hầu Mộc Lan nói, khỏe mạnh dưỡng lão rất có triển vọng, vì sao hắn vào lúc này nguyện ý rời khỏi thậm chí không tiếc buông xuống vất vả giải vây Bình Hải thị trường. Hứa Thuần Lương nói, Xuân Giang Thủy Ấm Việt Tiên Chi, ai cũng có thể là tại một vị trí bên trên vĩnh viễn ở lại, núi dựa của hắn nếu là lòng động, hắn liền không thể không sớm cân nhắc rút lui, nếu như quá lòng tham, chỉ sợ về sau liền không thể toàn thân trở lui. Hạ Hầu Mộc Lan thầm nghĩ, hẳn là Đàm Tân Dân gặp vấn đề, nếu như công tác của hắn phát sinh biến động, như vậy Địch Bình Thanh tại dân chính hệ thống bên trong không còn có ngày xưa phong quang, hắn bố cục ở các nơi cùng dân chính tương quan sự nghiệp cũng gặp phải chưa từng có khiêu chiến. Địch Bình Thanh nguyện ý giúp đỡ chính mình leo lên môn chủ chi vị hẳn là cũng là nguyên nhân này, hắn đã không tì vết chiếu cố bị môn quyền lực phân tranh. Hứa Thuần Lương nói, hiện tại cũng không biết cái này 500 triệu đến tột cùng là Nhạc Tinh toàn bộ nuốt vào vẫn là Địch Bình Thanh gánh chịu một bộ phận. Hạ Hầu Mộc Lan nói, Địch Bình Thanh cùng Nhạc Tinh đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Vì cái gì hắn cam tâm là Nhạc Tinh ra mặt làm chuyện này? Hứa Thuần Lương nói, ta cũng đang suy nghĩ chuyện này. Địch Bình Thanh cùng Nhạc Tinh ở giữa gặp nhau không nhiều, hắn lần này đầu tư tài chính kỳ thật là tới từ Minh Nước tập đoàn, Minh Nước cũng chỉ là một cái cầu nối, ta hoài nghi. Hạ Hầu Mộc Lan nhỏ giọng nói, hoài nghi gì? Hứa Thuần Lương nói, ta hoài nghi hắn cùng Hoàng Hữu Long hẳn là nhận biết, chỉ là ta trước mắt còn tra không được giữa bọn hắn có quan hệ gì. Hạ Hầu Mộc Lan nói, Hoàng Hữu Long cũng không phải là bì môn bên trong người. Hứa Thuần Lương nói, đừng suy nghĩ. Hiện tại trước mắt ngươi chuyện quan trọng nhất chính là đem môn chủ sự tình thuận lợi giải quyết, mặc dù Địch Bình Thanh cúi đầu nhận thua, cũng không có nghĩa là không có những người khác đứng ra sinh sự, để tránh đêm dài lắm mộng, việc này càng sớm giải quyết càng tốt. Hạ Hầu Mộc Lan nói, chờ bì môn nội bộ ổn định về sau, ta liền đem môn chủ này chi vị nhường ra đi, yêu ai làm ai làm. Treo Thanh Hồ khu biệt thự chỉ có một tòa gặp nước biệt thự đèn sáng, Hoàng Hữu Long ngồi tại cửa sổ sát đất trước, bên ngoài ánh trăng vừa vặn chiếu lên toàn bộ mặt hồ sóng nước lấp loáng. Lý Xương Cơ đứng tại phía trước cửa sổ, hai tay ôm ngực ngắm nhìn dưới ánh trăng cảnh hồ. Hoàng Hữu Long nói, không cần thiết sinh khí, bất kỳ cái gì đầu tư đều có hao tổn khả năng. Lý Xương Cơ cả giận nói, nếu như là bình thường hao tổn coi như bỏ qua, Địch Bình Thanh căn bản là cố ý hy sinh ích lợi của chúng ta, bảo đảm cá nhân hắn không bị hao tổn mất. Hoàng Hữu Long nói, lúc trước ta hỏi qua ngươi, vì sao muốn đầu tư tân y viện? Ngươi không có cho ra đáp án. Lý Xương Cơ nói, phụ thân quyết định, ta chỉ là phụng mệnh chấp hành thôi. Hoàng Hữu Long nói, người đã già sẽ trở nên cố chấp, tựa như Nhạc Tinh lần này tướng Trung Hàn sản nghiệp vườn đặt ở Đông Châu, ta rất không hiểu, kỳ thật có thật nhiều thành thị cho ra điều kiện càng tốt hơn. Lý Xương Cơ nói, đó là bởi vì phụ thân năm đó ở nơi này sinh hoạt qua. Thanh Sơn khu mỏ quặng người trợ giúp hắn từ đông doanh quỷ tử lùng bắt bên trong thoát đi, phụ thân ta là cái biết cảm ơn người, sở dĩ lựa chọn Thanh Sơn khu mỏ quặng thiết lập Trung Hàn sản nghiệp vườn, là muốn về quỹ năm đó trợ giúp hắn những người kia, nhưng bọn hắn không những không biết cảm giác ân, ngược lại lấy oán trả ơn, khắp nơi làm khó dễ, người vì chế tạo nhiều như vậy chướng ngại. Hoàng Hữu Long nói, thật quyết định muốn rút vốn Đông Châu rồi. Lý Xương Cơ nói, nếu như yêu cầu của chúng ta không chiếm được thỏa mãn, không bài trừ loại khả năng này. Hoàng Hữu Long lạnh nhạt cười nói, một số thời khắc, ta thật sự là không hiểu rõ cái gì cái gọi là tình kết. Xương Cơ, ngươi không cần lo lắng đối phụ thân không tiện bàn giao, Địch Bình Thanh hao tổn 4 ức ta đến gánh chịu. Lý Xương Cơ nói, vì cái gì ngươi muốn gánh chịu? Hoàng Hữu Long nói, ngươi mặc dù là thê tử của ta, nhưng ngươi đối mảnh đất này cũng không phải thật sự là hiểu rõ. Ở chỗ này làm việc phải có quy tắc của nơi này, nhớ lấy, không thể đối Địch Bình Thanh động thủ, bối cảnh của hắn rất phức tạp, hiện tại giải quyết nhưng phức tạp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Địch Bình Thanh không phải liền là dựa vào hắn thân ra sao? Lý Xương Cơ xem thường. Hoàng Hữu Long nói, không chỉ có như thế, tóm lại, ngươi nghe ta liền tốt, phụ thân sẽ không để ý cái này 4 ức hao tổn, ngươi tin hay không? Hắn tuyệt không buông tha Trung Hàn sản nghiệp vườn hạng mục. Lý Xương Cơ nói, ngươi thật giống như hiểu rất rõ hắn giống như. Hắn cũng hiểu rất rõ ta, cho nên mới sẽ đối ta làm được tuyệt tình như thế. Hoàng Hữu Long ngữ khí vẫn bình tĩnh, trên thực tế lại đối Lý Bình Tinh tuyệt tình canh cánh trong lòng. Lý Xương Cơ nói, đó là bởi vì ngươi để hắn thất vọng. Hoàng Hữu Long mỉm cười, Lữ Cơ, nếu có một ngày, ta nói là nếu như,
phụ thân ngươi muốn để ngươi tại ta cùng hắn ở giữa làm ra lựa chọn, ngươi sẽ làm thế nào? Lý Xương Cơ cắn môi, hai mắt tiếp cận Hoàng Hữu Long, cũng không có trả lời vấn đề của hắn. Hoàng Hữu Long nói, ta chỉ là hỏi một chút, ngươi có thể không đáp. Lý Xương Cơ vẫn không có trả lời, nói tránh đi, rất lâu không có đi xem nữ nhi, ngươi có phải hay không cân nhắc đi một chuyến Bắc Mỹ? Hoàng Hữu Long lắc đầu nói, đi không được, Uông gia để cho ta cho Uông Kiến Thành chữa bệnh, ta không có lý do cự tuyệt, mà lại Uông Chính Đạo cùng Nhạc Tinh là quan hệ hợp tác, ta giúp hắn chính là giúp các ngươi. Lý Xương Cơ nói, ta hoài nghi Uông Chính Đạo phụ tử cùng Uông Kiến Minh liên thủ tại nhằm vào chúng ta. Hoàng Hữu Long nói, bọn hắn mục đích làm như vậy ở đâu? Lý Xương Cơ nói, muốn thông qua loại phương thức này thu hoạch được nhiều quyền phát biểu hơn, từ đó đạt được càng nhiều lợi ích. Hoàng Hữu Long nói, không nên đánh giá thấp Uông gia cách cục, người nhìn thấy chính là Trung Hàn sản nghiệp vườn tương lai có khả năng đạt được kinh tế lợi ích, mà Uông gia xem trọng là lợi ích chính trị, người cho rằng Uông Kiến Minh sẽ vì thành toàn Uông Chính Đạo kinh tế lợi ích mà hy sinh tự thân chiến tích sao? Lý Xương Cơ nói, ta muốn cùng Uông Chính Đạo hảo hảo nói chuyện, ban đầu là hắn đem Nhạc Tinh mời đến Đông Châu, hiện đang phát sinh sự tình, hắn lại sống chết mặc bây. Hoàng Hữu Long nói, muốn cân nhắc đến Uông Chính Đạo thân phận đặc thù, rất nhiều chuyện hắn không tiện ra mặt, mà lại con của hắn vừa mới gặp tai nạn xe cộ không lâu. Lý Xương Cơ nói, đó cũng không phải hắn chẳng quan tâm lý do. Hoàng Hữu Long thở dài nói, nếu như ngươi muốn gặp hắn, ngày mai có thể cùng ta cùng một chỗ tiến về phụ viện. Làm hợp tác phương về tình về lý ngươi cũng hẳn là đi thăm viếng một chút. Uông Chính Đạo ngồi tại bên giường, Uông Kiến Thành mặc dù nhưng đã thức tỉnh, nhưng là vẫn trầm mặc ít nói, không chịu cùng ngoại giới giao lưu, Uông Chính Đạo nhìn ở trong mắt đau nhức ở trong lòng, trận này tai nạn xe cộ chẳng những hư hại nhi tử thân thể còn trọng thương tự tôn của hắn, hắn cũng không biết phải dùng phương pháp thế nào mới có thể giúp nhi tử tỉnh lại. Uống nước a. Uông Kiến Thành nhắm mắt lại, hắn không muốn nói chuyện. Uông Chính Đạo thở dài nói, gia gia đã nghe nói chuyện của ngươi. Tại sao muốn nói cho hắn biết? Không gạt được. Uông Kiến Thành hầu kết giật giật, qua một hồi lâu mới phun ra một câu tràn ngập thống khổ, tại sao muốn cứu ta? Còn không bằng để cho ta tự sinh tự diệt. Uông Chính Đạo nắm chặt nhi tử tay, như là cầm một khối cự tuyệt hòa tan băng. Kiến Thành, ngươi không muốn cam chịu, hiện tại y học như thế phát đạt, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ khôi phục khỏe mạnh. Làm sao khôi phục khỏe mạnh, ta mất đi khí quan chẳng lẽ còn có thể tái sinh? Ta là thằng điên, ta thậm chí không phải một cái nam nhân. Uông Kiến Thành nghẹn ngào, từ lúc chào đời tới nay hắn chưa hề từng chịu đựng trọng thương như thế, cũng chưa từng tuyệt vọng như vậy qua. Nhìn thấy bộ dáng của con trai, Uông Chính Đạo cảm động lây, nếu như có thể lựa chọn hắn tình nguyện thay mặt nhi tử đi nhận qua, Kiến Thành, nhân sinh tổng có ngoài ý muốn, nhưng ngươi đã có thể trốn qua lần này kiếp nạn. Liền có sống sót đạo lý, kỳ thật người còn sống có rất nhiều chuyện gặp mà làm theo. Uông Kiến Thành mở hai mắt ra, hai mắt của hắn vằn vện tia máu, không có, ta không có nhân sinh, trong lòng ngươi nhưng thật ra là rõ ràng, chỉ là không muốn tiếp nhận hiện thực thôi. Kiến Thành, ngươi trước an tâm dưỡng tốt thân thể lại nói. Ra ngoài, xin ngài ra ngoài, để cho ta một người hảo hảo yên lặng một chút. Uông Chính Đạo nội tâm cực kỳ bất đắc dĩ. Nhưng lại không thể không tôn trọng nhi tử ý kiến, hắn không muốn tiến một bước làm tức giận nhi tử, rời đi săn sóc đặc biệt phòng bệnh, nhìn thấy Hoàng Hữu Long cùng Lý Xương Cơ vợ chồng cùng nhau đến đây, Uông Chính Đạo nhẹ gật đầu, xem như cùng bọn hắn lên tiếng chào hỏi. Hoàng Hữu Long biểu thị mình trước vào xem Uông Kiến Thành tình huống, Lý Xương Cơ không có đi vào, ủy thác Hoàng Hữu Long tướng một bó hoa tươi mang vào. Lý Xương Cơ nói, Uông Tổng, thật sự là không có ý tứ. Ta vừa mới nghe nói lệnh công tử sự tình. Uông Chính Đạo miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, tạ ơn Lý Tổng trong lúc cấp bách tới quan sát. Lý Xương Cơ nói, ta cũng giúp không được cái gì đại ân, bất quá Uông Tổng nếu là cần dùng đến địa phương, chúng ta Nhạc Tinh tập đoàn từ trên xuống dưới tất dốc sức mà làm. Quý phương hảo ý ta xin tâm lĩnh, đây là nhà của chúng ta sự tình cũng không nhọc đến Lý Tổng phí tâm. Lý Xương Cơ âm thầm oán thầm, cái này Uông Chính Đạo bày cái gì tác phong đáng tởm. Hiện tại con của ngươi còn không phải trượng phu ta đang giúp đỡ trị liệu. Lý Xương Cơ nói, ta biết Uông Tổng gần nhất mọi việc quấn thân, có một số việc ta không nên nói, có thể kiểm tra lo đến chúng ta dù sao cũng là hợp tác phương, Trung Hàn sản nghiệp vườn tiến triển về tình về lý vẫn là phải hướng Uông Tổng lộ ra một chút. Uông Chính Đạo lạnh nhạt nói, vô luận quý phương làm ra như thế nào quyết định ta đều sẽ tôn trọng.
Kỳ thật hắn nguyên bản tại Trung Hàn sản nghiệp vườn sự tình bên trên một mực bảo trì cấp tiến thái độ, nhưng về sau phụ thân một câu đề tỉnh hắn, Uông Chính Đạo là không thể nào làm ra cùng gia tộc lợi ích quay lưng sự tình, mà lại hắn cũng nhìn ra Nhạc Tinh tập đoàn tại rút vốn một chuyện bên trên cũng không kiên quyết, nếu như quyết định rút vốn bọn hắn đã sớm rút lui, làm gì chờ tới bây giờ. Hiện tại lại gặp phải nhi tử tao ngộ dạng này điều xấu, Uông Chính Đạo có chút nản lòng thoái chí. Coi như Nhạc Tinh tập đoàn thật rút khỏi hắn cũng sẽ không miễn cưỡng. Lý Xương Cơ nói, chúng ta một mực căn cứ dĩ hòa vi quý hợp tác chí thượng thái độ đàm phán, nhưng Đông Châu phương diện cũng không có biểu hiện ra quá nhiều thành ý. Nếu như một tuần bên trong chúng ta còn không chiếm được Đông Châu chuẩn xác trả lời chắc chắn, Nhạc Tinh tập đoàn sẽ toàn diện rời khỏi Trung Hàn sản nghiệp vườn kiến thiết, cũng rút về tất cả đầu tư. Uông Chính Đạo điện thoại di động vang lên, thừa dịp nghe công phu hắn đi đến một bên. Thậm chí không đối Lý Xương Cơ lời nói này tiến hành đáp lại. Lý Xương Cơ có chút trợn tròn mắt, Uông Chính Đạo có phải là cố ý hay không? Chẳng lẽ hắn căn bản không lo lắng rút vốn, hay là hắn căn bản liền không có đem mình để vào mắt? Người này thật sự là cuồng vọng. Uông Chính Đạo nhận được cú điện thoại là này Uông Kiến Minh đánh tới, Uông Kiến Minh đã nhận được ra ra, chính cùng đi hắn đến đây bệnh viện. Uông Chính Đạo để điện thoại xuống, hướng Lý Xương Cơ nói, Lý Tổng. Không hảo ý, chờ một lúc ta còn có ra sự phải xử lý, hôm nay liền không thể chào hỏi ngươi. Lý Xương Cơ làm sao có thể nghe không ra hắn tại hạ lệnh trục khách, nàng gật đầu nói, tốt a, vậy sau này lại cùng người liên lạc. Hoàng Hữu Long cùng Lý Xương Cơ đi vào bãi đỗ xe thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Uông Kiến Minh từ một cỗ xe thương vụ bên trong xuống tới, sau đó từ bên trong xe bước xuống một vị lão giả tinh thần quắc thước. Vợ chồng hai người ngồi ở trong xe cũng không có lập tức rời đi. Xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn qua vị lão giả kia, Hoàng Hữu Long nói, nghĩ đến vị kia chính là Uông lão. Lý Xương Cơ nói, khó trách Uông Chính Đạo như vậy vội vã hạ lệnh trục khách. Hoàng Hữu Long nói, Uông Kiến Thành không phải tai nạn xe cộ là mưu sát. Lý Xương Cơ nhìn Hoàng Hữu Long một chút, không biết hắn tại sao muốn cường điệu chuyện này. Hoàng Hữu Long nói, Uông gia tuyệt đối nuốt không trôi một hơi này, không đem phía sau hung phạm cầm ra đến, bọn hắn thể không bỏ qua. Lý Xương Cơ nói, Uông Chính Đạo sẽ không phải vì báo thù mà từ bỏ hợp tác a. Hoàng Hữu Long nói, ta nghĩ Uông Chính Đạo hiện tại khẳng định cảm thấy kiếm nhiều tiền hơn nữa cũng không có ý nghĩa. Lý Xương Cơ điện thoại di động vang lên, tiếp thông điện thoại về sau, liền nghe đến Lý Xương Hách thanh âm tức giận, Xương Cơ, ngươi là thế nào làm việc? Lý Xương Cơ không hiểu ra sao, không biết ca ca tại sao lại đột nhiên hướng mình làm khó dễ. Phụ thân để Lý Xương Hách trở về trong nước. Đem Đại Trung Hoa sự nghiệp khu quyền khống chế giao cho mình, hắn một mực canh cánh trong lòng, không biết hắn tìm được cơ hội gì hướng mình phát tiết phẫn nộ. Lý Xương Cơ nói, ta làm việc từ có chừng mực, cũng không cần hướng ngươi bàn giao. Lý Xương Hách nói, Bạch Lan công nhiên phát biểu manga ám chỉ phụ thân, thân ngươi tại Trung Hoa đối với cái này lại không đạt được gì. Lý Xương Cơ nhíu mày, Bạch Lan phát biểu manga, nàng cũng không biết, ngươi đang nói cái gì. Chính ngươi đi xem. Quyển kia cổ mộ mê tung, rõ ràng tại ám chỉ phụ thân của chúng ta. Phụ thân tức giận phi thường, hắn nói, mặc kệ ngươi dùng phương pháp thế nào cũng phải làm cho quyển sách này biến mất. Lý Xương Hách dùng không thể nghi ngờ giọng điệu mệnh lệnh, sau đó hắn liền cúp điện thoại. Lý Xương Cơ kết thúc trò chuyện về sau, lập tức lục soát kia vốn tên là cổ mộ mê tung manga. Bộ này manga phát biểu thời gian mặc dù không dài, nhưng là nhiệt độ lên cao rất nhanh. Tại khắp chi đô bên trên đã nhảy lên tới bảng xếp hạng trước ba. Phiền toái hơn chính là, đồng thời tìm tòi ra đến một đống lớn đồ lậu kết nối, từ đồ lậu kết nối số lượng cũng đó có thể thấy được bộ này manga tại toàn lưới phi tốc nhảy lên thăng nhiệt độ. Bạch Lan vốn là có nàng nhóm độc giả, trước đó vài ngày đột nhiên mất tích để Bạch Lan đang học người trong lòng chờ mong gặp sớm đã kéo căng, mà bây giờ đẩy ra tác phẩm mới không thể nghi ngờ để sự nổi tiếng của nàng cao hơn một tầng. Hoàng Hữu Long nhìn ra thê tử sắc mặt bất thiện, nghe nàng thuyết minh sơ qua chuyện này, cũng tìm tới kết nối xem manga, chỉ nhìn vài trang hắn liền có thể kết luận, cái này manga chính là nhằm vào nhạc phụ Lý Bình Tinh chế tạo riêng, manga bắt đầu chính là chiến quốc lớn mộ phát hiện, sau đó lấy đảo ngược thủ pháp, xốc lên một cái tân la thiếu niên tại Thần Châu đại địa trộm mộ cố sự, không sai là trộm mộ. Bạch Lan tại ám chỉ Lý Bình Tinh trộm mộ. Hoàng Hữu Long không có quấy rầy thê tử. Hắn thuận tiện xem một chút tương quan chủ đề, tại Weibo bên trên đã xuất hiện không thiếu tướng Lý Bình Tinh cùng bản này manga liên hệ đề, Hoàng Hữu Long ý thức được chuyện này có chút nghiêm trọng. Lý Xương Cơ nghiến răng nghiến lợi nói, tiện nhân,
ta sẽ không bỏ qua nàng, mặc kệ nàng giấu ở nơi nào ta cũng phải đem nàng cầm ra tới. Hoàng Hữu Long nói, việc cấp bách cũng không phải là tìm tới Bạch Lan, mà là mau chóng tiêu trừ bộ này manga mang tới ảnh hưởng trái chiều, đầu tiên muốn liên lạc với đăng báo manga trang web, để bọn hắn ý thức được bộ này manga đã nghiêm trọng xâm phạm phe ta danh dự quyền, bọn hắn sẽ gánh chịu tương ứng pháp luật trách nhiệm, yêu cầu bọn hắn lập tức loại bỏ tác phẩm, sau đó còn phải tốn tiền hàng nhiệt độ, không thể để cho những này không có chút nào căn cứ tin tức bên trên nóng lục soát. Lý Xương Cơ nhẹ gật đầu, bộ này manga đăng báo tại khắp chi đô phía trên, ta lập tức an bài luật sư liên hệ nhà này trang web. Hoàng Hữu Long nói, Bạch Lan không dám công khai lộ diện, nhất định có người giúp nàng làm chuyện này, ta tìm người cha cha tới cùng là ai tại làm những sự tình này. Cứ việc Nhạc Tinh tập đoàn hướng tên là khắp chi đô trang web trước tiên phát luật sư văn kiện, nhưng là đối phương hồi phục vô cùng cường ngạnh, bọn hắn cho rằng bản này của mộ mê tung manga cũng không chỉ mặt gọi tên, cũng không có xâm phạm bất luận người nào danh dự quyền, như có tương đồng đơn thuần trùng hợp, Nhạc Tinh tập đoàn lên án quả thực là không bên trong sinh có. Tại Nhạc Tinh nhìn tới một cái nho nhỏ manga trang web cạnh dám công nhiên cứng rắn đòn khiêng bọn hắn có chút không hợp với lẽ thường, bọn hắn lập tức tìm người điều tra khắp chi đô phía sau vốn liếng, phát hiện khắp chi đô đã ở năm ngoái hơn nửa năm bị Lam Tinh tập đoàn thu mua, trước mắt là Lam Tinh tập đoàn kỳ hạ trang web. Lam Tinh tập đoàn CEO là Hoa Trục Nguyệt, chủ tịch là Cơ Giai Giai, mà Cơ Giai Giai còn có một cái thân phận là Lan Hoa Môn môn chủ, cái này để cả một chuyện mạch lạc trở nên rõ ràng. Bộ này manga tuyệt không phải ngẫu nhiên tại không có chi đảo đăng báo, sở dĩ có thể trong khoảng thời gian ngắn hình thành như thế lớn nhiệt độ, phía sau Lam Tinh tập đoàn tuyệt đối thoát không ra quan hệ. Lý Xương Cơ đã làm tốt thực hiện chuẩn bị, nhưng luật sư nói cho nàng, chuyện này muốn thắng kiện khả năng không lớn, bởi vì đối phương cũng không có chỉ mặt gọi tên, mà lại nguyên tắc tác giả Bạch Lan trước mắt ở vào mất tích trạng thái, coi như pháp viện thụ lý, bọn hắn cũng rất khó lấy chứng. Lý Xương Cơ đối với chuyện này thái độ phi thường kiên quyết. Vô luận áp dụng như thế nào thủ đoạn cũng phải làm cho đối phương mau chóng tướng manga loại bỏ. Hứa Thuần Lương hai ngày này phá lệ bận rộn, ngoại trừ công việc bên ngoài còn muốn vội vàng nghênh đón mang đến. Diệp Thanh Nhã chuyên từ kinh thành chạy đến, nàng là đại biểu Diệp gia qua tới thăm Uông Kiến Thành, Hứa Thuần Lương cùng đi nàng tiến về bệnh viện. Giống như lần trước, Hứa Thuần Lương vẫn không có được thỉnh mời đi vào, bất quá hắn cũng không có tính toán đi vào. Nguyên bản xem ở Hạ Uyển Oánh phân thượng còn muốn làm viện thủ, nhưng Uông Chính Đạo hiển nhiên không tín nhiệm mình, đem tất cả bảo đều đặt ở Hoàng Hữu Long trên thân, đã như vậy, mình cần gì phải xông đi lên nếm mùi thất bại. Hứa Thuần Lương ngồi chờ ở bên ngoài thời điểm, Uông Kiến Minh cặp vợ chồng lại đến đây, Hứa Thuần Lương tranh thủ thời gian đứng dậy đón lấy. Uông Kiến Minh nói, Thuần Lương tới, ngươi làm sao không đi vào? Hứa Thuần Lương cười nói, Thanh Nhã tỷ ở bên trong. Ta lo lắng quá nhiều người quấy rầy tiểu Uông tổng nghỉ ngơi. Hạ Uyển Oánh biết nguyên nhân trong đó, nàng nói khẽ, ta trước vào xem, hai người các ngươi trò chuyện. Uông Kiến Minh nhẹ gật đầu, thật sự là hắn có mấy lời nghĩ đối Hứa Thuần Lương nói, vỗ vỗ Hứa Thuần Lương bả vai, hai người cùng một chỗ ngồi xuống. Uông Kiến Minh đánh giá cạo râu sau Hứa Thuần Lương nói, vẫn là râu ria cạo người lộ ra nhẹ nhàng khoan khoái ánh nắng. Hứa Thuần Lương nói, ta nguyên bản cũng không muốn để râu. Chỉ là tình huống đặc biệt. Uông Kiến Minh nói, hiểu rõ, ngươi tóc hơi dài, bên trong thể chế công việc vẫn là phải để ý dáng vẻ, đừng làm cho cùng cái cổ hoặc tử giống như. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ Uông Kiến Minh trong lời nói có hàm ý, chẳng lẽ ta gần nhất hành vi lại để cho hắn cảm thấy khó chịu. Hứa Thuần Lương cười nói, gần nhất bận rộn công việc, không có quan tâm đi cắt tóc, đã chú bí thư nói, ta quay đầu đi trước lội tiệm uốn tóc. Uông Kiến Minh nghe được tiệm uốn tóc hai chữ luôn cảm thấy có chút không hài hòa, thuận Hứa Thuần Lương đề tài mới vừa rồi nói, đúng vậy à, ta đều nghe nói, người đi thương ủy hội về sau liền lập xuống đại công. Hứa Thuần Lương nói, cũng không tính được cái gì đại công, ta chính là dựa theo chỉ thị của ngài, tận khả năng tướng đầu tư lưu tại Đông Châu, khỏe mạnh đã muốn đi, chúng ta cũng không tốt ép ở lại, loại tình huống này coi như miễn cưỡng lưu lại người ta tiền cũng lưu không được lòng của người ta. Uông Kiến Minh cười cười nói, Khang Kiện tập đoàn thế mà 4,5 tỷ liền đem hạng mục chuyển nhượng rồi. Trong lòng hắn hạng mục này giá trị hoàn toàn không chỉ như thế. Hứa Thuần Lương nói, phương diện này ta đã thông qua Tần thư ký hướng người nộp kỹ càng báo cáo, Mộc Lan tập đoàn tương lai đầu tư sẽ không thấp hơn 50 ức, mà lại lần này còn có Mạc Hàn Đông Phương bơm tiền. Uông Kiến Minh nói, để ai một chút xuất ra 50 ức cũng không dễ dàng. Hứa Thuần Lương nói,
Kỳ thật ta nói tới hai cái này tập đoàn đều có một mình tiếp nhận Tân Y Viện hạng mục năng lực, là ta cân nhắc đến khỏe mạnh vết xe đổ, không thể đem quyền nói chuyện quá nhiều giao cho nhà đầu tư, nếu không dễ dàng mất đi khống chế, cho nên mới lợi dụng dẫn vào nhiều gia tư bản phương pháp để bọn hắn tương hỗ ngăn được. Uông Kiến Minh gật đầu nói, báo cáo của ngươi ta xem qua, ngươi còn đề nghị để Trung Y Viện gia nhập mới bệnh viện kiến thiết. Hứa Thuần Lương đang muốn giải thích. Uông Kiến Minh nói, ngươi ý nghĩ rất tốt, phương án cụ thể hoàn thiện về sau, chúng ta lại tiến hành nghiên cứu thảo luận. Từ Uông Kiến Minh thái độ đó có thể thấy được, hắn đối với chuyện này kết quả còn là vô cùng hài lòng. Uông Kiến Minh nói, ta nghe nói ngươi kêu dừng Trung Hàn sản nghiệp vườn đàm phán. Hứa Thuần Lương nói, là như thế này, lần thứ nhất đàm phán, Hàn Phương Tại không có thông chi chúng ta điều kiện tiên quyết toàn viên vắng mặt, ta căn cứ đến mà không trả lễ thì không hay nguyên tắc tạm thời đem đàm phán về sau áp một áp, cũng để nhóm này người biết, không phải bọn hắn muốn nói liền nói. Uông Kiến Minh nói, cùng đầu tư bên ngoài đàm phán cũng không thể hành động theo cảm tính, hiện tại Nhạc Tinh tập đoàn đã đối bên ta hạ tối hậu thư, nếu như một tuần bên trong không cho bọn hắn một cái minh xác thuyết pháp, bọn hắn chọn rút vốn. Hứa Thuần Lương nói, ta không phải hành động theo cảm tính, ta là tại cùng bọn hắn đánh cờ, đây là ta từ người thân bên trên học đến. Uông Kiến Minh hơi kinh ngạc nhìn Hứa Thuần Lương một chút, không nghe lầm, con hàng này là đang quay ngựa của mình cái rắm, bất quá đập đến vừa đúng, chỉ ít giờ phút này trong lòng mình phi thường dễ chịu. Uông Kiến Minh nói, ta cũng không có dạy ngươi làm như thế. Hứa Thuần Lương nói, Uông thư ký, chúng ta có câu chuyện xưa gọi sấm to mưa nhỏ, bọn hắn làm cho càng hoan. Chứng minh bọn hắn càng quan tâm, chúng ta càng là tích cực giữ lại, bọn hắn càng là được đà lấn tới, bọn hắn những người kia chính là cái này nước tiểu tính, chỉ cần chúng ta không để ý bọn hắn, chính bọn hắn liền trung thực. Uông Kiến Minh nói, Trung Hàn sản nghiệp vườn đầu tư 15 tỷ Mỹ Kim, điểm này ta đã cùng ngươi cường điệu qua. Hứa Thuần Lương cười nói, vừa mới bắt đầu ta cũng buồn bực, vì cái gì người nhất định phải đem ta từ cục dân chính điều đến thương ủy hội, ta phi thường không hiểu. Còn tưởng rằng người đối công việc của ta thành tích không hài lòng, nhưng bây giờ ta đã biết, ta là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngài là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, người đã sớm nhìn ra ta tại đối ngoại phương diện chiêu thương có ra loại bạt tụy năng lực, không khách khí chút nào nói, người chính là ta Bá Nhạc. Uông Kiến Minh có chút im lặng, ta còn không có ngươi, chính ngươi trước thổi bên trên, thổi liền thổi a, còn đem ta đặt ở Bá Nhạc vị trí bên trên, Uông Kiến Minh không có bị hắn thổi phồng hồ đồ. Đầu não rất thanh tỉnh, tiểu tử này là muốn đem ta cùng ngươi tiến hành buộc chặt, đến lúc đó thật náo xảy ra điều gì phiền phức, muốn để cho mình giúp hắn đỉnh lấy. Uông Kiến Minh nói, ta không phải ngươi Bá Nhạc, ngươi đến cùng là ngựa chết hay là lừa chết còn phải đang làm việc bên trong nghiệm chứng. Tiểu Hứa A, ngươi lần này bắt đầu không tệ, nhưng là không thể lấy được một chút xíu thành tích liền đắc chí, muốn thường xuyên nhớ kỹ ngươi đi thương ủy hội nhiệm vụ chủ yếu là cái gì. Hứa Thuần Lương nói, Uông thư ký yên tâm. Ta nhất định nhớ kỹ dạy bảo của ngài, người đem Đông Châu đối ngoại chiêu thương công việc giao cho ta, đây là đối ta lớn lao tín nhiệm. Uông Kiến Minh trong lòng tự nhủ ngươi lại khái niệm hỗn hào, ta là đem hai chuyện này giao cho ngươi, cũng không phải đem Đông Châu đối ngoại chiêu thương công việc giao cho ngươi, coi như ngươi có lá gan tiếp xuống, ta vẫn chưa yên tâm đâu. Hứa Thuần Lương nói, Uông thư ký, ta trước cho ngài phái một viên thuốc an thần, nếu như Hàn Phương rút vốn, ta lập tức liền có thể tìm đến ngang nhau thể lượng đầu tư. Đổi thành trước đó hai ngày, Uông Kiến Minh chắc chắn sẽ không tin tưởng, nhưng Hứa Thuần Lương đi thương ủy hội không bao lâu liền dễ dàng đem mới bệnh viện sự tình giải quyết, chứng minh tiểu tử này xác thực khá là năng lực. Uông Kiến Minh nói, đối Nhạc Tinh tập đoàn vẫn là tận khả năng giữ lại, nếu như bọn hắn cuối cùng rút vốn, sẽ đối với Đông Châu danh dự tạo thành ảnh hưởng, đây mới là nhất tổn thất lớn. Hứa Thuần Lương thầm nghĩ, Uông Kiến Minh nên sẽ dốc toàn lực bảo trụ Trung Hàn sản nghiệp vườn hạng mục. Dù sao hạng mục này là hắn tiền nhiệm đến nay lớn nhất chiến tích, hắn thân thúc thúc Uông Chính Đạo lại chiều sâu tham dự trong đó, như nói không có cố kỵ là không thể nào. Hứa Thuần Lương nói, Uông thư ký, ta có thể nói điểm tin đồn thất thiệt không? Uông Kiến Minh nói, lại không có người ngoài, người nói thoải mái. Hứa Thuần Lương nói, gần nhất trên mạng có bộ manga rất lửa, manga tên gọi Cổ Mộ Mê Tung. Uông Kiến Minh nói, ta đối manga không có hứng thú gì. Hứa Thuần Lương nói, bộ này manga tác giả là Bạch Lan, đi qua nàng đã từng làm Nhạc Tinh đặc biệt đại biểu tới qua Đông Châu, cũng là sớm nhất khảo sát đoàn một thành viên, nàng tiếp nhận Nhạc Tinh người sáng lập Lý Bình Tinh ủy thác, vì hắn viết một bộ tự truyện thể tiểu thuyết. Uông Kiến Minh nhíu mày,
có chút minh bạch Hứa Thuần Lương ý tứ. Hứa Thuần Lương nói, người khả năng không có nhiều thời gian như vậy đi đọc manga, ta tối hôm qua thức đêm đem trên mạng phát biểu bộ phận xem hết, manga là giảng chiến tranh kháng Nhật thời kỳ, một cái bán đảo thiếu niên tại Trung Hoa đại địa mạo hiểm sử, ta đọc manga bối cảnh rất giống chúng ta Đông Châu. Uông Kiến Minh nói, nghĩ không ra người chú ý sự tình còn rất nhiều, đến cùng là tuổi trẻ tinh lực tràn đầy, về sau ta còn nhiều hơn cho ngươi thêm điểm gánh. Hứa Thuần Lương cười nói, Uông thư ký, người tha cho ta đi, đúng, ta nghe nói Nhạc Tinh tập đoàn đã tìm đăng nhiều kỳ manga trang web tiến hành thương lượng, còn muốn cùng người ta thư kiện. Uông Kiến Minh ý thức được Hứa Thuần Lương sẽ không vô duyên vô cớ nhắc lên manga sự tình, có thể để cho Nhạc Tinh tập đoàn lên cao đến pháp luật phương diện sự kiện hẳn là sẽ không là chuyện nhỏ. Uông Kiến Minh mặc dù không có nhìn qua manga nội dung, nhưng từ Hứa Thuần Lương trong miêu tả đã đoán được 7-8 phần, bản này manga nhất định ám chỉ Lý Bình Tinh. Manga tên gọi, Cổ Mộ Mê Tung. Uông Kiến Minh nói, trộm mộ đề tài. Hứa Thuần Lương cười nói, người nhìn xem liền biết, dù sao bộ này manga thượng tuyến về sau khiến cho Nhạc Tinh tập đoàn rất tức giận, nói người ta xâm phạm danh dự của bọn hắn quyền, nhưng manga ta xem qua. Bên trong từ đầu tới đuôi cũng không có sách Lý Bình Tinh danh tự, mở đầu cũng ghi chú rõ, câu chuyện này đơn thuần hư cấu, như có tương đồng đơn thuần xảo hợp. Uông Kiến Minh nói, cái kia gọi Bạch Lan nữ tác gia rất đỏ sao? Hứa Thuần Lương nói, tại bán đảo rất đỏ, ở trong nước cũng có chút nổi tiếng, nàng thành danh làm gọi cung điện vua chúa. Uông Kiến Minh cũng không chú ý phương diện này, cho nên trong đầu hoàn toàn không có ấn tượng, bất quá hắn nghe Hứa Thuần Lương thuộc như lòng bàn tay. Mờ mờ ảo ảo đoán được Hứa Thuần Lương đối vị này nữ tác gia nhất định là cực kỳ quen thuộc, các ngươi rất quen. Hứa Thuần Lương lắc đầu, đã gặp mặt, nàng lúc ấy còn đại biểu Nhạc Tinh tập đoàn đưa ra muốn đầu tư bệnh truyền nhiễm Tân Y viện hạng mục, bất quá bởi vì lúc ấy cho tiền quá ít bị ta cự tuyệt. Uông thư ký, kỳ thật người hẳn phải biết, Nhạc Tinh vẫn luôn ngấp nghé bệnh truyền nhiễm viện mảnh đất kia. Uông Kiến Minh nhẹ gật đầu. Lúc ấy Nhạc Tinh phương diện hoàn toàn chính xác đưa ra tướng mảnh đất kia đặt vào Trung Hàn sản nghiệp vườn yêu cầu, chỉ là về sau bởi vì bệnh truyền nhiễm viện phương diện không chịu nhượng bộ mà làm a. Hứa Thuần Lương thấp giọng nói, ta hỏi qua Địch Bình Thanh, hắn chính miệng thừa nhận, hắn kỳ thật đối với đầu tư truyền thống chữa bệnh thị trường không có hứng thú gì, khỏe mạnh kia 50 ức nhưng thật ra là Nhạc Tinh tập đoàn ném, căn cứ song phương hợp đồng, khỏe mạnh đã tạo thành vi quy. Uông thư ký, người cảm giác đến bọn hắn tại sao muốn nghĩ trăm phương ngàn kế cầm xuống kia khối thổ địa đâu? Uông Kiến Minh không có trả lời, trước đây Hứa Thuần Lương đã đem Địch Bình Thanh tài chính nơi phát ra chứng cứ thông qua Tần Chính Dương giao cho hắn, chuyện này đã phi thường sáng tỏ, nếu như không phải đột nhiên phát hiện chiến quốc mộ, bệnh truyền nhiễm viện Tân Y viện trên thực tế cũng trưởng khống tại Nhạc Tinh trong tay, Nhạc Tinh đối khối kia thổ chính là biểu hiện ra chấp nhất sẽ không là không có có nguyên nhân. Hứa Thuần Lương nói, người nói cái này Trung Hàn sản nghiệp vườn sẽ không phải thật là hạng trang múa kiếm ý tại bái công a. Cái kia Lý Bình Tinh tuyên chỉ tại Thanh Sơn khu mỏ quặng là không phải là bởi vì phía dưới này ẩn giấu đi cái nào đó bí mật không muốn người biết. Ý của ngươi là chiến quốc mộ. Không có khả năng, Lý Bình Tinh sẽ không hồ đồ như vậy, lợi dụng Trung Hàn sản nghiệp vườn đến trộm mộ văn vật. Nơi này là Trung Quốc, hắn không có khả năng man thiên quá hải. Hứa Thuần Lương nói. Vậy hắn kiên trì cầm xuống bệnh truyền nhiễm viện Tân Y viện cánh đồng đến tột cùng tại mưu đồ gì? Uông Kiến Minh nói, coi như hắn thật đã sớm biết chiến quốc mộ, hiện tại bí mật này đã bị chúng ta phát hiện. Hứa Thuần Lương nói, mục tiêu của hắn khẳng định không phải chiến quốc mộ, không phải hắn hiện tại liền nên quả quyết rút vốn. Uông thư ký, người đánh ta đến, nếu như bọn hắn còn không chịu đi, liền chứng minh khối này thổ địa hạ còn có đối với hắn vật càng quý giá. Uông Kiến Minh nói, sức tưởng tượng rất phong phú nha. Hứa Thuần Lương nói, ta đây không phải trò chuyện điểm tin đồn thất thiệt sự tình nha, dù sao ta hiện tại không có bằng không có theo, nhưng ta cảm thấy, đối ngoại thương vẫn là nhiều một chút cảnh giác, có câu nói thế nào, chủ nghĩa đế quốc phong ta chi tâm không chết, vạn nhất bọn hắn thật ôm không thể cho ai biết mục đích mà đến, chúng ta cũng không thể lơ là bất cẩn không là. Uông Kiến Minh nói, xem ra ta không chọn lầm người, người đã có tính tích cực lại có tính cảnh giác. Đem chuyện này giao cho người ta yên tâm, tiểu Hứa, người tuyệt đối đừng cô phụ kỳ vọng của ta, nếu như ra vấn đề gì, ta duy ngươi là hỏi. Hứa Thuần Lương thầm than, nghĩ không ra boomerang cuốn tới trên người mình, lấy Uông thư ký khôn khéo khẳng định biết mình là ám chỉ hắn cái gì. Diệp Thanh Nhã cùng Hạ Uyển Oánh đi ra cùng với, đi theo các nàng đi ra tới còn có Uông Lão cùng Uông Chính Đạo phụ tử, Uông Lão đi vào Đông Châu về sau,
Uông Kiến Minh đưa ra để hắn không cần một mực canh giữ ở bệnh viện, nhưng Uông lão kiên trì lưu lại, cho nên cũng chỉ có thể lâm thời tại bệnh viện vì hắn an bài gian phòng nghỉ ngơi. Uông Chính Đạo nhìn thấy Hứa Thuần Lương chỉ là khẽ vuốt cằm xem như chào hỏi. Diệp Thanh Nhã chủ động tướng Hứa Thuần Lương giới thiệu cho Uông lão nhận biết, nói cho Uông lão đây là nàng em kết nghĩa Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương đi nhanh lên đi theo Uông lão chào hỏi, Uông lão thế mà chủ động vươn tay nắm chặt Hứa Thuần Lương tay nói, đó chính là người một nhà, ta thường xuyên nghe lão Diệp nhắc lên ngươi, trong lòng hắn đã sớm đem ngươi trở thành cháu trai ruột đối đãi. Hứa Thuần Lương cung kính nói, Uông lão ngài tốt, có làm được cái gì được ta địa phương người chỉ cần phân phó. Uông lão nói, tạ ơn. Diệp Thanh Nhã đưa ra cáo từ, Hứa Thuần Lương cùng đi nàng cùng một chỗ rời đi. Hạ Uyển Oánh một mực đem hai người đưa đến cửa thang máy, Diệp Thanh Nhã để nàng dừng bước, Hạ Uyển Oánh thở dài nói, tiểu Hứa, cảm ơn ngươi có thể tới, chuyện ngày đó ta thật sự là không có ý tứ. Hứa Thuần Lương nói, tẩu tử khách khí, Hoàng Hữu Long y thuật bất phàm, có hắn trợ giúp tiểu Uông Tổng cũng giống như vậy. Hạ Uyển Oánh nói, Kiến Thành cảm xúc vẫn còn bất ổn định, Hoàng Tiên Sinh ngược lại là vì hắn châm cứu qua mấy lần, cũng ăn hắn kê đơn thuốc, cũng không có nhìn thấy hiệu quả rõ ràng. Hứa Thuần Lương xuất ra sớm đã chuẩn bị xong bát phân định tâm đan đưa cho Hạ Uyển Oánh, tẩu tử, đây là nhà ta tổ truyền thành thơi thuốc an thần hoàn, người nếu là nguyện ý có thể đưa cho tiểu Uông Tổng thử một chút, hy vọng có thể đưa đến một chút hiệu quả. Hạ Uyển Oánh đối Hứa Thuần Lương y thuật ngược lại là tín nhiệm rất, tiếp lấy lại nói tiếng cảm ơn, Hứa Thuần Lương vốn định cùng với nàng tâm sự mới bệnh viện sự tình, có thể kiểm tra lo đến bây giờ tình trạng lại bỏ đi suy nghĩ. Diệp Thanh Nhã bên trên Hứa Thuần Lương ô tô. Nhìn qua tóc của hắn nói, người tóc này nhanh gặp phải Trịnh Y Kiện. Hứa Thuần Lương cười nói, vừa bí thư còn nói ta có cổ hoặc tử phong phạm đâu. Diệp Thanh Nhã nói, thật đẹp trai. Hứa Thuần Lương nói, ta đi cắt cái tóc, muốn không cùng lúc, ta mời ngươi. Diệp Thanh Nhã nói, ta đi trước khách sạn làm vào ở. Đến Đông Châu ở rượu gì cửa hàng, trực tiếp đi nhà ta. Diệp Thanh Nhã cười cười, đổi thành đi qua Hứa lão gia tử thời điểm. Nàng không có nhiều như vậy lo lắng, nhưng bây giờ Hứa lão gia tử đã đi về cõi tiên, cô nam quả nữ chung sống một phòng, luôn luôn không đủ an toàn, bất quá nàng tại Hứa Thuần Lương mời mọc cũng không có kiên trì, ngầm cho phép tiến về nhà hắn ở lại đề nghị. Hứa Thuần Lương hỏi Diệp lão tình huống. Diệp Thanh Nhã thở dài nói, gia gia càng ngày càng không thích ra ngoài, cả ngày liền buồn bực trong nhà, người năm nay Tết xuân đến kinh thành đi. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, Diệp Thanh Nhã ý tứ hắn hiểu được. Ra ra đi, tại Đông Châu hắn đã không có thân nhân, đi kinh thành cùng một chỗ ăn Tết, cũng coi là hai nhà người bão đoàn sưởi ấm. Diệp Thanh Nhã nói, đúng rồi, Chu Thúc Thúc đã xác định trở thành dân chính người phụ trách. Hứa Thuần Lương còn không có tiếp vào phương diện này tin tức, đã Diệp Thanh Nhã nói như vậy, đoán chừng khoảng cách công khai tuyên bố đã không lâu, từ khi Diệp Sương Nguyên ngoài ý muốn bỏ mình về sau, Chu Thư Ký liền thay hắn tại giảm tai ủy công việc, khi đó liền có rất nhiều thuyết pháp. Chu thư ký bị một lần nữa bắt đầu dùng cùng Diệp lão đề cử có trực tiếp quan hệ, có thể nói Chu thư ký đi đến bây giờ vị trí này cũng không để cho Hứa Thuần Lương cảm thấy ngạc nhiên. Hứa Thuần Lương hay là hỏi, Đàm Tân Dân đâu? Diệp Thanh Nhã nói, hắn bởi vì thân thể nguyên nhân sẽ ở gần đây từ đi hiện hữu chức phụ. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, đối dân chính hệ thống tới nói cái này có thể nói là một lần động đất, khó trách Địch Bình Thanh lần này chọn nhượng bộ, hắn hẳn là cũng cảm giác được tình thế không ổn. Hứa Thuần Lương cho rằng dân chính lần này biến động phải cùng Diệp lão có quan hệ, lão nhân ra một mực đối với nhi tử chết canh cánh trong lòng, trên thực tế Đàm Tân Dân tại cái này sự tình bên trên hẳn là chịu không thể trốn tránh trách nhiệm. Hứa Thuần Lương dừng xe ở Văn Miếu quảng trường bãi đỗ xe, đi một nhà mới mở tiệm cắt tóc, Diệp Thanh Nhã bồi tiếp hắn đi vào chung, tiệm này là Trương Hằng Dương lão bà Lương Vân Bình mở, vừa khai trương không lâu, khai trương thời điểm Hứa Thuần Lương còn để cho người ta đưa tới lãng hoa. Trương Hằng Dương cho Hứa Thuần Lương đưa một trương hắc kẹt, dựa vào tấm thẻ này, chung thân miễn phí. Lương Vân Bình ra đón, an bài trong tiệm hai cái đứng đầu nhất nhà tạo mẫu tóc cho bọn hắn. Hứa Thuần Lương hớt tóc thời điểm, Trương Hằng Dương đến đây, không cần hỏi khẳng định là Lương Vân Bình thông chi hắn. Trương Hằng Dương miệng bên trong lại nói mình tới thị sát gia niên quảng trường phòng ăn trùng tu tình huống, thuận tiện đến lão bà trong tiệm nhìn xem. Hứa Thuần Lương mới biết được hắn tại Đông Châu có nhiều như vậy sinh ý. Trương Hằng Dương hiện tại chủ doanh một cái là Hán Nguyên suối nước nóng, một cái chính là cùng Hoa Trục Nguyệt hợp tác kiến thiết Nguy Sơn đảo quay trục căn cứ,
trò chuyện khởi công trình tình hình gần đây, quay chụp căn cứ đã tiếp cận hoàn thành. Năm trước liền sẽ có đoàn làm phim vào ở. Hứa Thuần Lương rất nhanh liền cắt tốt đầu, Diệp Thanh Nhã bên kia vừa mới bắt đầu, thế là Trương Hằng Dương đem hắn mời đến khu nghỉ ngơi uống trà. Trương Hằng Dương hỏi Trung Hàn sản nghiệp vườn sự tình, chuyện này huyên náo xôn xao, Đông Châu giới kinh doanh có thể nói không ai không biết. Hứa Thuần Lương nói cho hắn biết cuối tuần sẽ có cái cân đối hội, cụ thể tình huống như thế nào sẽ phải đợi sau mới có hơi manh mối, Hứa Thuần Lương đương nhiên sẽ không quên mình bây giờ thân phận mới, nhấn mạnh một chút hiện tại mình công việc chủ yếu phương hướng chính là chiêu thương, mà lại hắn ngay tại chủ bị chiêu thương đại hội, liên hợp Tân Hồ Tân khu cùng một chỗ. Trương Hằng Dương nói, đây là chuyện tốt ha, ta có thể giúp một tay liên lạc một chút giới kinh doanh bằng hữu, để cho bọn họ tới Đông Châu tham gia. Hứa Thuần Lương nói, vậy liền quá tốt rồi, quay đầu ta thuê ngươi tiến vào lần này chiêu thương đại hội tổ ủy thành viên. Trương Hằng Dương cười nói, ta chính là cái thương nhân, người cho ta nón quan ta nhưng mang không ở. Hai người trò chuyện chính khởi kinh, Mai Như Tuyết gọi điện thoại tới, Hứa Thuần Lương tiếp thông điện thoại nói, Mai Bí Thư có dặn dò gì? Mai Như Tuyết nói, Hứa chủ nhiệm, liên quan tới ngươi lần trước đề nghị chúng ta liên hợp chiêu thương sự tình, ta vào hôm nay ban tử trong hội nghị đưa ra, không có thể thu được đến thông qua. Hứa Thuần Lương sửng sốt một chút, cái này thật đúng là đánh hắn một trở tay không kịp, chuyện này không phải đã định ra tới rồi sao? Mai Như Tuyết là Tân Hồ Tân khu đảng công quan lớn, nàng gật đầu sự tình thành viên ban ngành ai sẽ phản đối. Trừ phi chính nàng cải biến chủ ý. Hứa Thuần Lương nói, Mai Bí Thư, ý của ngươi là... Mai Như Tuyết nói, ngươi minh bạch. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, dưa hái xanh không ngọt, đã Mai Như Tuyết không nguyện ý cùng hợp tác với mình cũng không cần thiết cưỡng cầu, tình cảm bên trên như thế trong công tác cũng là như thế. Chỉ là hắn không nghĩ tới Mai Như Tuyết lần này cải biến nhanh như vậy, rộng rãi nói, vậy chúng ta về sau có cơ hội lại hợp tác. Mai Như Tuyết nhỏ giọng nói, không có ý tứ, hy vọng còn sẽ có cơ hội hợp tác. Hứa Thuần Lương đợi nàng cúp điện thoại về sau mới đem điện thoại phủ lên, hướng Trương Hằng Dương nói, xem ra lần này chiêu thương đại hội ta muốn mình làm. Trương Hằng Dương không có minh bạch hắn ý tứ, vừa không phải nói muốn cùng Tân Hồ Tân khu liên hợp sao. Chẳng lẽ là mình nghe lầm? Trương Hằng Dương đương nhiên biết Tân Hồ Tân khu người đứng đầu là Mai Như Tuyết, hắn ban đầu ở Đại Hằng thời điểm liền biết Hứa Thuần Lương cùng Mai Như Tuyết quan hệ, căn cứ hắn trường kỳ cùng thể chế liên hệ kinh nghiệm phán đoán, song phương từ bỏ hợp tác nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là tránh hiểm nghi. Có một số việc không tiện hỏi ra, vào giờ phút như thế này Trương Hằng Dương nhất định phải tích cực cho thấy thái độ, Hứa chủ nhiệm, lấy năng lực của ngài chiêu thương đại hội nhất định có thể làm hồng hồng hỏa hỏa, ta sẽ toàn lực ủng hộ lần này chiêu thương đại hội. Dạng này, hai ngày này ta liền hiệu triệu một chút chúng ta thương hội đến hưởng ứng. Hứa Thuần Lương nghe được thương ngay lập tức sẽ có tân chủ ý, đúng vậy a, hẳn là phát động một cái các nơi thương hội, để bọn hắn ra ủng hộ công việc của ta. Trương Hằng Dương nói, chỉ là có một chút ta còn chưa biết, ngươi bây giờ là phụ trách đối ngoại chiêu thương, bản thổ chiêu thương cũng tại ngươi bên trong phạm vi quản hạt. Hứa Thuần Lương nói, không có gì trong ngoài phân chia. Quản hắn mèo đen mèo trắng bắt được con chuột chính là tốt mèo. Trương Hằng Dương nghĩ tới lại là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, mặc dù hắn đối Hứa Thuần Lương năng lực có lòng tin, nhưng là hắn cũng biết Hứa Thuần Lương như thế tích cực tổ chức chiêu thương đại hội, nó mục đích là nghĩ chắn Trung Hàn sản nghiệp vườn kia cái đại lỗ thủng. Nếu như Trung Hàn sản nghiệp vườn rút vốn, Đông Châu vốn liếng thị trường một chút liền thiếu đi 1.000 ức, bất quá cái này cũng mang ý nghĩa máy mới sẽ xuất hiện. Trương Hằng Dương đi qua một mực xử lý bất động sản ngành nghề, hiện tại hắn chuyển hình văn lữ sản nghiệp, rõ ràng cảm giác áp lực giảm nhẹ đi nhiều. Bây giờ quay đầu ngẫm lại, mình rời đi bất động sản nghiệp coi như kịp thời, nếu như kiên trì đến bây giờ, khẳng định là đầy đất lông gà. Nói thật, Hứa Thuần Lương coi là mình quý nhân, nếu như không có hắn ban đầu ở Nghi Sơn đảo hạng mục bên trên chế tạo chướng ngại, cũng sẽ không dẫn đến mình công trạng bị hao tổn nghiêm trọng, dẫn phát Đại Hằng cao tầng đối bất mãn của mình. Bởi vì cái gọi là tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc. Diệp Thanh Nhã đối mới kiểu tóc rất là hài lòng, bất quá cái này kiểu tóc trọn vẹn tiêu hao 3 giờ, sau khi hoàn thành, phát hiện Hứa Thuần Lương còn đang chờ nàng, Trương Hằng Dương đã đi, hắn cực có ánh mắt, không chào hỏi có chút không đủ tôn trọng, có thể dừng lại sự kiện muốn khống chế được vừa đúng, không thể đánh loạn Hứa Thuần Lương vốn có kế hoạch. Diệp Thanh Nhã có chút ngượng ngùng, để cho ngươi chờ lâu. Hứa Thuần Lương nói, đáng giá. Diệp Thanh Nhã gương mặt xinh đẹp nóng lên, còn tốt chung quanh không có những người khác tại. Hứa Thuần Lương đứng lên nói, đi, ta mời ngươi ăn cơm.
Diệp Thanh Nhã nhẹ gật đầu, thật có chút đói bụng đâu. Hai người lúc đi ra, trời đã tối, Diệp Thanh Nhã đề nghị đơn giản điểm, Hứa Thuần Lương mang nàng đi phụ cận một nhà đặc sắc cá quán. Văn Miếu Quảng Trường là Đông Châu gần đây hoàn thành không lâu quảng trường, vị tại quá khứ Gia Niên Quảng Trường cánh Bắc, từ khi Hoa Niên tập đoàn thua chạy Đông Châu về sau, Gia Niên Quảng Trường chuyển nhượng cho Chính Đạo tập đoàn, đã chính thức đổi tên là Chính Đạo Quảng Trường, trước mắt đang tiến hành ngoại bộ trùng tu, bên trong cũng tiến hành một lần nữa chiêu thương. Nhà này cá quán vào chỗ tại Chính Đạo Quảng Trường váy trong lâu. Đến lúc đó, mới biết được cần số sắp xếp, Hứa Thuần Lương vốn định chuyển sang nơi khác, nhưng Diệp Thanh Nhã để hắn đừng phiền toái, nhiều nhất nửa giờ, chờ một chút chính là. Hứa Thuần Lương không thích nhiều người địa phương náo nhiệt, chủ yếu là dễ dàng gặp được người quen, Đông Châu nơi này tà tính, vừa lấy hào liền gặp Đường Minh Mị, nàng hôm nay là cùng hai vị khuê mật cùng một chỗ dạo phố ăn cơm. Gặp được liền không thể không khách khí một phen, bên này vừa hàn huyên xong, bên kia lại gặp Phạm Lý Đạt cặp vợ chồng. Hứa Thuần Lương có loại toàn Đông Châu người quen tụ tập lại tới đây cảm giác, không qua mọi người trong lòng đều nắm chắc, ai cũng không có la hét cùng một chỗ, chủ đánh một cái tôn trọng lẫn nhau sinh hoạt cá nhân, ai cũng không quấy rầy đối phương. Số sắp xếp so trong dự đoán phải nhanh, Hứa Thuần Lương cùng Diệp Thanh Nhã đi vào trước, điểm mấy món ăn, Diệp Thanh Nhã đối với nơi này lời bình tổng thể không bằng Hà Điền Điền Nguy Sơn Hồ Cá Quán, không hiểu rõ sinh ý làm sao lại như thế lửa. Ban đêm lúc 8 giờ. Lưu Hải Dư cho Hứa Thuần Lương gọi điện thoại, nói cho hắn biết mình đến Đông Châu, có chuyện quan trọng muốn nói cho Hứa Thuần Lương. Diệp Thanh Nhã nhìn ra Hứa Thuần Lương có việc, thế là liền chủ động đưa ra đi về nghỉ. Hứa Thuần Lương trước đem Diệp Thanh Nhã đưa về nhà, lại xe chạy tới Ẩn Long Hồ. Mấy ngày nay nhiệt độ rất thấp, trong đêm bên hồ gió lớn, Hứa Thuần Lương dừng xe xong dọc theo hồ đê đi vào Lưu Hải Dư phát vị trí, nhìn thấy Lưu Hải Dư một người lẻ loi trơ trọi ngồi tại liền trên ghế hút thuốc. Hứa Thuần Lương đi tới, đi vào Lưu Hải Dư ngồi xuống bên người, người thật là biết tuyển địa phương, không sợ lạnh à. Lưu Hải Dư chậm chậm phun ra một đoàn sương mù nói, nơi này có thể giúp ta tỉnh táo. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm mắng lão Lưu trang bức, hắn nhìn chung quanh một chút. Lưu Hải Dư nói, tính cảnh giác so với ban đầu cao à. Hứa Thuần Lương nói, tìm ta có chuyện. Người đi xem qua Uông Kiến Thành rồi. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu. Chẳng lẽ lại Lưu Hải Dư lần này là vì Uông Kiến Thành bản án mà đến? Uông Kiến Thành bị người mưu hại một chuyện ảnh hưởng cực lớn, Uông Lão khẳng định sẽ vận dụng tự thân lực ảnh hưởng tranh thủ tìm người cha ra hung thủ, Lưu Hải Dư xuất hiện liền mang ý nghĩa đã kinh động đến cao tầng. Lưu Hải Dư tìm lấy điện thoại ra bên trên một tấm hình đưa cho Hứa Thuần Lương, Hứa Thuần Lương nhìn thoáng qua, trên tấm ảnh là Uông Kiến Thành cùng một nữ nhân gặp mặt tình cảnh, nữ nhân kia lại là Tống Hiếu Từ. Hứa Thuần Lương kinh ngạc nói, bọn hắn. Lưu Hải Dư nói, ta tra được Tống Hiếu Từ cùng Uông Kiến Thành là nhận biết, còn có. Hắn hướng phía dưới phát bỗng nhúc nhích màn hình điện thoại di động, trên màn hình xuất hiện đêm đó tai nạn xe cộ hiện trường ảnh chụp. Lưu Hải Dư nói, chúng ta cho rằng cùng ngày tại đoạn thời gian đó thông qua cầu lớn nào đó một chiếc xe hơi bên trong rất có thể có người hiểm nghi ở bên trong, thế là chúng ta tiến hành toàn diện loại bỏ, ngươi nhìn cái này xe taxi. Hứa Thuần Lương nhìn chằm chằm nhìn thoáng qua, xe taxi không có gì dị thường, lái xe dừng xe xong còn xuống tới xem náo nhiệt. Lưu Hải Dư nói, trong xe lúc đương thời hành khách, chúng ta thông qua điều lấy giám sát tìm được vị này hành khách. Lần này không đợi hắn nói, Hứa Thuần Lương mình liền đem hạ một tấm hình mở ra, trên tấm ảnh là một bao khỏa chặt chẽ mang theo khẩu trang nam tử, Hứa Thuần Lương nhìn xem có chút quen mắt. Lưu Hải Dư nói, hắn gọi Hoàng Thiện Minh. Hứa Thuần Lương nói, người nói là thiết kế trận này mưu sát là nhà thiết kế đoàn đội. Lưu Hải Dư nhẹ gật đầu, hẳn là dạng này, bọn hắn để mắt tới Uông Kiến Thành cũng không phải một ngày hai ngày thời gian, xem ra lúc trước bọn hắn đi vào Đông Châu mục đích cũng không chỉ là điều tra các ngươi tình huống trong nhà. Hứa Thuần Lương nói, Hoàng Thiện Minh ở nơi nào, có hay không tra được hắn điểm dừng chân? Lưu Hải Dư nói, không có người này xuất nhập cảnh ghi chép, ta hoài nghi hắn là dùng giả hộ chiếu lừa dối quá quan. Mấy ngày nay Tống Hiếu Từ bên kia cũng không có cái gì trạng huống dị thường, chúng ta chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Hứa Thuần Lương nói, chờ tới khi nào? Nếu như cái này Hoàng Thiện Minh không đi tìm Tống Hiếu Từ làm sao bây giờ? Lưu Hải Dư nói, tên sát thủ này đoàn đội hành động lực rất mạnh, bọn hắn đã đón lấy đối phó Uông Kiến Thành nhiệm vụ liền sẽ chấp hành đến cùng. Từ vụ án phát sinh đêm đó tình huống phán đoán, bọn hắn là muốn giết chết Uông Kiến Thành, hiện tại Uông Kiến Thành còn sống.
liền mang ý nghĩa bọn hắn chưa hoàn thành nhiệm vụ, cho nên bọn hắn đại khái suất sẽ còn quyền thổ làm lại. Hứa Thuần Lương lại cho rằng đám người này ngóc đầu trở lại khả năng không lớn, bởi vì Uông Kiến Thành hiện tại tình trạng so chết còn muốn thảm, tên kia núp trong bóng tối thuê người cũng đã hiểu được Uông Kiến Thành tình trạng, đã dạng này, hắn sao lại cần bốc lên phong hiểm vẽ rắn thêm chân. Lưu Hải Dư nói, người suy nghĩ kỹ một chút, người cùng Uông Kiến Thành có hay không cùng chung địch nhân, hoặc là nhà các người cùng Uông gia địch nhân chung. Hứa Thuần Lương nói, người quá đề cao nhà chúng ta Hứa gia cùng Uông gia không phải cùng một giai tầng, lão Lưu, người có hay không nghĩ tới gần nhất phát sinh mấy món sự tình, Kiều gia Kiều Như Long gặp tai nạn xe cộ, thông qua thân mật mới sống sót, Diệp gia Diệp Sương Nguyên lại tại chống thiên tai giải nguy thời điểm bị gặp ngoài ý muốn. Diệp gia, Kiều gia, Uông gia ba nhà quan hệ ngươi hẳn là rõ ràng, vì cái gì bọn hắn ba nhà sẽ liên tiếp xảy ra chuyện. Trong lòng thầm nghĩ, nếu có cùng chung địch nhân đó chính là lão cha Hứa Gia Hiên gây ra họa. Lưu Hải Dư nói, chúng ta cũng có cân nhắc qua, nhưng Kiều Như Long sự tình đã cơ bản tra ra là ngoài ý muốn, Diệp Sương Nguyên bi kịch cũng không phải âm mưu. Hứa Thuần Lương nói, dù sao ta cảm thấy không có đơn giản như vậy. Lưu Hải Dư do dự một chút hỏi, gần nhất người cùng cha người có liên lạc hay không qua? Hứa Thuần Lương lắc đầu, hắn người kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, người nếu là không biết tin tức của hắn ta càng thêm không thể nào biết được. Lưu Hải Dư nói, tiểu Hứa, ta đáp ứng hắn muốn chiếu cố ngươi, thân phận của ngươi bây giờ cũng là thuộc hạ của ta, mặc dù ta biết phụ tử các ngươi hay muốn làm gì, nhưng ta vẫn còn muốn cho ngươi một cái lời khuyên, như có khả năng, ngươi vẫn là tướng báo thù sự tình giao cho chúng ta đi làm, không nên đem mình đưa thân vào trong nguy hiểm. Hứa Thuần Lương nói, cảm ơn ngươi lời khuyên, ta là người trưởng thành, không cần ngươi chiếu cố. Lưu Hải Dư bất đắc dĩ thở dài. Hứa Thuần Lương nói, nhà thiết kế đoàn đội dính líu mưu hại Uông Kiến Thành sự tình có hay không nói cho Uông gia. Lưu Hải Dư lắc đầu nói, còn chưa đến thời điểm, chờ tình tiết vụ án tiến một bước sáng tỏ lại nói. Hứa Thuần Lương nói, Uông thư ký nơi đó tốt nhất vẫn là cho hắn lộ ra một chút tin tức. Gần nhất Đông Châu phát sinh một chút sự tình, mà lại Uông Chính Đạo trước mắt đang cùng Nhạc Tinh tập đoàn hợp tác, chỉ mong Uông Kiến Thành sự tình cùng Nhạc Tinh tập đoàn không có quan hệ. Lưu Hải Dư nhíu mày, người hoài nghi Nhạc Tinh lý do là. Hứa Thuần Lương nói, không có lý do, dù sao ta cảm thấy bọn hắn rất không bình thường, còn có người hảo hảo điều tra một chút Hoàng Hữu Long, người này cùng Uông gia khá là thân thiết, hắn đã từng chữa khỏi Uông Chính Đạo bệnh. Lưu Hải Dư đi qua không phải là không có điều tra Hoàng Hữu Long, nhưng điều tra kết quả Hoàng Hữu Long bối cảnh so hắn tưởng tượng bên trong sạch sẽ hơn. Phụ viện săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh, Uông Kiến Thành ngơ ngác nhìn qua màu trắng trần nhà, tại tẩu tử khuyên bảo, hắn bất đắc dĩ ăn vào một viên bát vân định tâm đan, không thể không nói, cái này viên thuốc vào trong bụng về sau, tâm tình của hắn ổn định rất nhiều, không giống quá khứ nữa kia tuyệt vọng. Uông Kiến Thành biết Hứa Thuần Lương dược vật làm ra nhất định ổn định cảm xúc hiệu quả, tỉnh táo chí ít có thể để hắn khôi phục nhất định năng lực suy tính, hắn bắt đầu đối diện trở về từ cõi chết hiện thực. Trận này tai nạn xe cộ để hắn đã mất đi rất nhiều, hắn chẳng những là cái người tàn tật, cũng không phải một cái hoàn chỉnh nam nhân. Hắn nghĩ tới phải kết thúc sinh mệnh của mình, nhưng nhìn đến vây ở bên cạnh người nhà, hắn không thể không cân nhắc nếu như làm ra lựa chọn như vậy sẽ với người nhà sinh ra như thế nào ảnh hưởng. Người sống không chỉ là vì mình. Uông lão lần nữa đi vào gian phòng bên trong, lão nhân ra rõ ràng tiều tụy, đi vào cháu trai ngồi xuống bên người, hắn không nói gì, lẳng lặng nhìn xem liền tốt. Ra ra, Uông Kiến Thành chủ động la lên để Uông lão mừng rỡ, hắn bắt lấy cháu trai tay, Kiến Thành, ra ra tại. Uông Kiến Thành nói, người không cần lo lắng cho ta suy nghĩ minh bạch, ta sẽ không cam chịu. Uông lão nhẹ gật đầu, hết thảy đều sẽ tốt. Uông Kiến Thành nói, mấy ngày nay vất vả các ngươi. Uông lão nói, không khổ cực, người một nhà có thể cùng nhau ròng rã, so cái gì đều trọng yếu. Uông Kiến Thành nói, ra ra, ta sẽ một lần nữa đứng lên, đã thượng thiên lựa chọn ta may mắn còn sống sót, liền chứng minh ta tồn tại còn có ý nghĩa. Uông lão nặng nặng nhẹ gật đầu, trong nội tâm tràn đầy chua xót mừng rỡ, hắn đương nhiên biết rõ cháu trai gặp cái gì, quyết định sống sót bản thân liền là một loại dũng khí. Mang ý nghĩa cháu trai tương lai gặp phải chế giễu cùng chỉ trích, nếu như không có cường đại tâm lý tố chất có thể nào cùng cái này thế tục thế giới chống lại. Ra ra, ta muốn gặp Hứa Thuần Lương, Uông Kiến Thành yêu cầu này để cho người ta có chút ngoài ý muốn. Uông lão nói, tốt, ta lập tức để cho người ta gọi hắn tới. Hứa Thuần Lương mới vừa tới đến cửa nhà,
liền tiếp vào Uông Kiến Minh điện thoại, để hắn đi phụ viện một chuyến, Uông Kiến Thành có chuyện nghĩ nói với hắn. Uông Kiến Thành mặt mũi Hứa Thuần Lương không thể không cấp, hắn cho Diệp Thanh Nhã gọi điện thoại, để nàng nghỉ ngơi trước, đừng chờ mình có chuyện muốn đi làm. Hứa Thuần Lương đi vào phụ viện lúc sau đã là 11 giờ đêm, đi vào trước phòng bệnh, có cái hơn 30 tuổi nam tử ở ngoài cửa chờ lấy hắn, nhìn thấy Hứa Thuần Lương tới chủ động nghênh đón tiếp lấy, Hứa Thuần Lương đi. Hứa Thuần Lương cười gật đầu một cái nói, là ta. Đối phương chủ động hướng Hứa Thuần Lương vươn tay ra, ta gọi Mạnh Kinh Lai, là Kiến Thành tiểu cữu. Hứa Thuần Lương cùng Mạnh Kinh Lai nắm tay, không nghĩ tới Uông Kiến Thành còn có cái còn trẻ như vậy cữu cữu, Mạnh tiên sinh tốt. Mạnh Kinh Lai nói, đi theo ta. Mạnh Kinh Lai cũng không có trước mang Hứa Thuần Lương trừ bệnh phòng, mà là đem hắn dẫn tới phòng nghỉ, nơi này là chuyên môn cung cấp cho khách quý bồi giường địa phương, Uông Lão đến Đông Châu về sau vẫn luôn ở chỗ này. Hứa Thuần Lương trước đây đã gặp Uông Lão, hắn phát hiện càng là đại nhân vật đối nhân xử thế càng là bình dị gần gũi, Kiều Lão, Diệp Lão như thế, Uông Lão cũng là như thế. Bởi vì cháu trai đã thoát ly nguy hiểm tính mạng, Uông Lão tâm tình cũng thoáng buông lỏng. Vô luận như thế nào, dù sao bảo bối cháu trai còn sống. Uông Lão rất nhiệt tình chào hỏi Hứa Thuần Lương nói, Thuần Lương, đến bên cạnh ta ngồi. Hứa Thuần Lương nhìn qua tấm kia hai người vị ghế sofa, trong lòng thầm nghĩ, cái này có thể hay không quá thân cận một chút, cùng Uông Lão bình khởi bình tọa có phải hay không có chút không đủ tôn kính. Mạnh Kinh Lai đi cho Hứa Thuần Lương rót chén nước, hướng Uông Lão nói, Uông bá bá, ta đi xem một chút Kiến Thành. Kỳ thật chính là cái lý do thôi. Chủ yếu là lưu cho hai người đơn độc nói chuyện không gian. Hứa Thuần Lương đánh giá ra Uông Lão muốn theo mình đơn độc nói chuyện, hắn còn không có chuẩn bị sẵn sàng, trong lòng ngầm tự suy đoán Uông Lão đến tột cùng muốn từ mình nơi này biết cái gì. Mình hẳn là như thế nào trả lời hắn. Uông Lão nói, ngươi không cần câu thúc, đều là người trong nhà. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, Uông Lão, là người tìm ta. Uông Lão lắc đầu, Kiến Thành tìm ngươi, ta nhìn hắn cảm xúc không quá ổn định. Cho nên nghĩ trước cùng ngươi nói chuyện, chúng ta thương lượng một cái ứng đối ra sao biện pháp của hắn, tốt nhất thống nhất đường kính, tránh khỏi đối với hắn tạo thành tiến một bước kích thích. Hứa Thuần Lương nói, Kiến Thành kỳ thật không có yếu ớt như vậy. Uông Lão thở dài nói, ngươi còn không biết trước mắt hắn tình huống thật à. Hứa Thuần Lương lắc đầu, mặc dù tới mấy lần, nhưng là Uông chính đạo đối với hắn phi thường bài xích, không có một lần có thể tiến vào phòng bệnh cùng Uông Kiến Thành gặp mặt. Đương nhiên Hứa Thuần Lương cùng Uông Kiến Thành giao tình cũng không nghĩ cái kia phân thượng. Uông Lão nói, nơi này có một phần bệnh của hắn lịch sao chép kiện, người xem trước một chút. Hứa Thuần Lương nói, liên quan đến Kiến Thành người tư ẩn, ta còn là không nhìn. Uông Lão nói, ta đã cầm cho ngươi xem chính là đối ngươi có đầy đủ tín nhiệm, mà lại trên thế giới này không có tuyệt đối tư ẩn, nếu như Kiến Thành không thể đối diện hiện thực, hắn từ đầu đến cuối không cách nào chân chính nghênh đón tân sinh. Hứa Thuần Lương lúc này mới từ Uông Lão trong tay tiếp nhận, sau khi xem xong, hắn cũng trầm mặc. Uông Kiến Thành thật có chút thảm, mệnh căn tử nếu như là đoạn mất còn có thể nối liền, nhưng hắn tại trận này trong tai nạn xe gãy mất mệnh căn tử liền không tìm được. Hứa Thuần Lương độ cao hoài nghi Địch Bình Thanh đang cứu người quá trình bên trong biểu hiện không đủ chuyên nghiệp, cho nên đem kia đồ chơi cho xé đứt. Còn tốt còn lại một trứng, mặc dù là độc đầu tỏi, nhưng chí ít có thể bảo trụ Uông Kiến Thành nam nhi đặc thù. Khó trách Uông Kiến Thành nhận như thế lớn kích thích, đổi ai cũng không tiếp thụ được. Uông Lão nói, kỳ thật đáng sợ nhất không phải trên thân thể tàn tật, mà là trên tâm lý, ta phi thường lo lắng, Kiến Thành sẽ bước phụ thân hắn theo gót. Hứa Thuần Lương trong lòng khẽ giật mình, Uông Lão rõ ràng là đang nói Uông chính đạo tâm lý có vấn đề, làm một phụ thân hắn đương nhiên là có tư cách nói, nhưng là ở trước mặt mình nói liền có chút kỳ quái. Uông Lão nói, ta biết. Đi qua Kiến Thành đã từng mời ngươi đi cho hắn cha xem bệnh, có chuyện này hay không? Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, có, đáng tiếc ta không có có thể giúp một tay. Uông Lão nói, Kiến Thành ăn vào ngươi chế biến dược hoàn về sau cảm xúc ổn định rất nhiều, hắn đối y thuật của ngươi phi thường tín nhiệm. Hứa Thuần Lương từ Uông Lão trong ánh mắt thấy được kỳ vọng, hắn không biết ra đối kỳ vọng của mình đến cùng lớn bao nhiêu, dứt bỏ những yếu tố khác, hắn cũng không muốn một cái lão nhân hy vọng thất bại. Nói khẽ, y thuật của ta là gia truyền, nếu như ta gia gia còn sống, cố gắng có thể cho Kiến Thành càng nhiều trợ giúp. Uông Lão nói, Thuần Lương, ta không tin Hoàng Hữu Long. Hứa Thuần Lương phát hiện Uông Lão sở dĩ có thể đi đến vị trí hôm nay tuyệt không phải tình cờ, lão gia tử niên kỳ mặc dù lớn, nhưng mạch suy nghĩ rõ ràng, tư duy nhạy cảm, hắn nói không tin,
đó chính là hoài nghi, kỳ thật Hứa Thuần Lương cũng hoài nghi, nhất là Uông Chính Đạo bệnh đến kỳ quái, tốt đột nhiên, Hứa Thuần Lương thậm chí hoài nghi Uông Chính Đạo chỗ chúng độc cùng Hoàng Hữu Long có quan hệ. Uông lão nói, đời ta rất ít cầu người, Thuần Lương a, ta muốn cầu ngươi giúp đỡ kiến thành. Hứa Thuần Lương sợ hãi nói, Uông lão nói quá lời, ta hết sức nỗ lực. Uông lão vươn tay nắm chặt Hứa Thuần Lương tay, vỗ vỗ nói, xin nhờ. Hứa Thuần Lương cho rằng Uông lão nhất định từ Hạ Uyển Oánh nơi đó nghe nói một chút chính mình sự tình, Uông lão đêm nay biểu hiện ra đầy đủ thành ý, đừng nói Uông lão tự mình ra mặt, liền xem như Hạ Uyển Oánh lúc trước tìm hắn, hắn cũng đáp ứng, chỉ là Uông Chính Đạo từ đó cản trở mới coi như thôi. Đêm nay cũng không có nhìn thấy Uông Chính Đạo, đoán chừng là mệt mỏi mấy ngày về nghỉ ngơi, cũng có thể là Uông lão cố ý đem hắn đẩy ra. Hứa Thuần Lương cùng Uông lão tán gẫu qua về sau mới tiến vào phòng bệnh, Uông Kiến Thành vẫn không có ngủ, trừng mắt một đôi mắt trực câu câu nhìn trần nhà. Hứa Thuần Lương đi vào trước giường, đang chuẩn bị mở miệng. Uông Kiến Thành lại suất nói chuyện trước, vì cái gì lâu như vậy mới đến? Có phải hay không gia gia của ta tìm ngươi nói cái gì? Hứa Thuần Lương nói, ta còn có sự tình khác làm, hẳn là trì hoãn thời gian không tính quá lâu. Uông Kiến Thành nói, đúng vậy a, ngươi cùng ta nguyên bản liền không tính là bằng hữu, nếu như không phải xem ở người nhà của ta trên mặt mũi, ngươi là sẽ không mắt nhìn thẳng ta. Hứa Thuần Lương kéo ghế tại bên giường tọa hạ, ta tới qua hai lần, cha ngươi giống như càng tin tưởng Hoàng Hữu Long. Uông Kiến Thành nói, ngươi cảm thấy ta hiện tại cái dạng này còn sống còn có ý nghĩa sao? Hứa Thuần Lương nói, nếu như chuyện giống vậy xảy ra ở trên người ta, ta khẳng định sẽ sống sót, bởi vì thế giới này còn có rất có ý tứ sự tình chờ ta đi làm, sinh mệnh ý nghĩa không chỉ là nữ nhân. Uông Kiến Thành đánh gãy hắn, sau đó đau thương cười nói, ta hiện tại đã không phải là một cái chân chính ý nghĩa nam nhân. Hứa Thuần Lương nói, giống như không nghiêm trọng như vậy. Uông Kiến Thành nói, ta hỏi qua chuyên gia, hắn nói giống ta tình huống như vậy có thể có hai chồng lựa chọn, một loại liền là thông qua chỉnh hình đem ta biến thành một cái triệt triệt để nữ nhân, còn có một loại phương pháp liền là thông qua tái tạo thuật, để cho ta nhìn như cái nam nhân bình thường. Hứa Thuần Lương đối với phương diện này y học kỹ thuật cũng có nghe thấy, nhưng là cũng không có xâm nhập hiểu qua. Chủ yếu là hắn từ không nghĩ tới mình sẽ dùng đến phương diện này kỹ thuật, hắn đối tự thân tiên thiên điều kiện tương đối thỏa mãn, tại tiên thiên cảnh giới gia trì dưới, uy lực của hắn đã đủ mãnh liệt. Nhân gian tràn đầy quá nhiều không tưởng được, tựa như trước mắt Uông Kiến Thành. Hứa Thuần Lương nhớ tới Hoàng đế nội kinh thiên dưỡng thiên, coi như đã luyện thành dịch kinh tẩy tủy tái tạo tiên thiên, cũng chỉ là nội thức phương diện, trên nhục thể vẫn là làm không được giống thạch sùng một dạng năng lực tái sinh. Cổ nhân ở phương diện này ngược lại là từng có rất nhiều tốt đẹp tưởng tượng, mỗ vốn truyền kỳ trong tiểu thuyết có cái chưa hết sinh liền thành công giá tiếp một cây con lừa roi, đáng tiếc cái đồ chơi này trong hiện thực không có khả năng thực hiện, không phải con lừa đến so gấu trúc lớn còn chân quý. Hứa Thuần Lương nói, kỳ thật ngươi bây giờ không cần cân nhắc những vấn đề này, trước dưỡng thương tốt, cái khác từng bước đến, hiện tại y học phát đạt như vậy, khẳng định có thể tìm được biện pháp giải quyết. Uông Kiến Thành nói, ta sẽ sống sót. Hứa Thuần Lương nghe hắn nói như vậy cũng vì hắn cảm thấy vui mừng. Uông Kiến Thành tiếp xuống một câu lại làm cho Hứa Thuần Lương có chút xấu hổ, ngươi tốt nhất đối thanh nhã rất nhiều, không phải ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Hứa Thuần Lương nói, ngươi tới tìm ta chính là vì nói những này. Uông Kiến Thành thở dài nói, ta đầu óc rất loạn, nghĩ cái gì thì nói cái đó, ta không biết ta về sau còn có thể làm cái gì. Một cái ngay cả đứng đi tiểu đều không thể làm được nam nhân còn có thể làm cái gì. Hứa Thuần Lương an ủi hắn nói, kỳ thật giữa nam nữ cũng liền có chuyện như vậy, người cũng không cần quá mức coi trọng. Uông Kiến Thành nói, đứng đấy nói chuyện không đau eo, người nhìn như vậy đến mở, vì sao muốn khắp nơi lưu tình, một cái cũng không chịu buông tha. Hứa Thuần Lương nói, người đừng nghe phía ngoài lưu ngôn phỉ ngữ. Uông Kiến Thành nói, ta tự nhiên có chứng cứ. Hứa Thuần Lương thật sự là dở khóc dở cười, con hàng này đều thảm đến nước này. Thế mà còn quan tâm như vậy cuộc sống riêng tư của mình, Hứa Thuần Lương nói, Uông Kiến Thành, ta sự tình không nhọc ngươi hao tâm tổn trí, ngươi. Vốn muốn nói ngươi có công phu nhiều quan tâm mình đi, nhưng nói đến bên môi lại có chút không đành lòng, vạn nhất Uông Kiến Thành thụ đâm kích đi tự sát, mình chẳng phải là thành kẻ cầm đầu. Uông Kiến Thành nói, có mấy lời nói ra vẫn là đau nhức nhanh hơn rất nhiều, kỳ thật nhất hiểu nam tâm tư người còn là nam nhân, mọi người ai không có điểm tâm địa gian dảo đâu. Hứa Thuần Lương nhìn qua Uông Kiến Thành, bỗng nhiên hạ giọng nói,
người bên ngoài có nữ nhân sao? Uông Kiến Thành thế mà nhẹ gật đầu, qua mấy ngày khẳng định sẽ có nữ nhân sang đây xem ta, bất quá chờ các nàng biết ta chân thực tình trạng về sau, liền sẽ không trở lại. Hứa Thuần Lương nói không chừng trong đó thật có đối ngươi mối tình thắm thiết. Uông Kiến Thành nói, nếu như thế còn ở bên cạnh ta không rời không bỏ hoặc là nhìn chúng tiền của ta, hoặc là nhìn chúng gia thế của ta. Hắn thở dài nói, ta có phải hay không rất thật đáng buồn, trên thế giới này không có một cái nào nữ nhân thực tình yêu ta. Ngẫm lại mình cùng Hứa Thuần Lương hoàn toàn chính xác trong số mệnh có chút tương khắc, thông gia từ bé đối tượng Mai Như Tuyết thích Hứa Thuần Lương, khiến cho Uông gia thật mất mặt, hắn mình thích Diệp Thanh Nhã thực tình thích người cũng là Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương tiếp tục mở đạo hắn nói, chỉ cần ngươi đã từng có được qua, ngươi cần gì phải quá mức để ý đâu. Uông Kiến Thành nói, Hứa Thuần Lương, chúng ta vốn nên trở thành bằng hữu, đáng tiếc a. Hứa Thuần Lương nói, ta nhưng một mực coi ngươi là bạn a, miễn là còn sống không có gì có thể tiếc, ngươi hảo hảo dưỡng thương, chờ ngươi tốt, nói không chừng có thể tìm tới thay thế phương pháp. Uông Kiến Thành lưu ý đến Hứa Thuần Lương ánh mắt rơi trên tay hắn, Uông Kiến Thành lập tức minh bạch Hứa Thuần Lương ý tứ, trong nội tâm nổi lên phức tạp tư vị, bất quá hắn cũng không có sinh khí, cũng không phải bi thương, mím môi mắng một câu, ta đều như vậy ngươi còn khó coi ta, ngươi nha là người sao? Hứa Thuần Lương nói, ngươi suy nghĩ nhiều, nếu không ta cho ngươi tay cầm mạch. Uông Kiến Thành có chút mệt mỏi nhắm hai mắt, về sau đi, Hoàng Hữu Long giúp ta xem qua, đối quay đầu ngươi tìm ta tiểu cữu đem đơn thuốc muốn đi qua nhìn một chút. Làm sao, ngươi không tin hắn? Uông Kiến Thành nói, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, y thuật của ngươi cao hơn qua hắn. Hứa Thuần Lương có chuyện có thể xác định, Uông Kiến Thành hẳn là sẽ không nghĩ quẩn. Về đến nhà, nhìn thấy phòng khách vẫn sáng đèn, Diệp Thanh Nhã cũng không có ngủ, ngồi ở trên ghế salon chờ hắn trở về, tựa như một cái chờ trưởng phu ban đêm trở về ôn nhu thê tử. Nhìn thấy Hứa Thuần Lương trở về, Diệp Thanh Nhã trong lòng tràn đầy ấm áp cùng hạnh phúc, đi qua nàng cùng Kiều Như Long hôn nhân tồn tục trong lúc đó, nàng rất ít ngoại hạng ra ứng thủ Kiều Như Long, coi như ngẫu nhiên sẽ chờ, cũng chỉ là ra ngoài thê tử trách nhiệm, càng giống là tại hoàn thành nào đó hạng công việc, nàng không thích chờ đợi cảm giác. Mà bây giờ hoàn toàn là nàng chủ động, nàng thậm chí cảm giác được chờ đợi cũng là một niềm hạnh phúc, nàng minh bạch một sự kiện, chờ đợi chỉ vì đáng giá người. Hứa Thuần Lương nói, tại sao còn chưa ngủ? Diệp Thanh Nhã nói, đọc tiểu thuyết, thuận tiện chờ ngươi. Nàng đứng dậy trợ giúp Hứa Thuần Lương cởi áo khoác máng lên móc áo. Nhìn cái gì tiểu thuyết mê mẩn như vậy? Hứa Thuần Lương phi thường rõ ràng, Diệp Thanh Nhã đến bây giờ không ngủ tuyệt không phải là vì đọc tiểu thuyết, chủ yếu vẫn là chờ mình. Diệp Thanh Nhã nói, Bạch Lan cung điện vua chúa. Hứa Thuần Lương cười nói, khổ tình tiểu thuyết. Diệp Thanh Nhã nói, viết rất tốt, người có đói bụng không? Hứa Thuần Lương lắc đầu, tiếp nhận Diệp Thanh Nhã đưa tới nước chè, vừa đi xem Uông Kiến Thành, cùng Uông lão trò chuyện trong chốc lát. Diệp Thanh Nhã hơi kinh ngạc nói, Uông gia gia cho ngươi đi. Hứa Thuần Lương nói, hẳn là hắn, Uông chính đạo tốt với ta giống có chút bài xích, Uông lão không gật đầu, ta cũng không tiện trừ bệnh phòng gặp Uông Kiến Thành. Diệp Thanh Nhã nói, Kiến Thành tình huống thế nào? Hứa Thuần Lương đoán chừng nàng cũng không biết tường tình, hắn cũng không muốn lộ ra Uông Kiến Thành tư ẩn, cười nói, cảm giác từ cơn sóng nhỏ kỳ chạy ra, hắn nói mình sẽ cố gắng sống sót. Diệp Thanh Nhã nói, vậy là tốt rồi. Hứa Thuần Lương nói, Thanh Nhã tỷ, Uông chính đạo là người thế nào? Diệp Thanh Nhã lắc đầu, ta đối với hắn cũng không tính là giải, ta chỉ biết là hắn cùng cha ta còn có Kiều Viễn Sơn thúc thúc đều là bạn rất thân, từ khi Kiều thúc thúc mất tích về sau, cha ta cùng hắn cũng xa lánh, có thể là bởi vì ta cha tại bên trong thể chế công việc, mà hắn lựa chọn kinh thương, ta nghe mụ mụ nói là cha ta chủ động cùng hắn bảo đảm cầm khoảng cách, có phải là vì để tránh cho ngoại nhân nói nhàn thoại? Hứa Thuần Lương nói, Uông chính đạo cùng Uông lão quan hệ thế nào? Diệp Thanh Nhã nói, giống chúng ta gia đình như vậy đều hy vọng con cái tiến vào thể chế, đối kinh thương có loại bản năng bài xích, dù sao nhà chúng ta là như thế, ta nghe nói Uông gia gia thương nhất chính là hắn đại nhi tử. Uông Kiến Minh phụ thân. Diệp Thanh Nhã nói, ta nghe gia gia nói, nếu như Uông bá bá không có hy sinh tại người Âm Sơn trong chiến dịch, hắn tiền đồ một mảnh tươi sáng, bây giờ suy nghĩ một chút ba nhà chúng ta người khả năng tao ngộ điều xấu, chuyện không tốt lầm lượt từng món. Hứa Thuần Lương nói, ta nhưng không tin cái gì điều xấu, ta cảm thấy một loạt chuyện này không phải ngẫu nhiên. Diệp Thanh Nhã đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc quang mang,
Hứa Thuần Lương lúc này mới ý thức được mình lỡ lời, cho tới nay Diệp Thanh Nhã đều cho rằng cái chết của phụ thân là một trận ngoài ý muốn, mình không nên để nàng biết tàn khốc chân tướng. Ý của ngươi là, cha ta tai nạn máy bay không phải ngoài ý muốn. Hứa Thuần Lương tranh thủ thời gian bù nói, ta nói là Uông Kiến Thành sự tình, cảnh sát đã xác nhận, có người tại hắn điều khiển trên chiếc xe kia động tay chân, cho nên mới tạo thành chuyện đêm đó cho nên. Diệp Thanh Nhã thở dài nói, Kiến Thành thật sự là bất hạnh, nhưng rốt cuộc là ai sao mà to gan như vậy cạnh dám đối Kiến Thành ra tay. Hứa Thuần Lương nói, Uông Kiến Thành bình thường có cái gì địch nhân không có. Diệp Thanh Nhã nhìn một chút Hứa Thuần Lương cười nói, tình địch không tính. Diệp Thanh Nhã khuôn mặt đỏ lên, mắng, nói mò gì, Kiến Thành người này mặc dù cao hơi kiêu ngạo, nhưng tâm hắn ruột không xấu, tam quan cũng rất chính, bên ngoài cũng không có nhiều địch nhân. Hứa Thuần Lương nói, cũng có thể là Uông Chính Đạo địch nhân, có người muốn thông qua phương thức như vậy đến báo thù hắn. Diệp Thanh Nhã nói, có lẽ là Uông gia gia cửu nhân đâu. Hứa Thuần Lương lắc đầu nói, khả năng không lớn, theo ta được biết, Uông lão thương nhất chính là Uông Kiến Minh, bình thường tới nói báo thù quen thuộc nhất tìm kiếm cửu nhân uy hiếp, Uông Kiến Thành là Uông Chính Đạo uy hiếp. Hứa Thuần Lương nói câu nói này thời điểm nghĩ đến Gia Gia, dựa theo Hứa Gia Hiên nói, tại Nam Giang nhằm vào Gia Gia trả thù là cửu nhân của hắn, vị kia ẩn tàng địch nhân mục tiêu kế tiếp chính là mình, nhưng bây giờ không biết duyên cớ gì, đã thời gian rất lâu không có hiện thân. Hứa Thuần Lương tin tưởng khoảng cách chân tướng đã càng ngày càng gần, Uông Kiến Thành gặp chuyện không phải kết thúc, chỉ là vừa mới bắt đầu, âm mưu một khi khởi động liền sẽ không kết thúc. Mai Như Tuyết lẳng lặng nhìn qua Nguy Sơn đảo tuyết động, trong đầu không tự chủ được hiện ra nàng tại Hồ Sơn trấn nhậm chức thời điểm từng ly từng tí, đối chuyện cũ hồi ức để nàng cảm nhận được một loại đắng chát hạnh phúc. Nàng là đột nhiên quyết định đến ở trên đảo thị sát, cự tuyệt Hứa Thuần Lương liên hợp chiêu thương đề nghị đối với nàng mà nói cũng không dễ dàng. Tháng chạp hồ gió rất lạnh, thổi ở trên mặt như là đao cắt. Cả ngọn nàng thị sát rất nhiều nơi, tới gần buổi trưa, nàng cự tuyệt nơi đó cán bộ cùng đi, mang theo mấy vị đồng hành khảo sát nhân viên đi tới Hiển Hồng Nông Trường. Hiển Hồng Nông Trường người phụ trách Phương Kim Vũ tại nhận được tin tức sau chạy tới hiện trường, hắn cùng Mai Như Tuyết cũng là người quen cũ, đi qua từng một lần đưa nàng xem vì mình đệ muội. Nhưng bây giờ vật đổi sao rời, Mai Như Tuyết cùng Hứa Thuần Lương từ người yêu biến thành đồng chí. Hắn tại Mai Như Tuyết trước mặt nói chuyện cũng bồi tiếp cẩn thận. Mai Bí Thư, người đến thị sát cũng không nói trước một tiếng, để cho ta tốt có cái chuẩn bị a. Mai Như Tuyết cười nói, chính là muốn nhìn một chút tình huống chân thật. Vương Kim Vũ nói, tình huống chân thật chính là chúng ta Hiển Hồng Nông Trường quy mô càng ngày càng nhỏ, tích cực hưởng ứng thị lý hiệu triệu, đem nông trường hơn phân nửa thổ địa đều lên giao nộp. Mai Như Tuyết nói, trong thành phố giống như cũng không có bạc đãi các ngươi a. Vương Kim Vũ cười nói, ta nhưng không có phàn nàn ý tứ, dựa theo chúng ta đông tổng thuyết pháp, đi qua đảo bên trên khắp nơi đều là không người hỏi thăm thổ địa, hắn mang theo chúng ta đương người khai hoang, dẫn đầu nơi đó nông dân cần cù làm giàu, nhưng bây giờ thời đại phát triển, đồng dạng là khối này thổ địa cần làm sự phát triển của hắn có thể sáng tạo càng lớn giá trị, chúng ta đương nhiên muốn ủng hộ phía trên chính sách. Mai Như Tuyết nói, đông thúc cách cục luôn luôn rất lớn. Nàng chỉ phía trước suối nước nóng khách sạn, suối nước nóng khách sạn sau khi xây xong sinh ý thế nào. Vương Kim Vũ lắc đầu, chẳng ra sao cả, hiện tại thuộc về kiến thiết sơ kỳ, ở trên đảo ngược đã tới mấy cái du khách, nhưng còn chưa đủ lấy chèo chống nhiều như vậy suối nước nóng khách sạn, Mộc Thiên tình huống bên kia so với chúng ta bên này hơi tốt một chút, bất quá cũng không tốt đẹp được quá nhiều. Mai Như Tuyết nói, bên kia kiến thiết cái gì? Vương Kim Vũ nói cho Mai Như Tuyết. Đó là bọn họ cùng Tân Tinh truyền hình điện ảnh hợp tác một cái hạng mục, lợi dụng Hiển Hồng Nông Trường đặc hữu hình dạng mặt đất bộ xây dựng phân truyền hình điện ảnh tràng cảnh, cũng là truyền hình điện ảnh quay chụp căn cứ một bộ phận. Mai Như Tuyết biết Tân Tinh truyền hình điện ảnh là Lam Tinh tập đoàn kỳ hạ truyền hình điện ảnh công ty, trước mắt đương ra làm chủ vẫn là Hoa Trục Nguyệt, trong lòng thầm nghĩ, Hứa Thuần Lương nhận biết những nữ nhân này đối hắn ủng hộ thật đúng là tận hết sức lực. Trước có Hoa Trục Nguyệt tại Nguy Sơn đảo đầu tư truyền hình điện ảnh căn cứ, sau có Hạ Hầu Mộc Lan tiếp nhận bệnh truyền nhiễm viện Tân Y viện hạng mục, còn có một cái Tô Tình, vị mỹ nữ kia dẫn chương trình mỗi lần tại Hứa Thuần Lương gặp được phiền phức thời điểm, đều sẽ không chút do dự ra vì hắn phát ra tiếng. Mai Như Tuyết không khỏi phản hỏi mình có phải hay không có thể làm được. Nàng là cái lý trí người, có được phán đoán của mình, cũng có nguyên tắc của nàng, Mai Như Tuyết ý thức được mình cùng Hứa Thuần Lương chia tay là tất nhiên, chỉ ít cùng trở lên ba người tướng so với mình còn chưa đủ yêu hắn.
nếu như yêu một người đến không cách nào tự kềm chế tình trạng, nàng làm sao lại phục tùng tại ý chí của gia tộc. Lo lắng bọn hắn quan hệ tiếp tục sẽ cho Hứa Thuần Lương mang đến ảnh hưởng không tốt, chẳng qua là một cái nàng dùng đến an ủi lý do của mình thôi. Mai Như Tuyết rất cẩn thận hít thở một cái không khí, tựa như nàng đối đãi sinh hoạt thái độ, nàng kỳ thật một mực rất cẩn thận còn sống, mặc dù là kiều gia tử tôn, nhưng là xuất thân của nàng để nàng tự ti, người khác chỉ thấy nàng mỹ lệ cùng ưu tú, mà không để ý đến nàng chăm chú cùng cố gắng, muốn thu hoạch được gia tộc tán đồng cũng không dễ dàng, cho dù là hiện tại, Mai Như Tuyết vẫn nhận là gia tộc này cũng không có chân chính tiếp nhận qua chính mình. Một cỗ màu đen lớn gờ lái vào Hiển Hồng nông trường, hướng lấy phương hướng của bọn hắn mà tới. Vương Kim Vũ nhận ra chiếc xe kia, cũng thấy rõ người điều khiển. Mặc Hàm đã có một đoạn thời gian rất dài chưa từng xuất hiện tại Nguy Sơn Đảo, Mặc Hàm dừng xe ở Vương Kim Vũ bên người, đẩy cửa xe ra đi xuống, vẫn là một thân màu đen trang phục, tư thế hiên ngang. Vương Kim Vũ nói, Mặc Tổng, khách quý ít gặp a. Mặc Hàm nói, không phải tìm ngươi. Vương Kim Vũ cười nói, đúng vậy, coi như ta tự mình đa tình. Mai Như Tuyết đưa ánh mắt về phía Mặc Hàm, đã không phải tìm Vương Kim Vũ đó chính là vì mình mà đến, nàng cười nhạt một tiếng nói, Mặc Tổng tìm ta sao? Mặc Hàm nhẹ gật đầu, có thể đơn độc phiếm vài câu sao? Mai Như Tuyết nói, tốt. Mặc Hàm nói, bên ngoài quá lạnh, trong xe trò chuyện. Vương Kim Vũ nói, đi suối nước nóng khách sạn đi, nhanh đến cơm trưa thời gian, ta an bài một chút, hai vị vừa vặn cho điểm ý kiến. Mặc Hàm nói, liền các ngươi suối nước nóng kia khách sạn còn có sinh ý sao? Vương Kim Vũ có chút lúng túng nở nụ cười, không có sinh ý không phải thanh tĩnh hơn. Mai Như Tuyết cùng Mặc Hàm vẫn là đi suối nước nóng khách sạn, Vương Kim Vũ an bài các nàng đi Lâm Hồ gian phòng, khách sạn công trình nhất lưu, đáng tiếc sinh ý quạnh quẽ. Mai Như Tuyết tiếp nhận trà nghệ sư pha trà có chút kỳ quái nói, hiện tại hẳn là suối nước nóng khách sạn mùa thịnh vượng, làm sao không có khách nhân nào đâu. Mặc Hàm nói, chủ yếu là giao thông không tiện, Nguy Sơn đảo danh khí còn không có đánh đi ra, ngươi hẳn là rõ ràng a, Đông Châu phương diện khuyết thiếu một lấy sâu chi chính sách, một hồi hướng đông, một hồi hướng tây, Uông Kiến Minh tiền nhiệm về sau, văn lữ công tác trọng điểm đặt ở chế tạo Đông Châu văn mạch trên đường trục trung tâm, kết quả bên kia cũng không có thành công. Bên này kém chút liền đuôi nát, hiện tại làm cái tân hồ tân khu không phải liền là trở về bù nha. Mặc Hàm lời nói này nói quá mức trực tiếp, đổi thành người khác chắc chắn sẽ không tại Mai Như Tuyết trước mặt nói như vậy, nhưng nàng mới không quan tâm. Mai Như Tuyết cười cười, người đối Uông thư ký tựa hồ có chút thành kiến. Mặc Hàm nói, ta là luận sự, cũng không phải đối với các người Uông thư ký có thành kiến, người ít cho ta chụp mũ. Mai Như Tuyết lạnh nhạt cười nói, nghĩ không ra người đối Đông Châu kiến thiết quan tâm như vậy. Mặc Hàm nói, Đông Châu nhiều người như vậy, chuyển động bên trên ta quan tâm sao? Muốn nói quan tâm cũng là có một chút, người hẳn phải biết ta quan tâm cái gì. Ta không biết, ta đối Mặc tiểu thư không ăn ý. Mai Như Tuyết phi thường rõ ràng, Mặc Hàm quan tâm người khẳng định là Hứa Thuần Lương. Mặc Hàm nói, ta nghe nói người thả Hứa Thuần Lương bồ câu. Mai Như Tuyết nói, hắn nói cho ngươi. Mặc Hàm lắc đầu, không có, như thế thật mất mặt sự tình hắn mới sẽ không nói. Mai Như Tuyết nói, nếu như ngươi chỉ là hợp tác chiêu thương sự tình, kia giống như cùng mặt mũi không có quan hệ gì, càng chưa nói tới ta thả hắn bổ câu, ta mặc dù tại Tân Hồ Tân khu công việc, nhưng là nơi này cũng không phải là ta độc đoán. Mặc Hàm thở dài nói, ta thật là thay ngươi mệt mỏi hoảng, các ngươi kiều gia đều là một cái dạng. Mai Như Tuyết nhướng lên lông mày, trong lòng có chút không vui. Mặc Hàm thật sự là cuồng vọng, nàng nói mình coi như, còn mang kèm theo kiều gia, Mai Như Tuyết lạnh lùng nói, Mặc tiểu thư, còn xin thận trọng từ lời nói đến việc làm. Mặc Hàm nói, người có thể lựa chọn không nghe, nhưng là ta có biểu đạt ý kiến tự do. Người có thể diễn tả ý kiến của mình, nhưng là tại biểu đạt tự thân ý kiến đồng thời tốt nhất đừng thương tới đến người khác. Mặc Hàm nói, ta thật sự là không nghĩ ra, kiều gia đáng giá ngươi dạng này giữ gìn sao. Mai Như Tuyết rõ ràng bị chọc giận, Mặc tiểu thư, ta nghĩ chúng ta không cần thiết tiếp tục nói tiếp. Mặc Hàm nói, người cùng Hứa Thuần Lương chia tay cũng là bởi vì gia tộc lợi ích cần a. Mai Như Tuyết ý thức được Mặc Hàm hôm nay tới chính là muốn chọc giận mình, nếu như nàng phẩy tay áo bỏ đi ngược lại chúng đối phương cái bẫy. Mai Như Tuyết mặt ngoài ôn nhu nhưng nội tại cũng là không chịu thua tính cách, nàng lúc này ngược lại bình tĩnh lại, nói khẽ cùng gia tộc lợi ích không quan hệ, là chúng ta mình duyên cớ. Mặc Hàm nói,
Hứa Thuần Lương tựa hồ đối với ngươi dư tình chưa hết. Mai Như Tuyết mỉm cười nhìn qua Mặc Hàm, xem ra ngươi rất quan tâm hắn. Mặc Hàm nói, không được sao. Mai Như Tuyết nói, cũng không kỳ quái, thật sự là hắn là cái rất có mị lực nam nhân, bất quá hắn bên người không hề thiếu quan tâm nữ nhân của hắn. Nói đến đây nàng dừng lại một chút, bưng lên mấy bên trên hồng trà, nhấp một miếng, chờ hương trà tại cổ họng tan ra, cảm giác tâm tình cũng tùy theo giãn ra, mới nói khẽ, ta nói thẳng, ngươi có lẽ cũng không phải là xuất sắc nhất một cái. Mặc Hàm khanh khách nở nụ cười, ngươi ghen ghét. Khốc. Mai Như Tuyết thở dài nói, suy nghĩ của ngươi có chút không giống bình thường, ta cùng Hứa Thuần Lương lúc chia tay, lẫn nhau liền đã buông xuống, hiện tại chúng ta chỉ có công việc quan hệ, ta đối đề tài của hắn không có hứng thú, ta đối với ngươi cùng hắn ở giữa sự tình càng không có hứng thú, ta nghĩ ta trả lời như vậy ngươi hẳn là rõ ràng. Mặc Hàm gật đầu nói, khoan hãy nói tính tình của ngươi thật có chút kiều gia phong phạm. Mai Như Tuyết nói, Mặc tiểu thư còn có đề tài của hắn sao? Mặc Hàm nói, trò chuyện điểm đầu tư lên đề đi, ngươi hẳn phải biết nhà máy rượu Suối Nước Nóng quyền thừa bao tải trên tay của ta, ta dự định đầu tư Nguy Sơn Đảo. Mai Như Tuyết nói, Mặc tiểu thư không phải đã đầu tư qua sao? Mặc Hàm nói, xem ra ngươi đối tình huống cũng không hiểu rõ, Mộc Thiên tập đoàn là cùng Xích Đạo vốn liếng hợp tác, ta sớm đã rời đi Xích Đạo vốn liếng, hiện tại ta đại biểu Mặc Hàn Đông Phương. Nàng rút ra danh thiếp của mình đưa cho Mai Như Tuyết. Mai Như Tuyết nhìn thoáng qua, có phân biệt sao? Mặc Hàm nói, khác nhau rất lớn, chủ đề vẫn là phải trở lại Hứa Thuần Lương trên thân, Uông Kiến Minh đem hắn đặt ở thương ủy hội đối ngoại chiêu thương xử lý, không chỉ là muốn để hắn kéo cối xay, thời khắc mấu chốt sẽ còn để hắn cõng nổi, lần này chiêu thương sẽ đối với Hứa Thuần Lương rất trọng yếu, cho nên hắn cũng tìm ta, lúc đầu ta nghĩ đến đám các ngươi hợp tác chiêu thương. Nhưng bây giờ nghe nói ngươi tha cho hắn bổ câu, nếu như ta đầu tư Nguy Sơn Đảo chẳng phải là cho ngươi tăng thêm chiến tích. Mai Như Tuyết mỉm cười nói, chỉ cần là đầu tư Đông Châu ta đều là hoan nghênh, kỳ thật không cần thiết phân rõ ràng như vậy. Đã ngươi để ý, đều có thể tại chiêu thương trên đại hội ký kết. Mặc Hàm nói, Mai Như Tuyết, ngươi khi đó đã đi, vì cái gì còn muốn trở về. Mai Như Tuyết trong lòng khẽ giật mình, Mặc Hàm đột nhiên đối nàng gọi thẳng tên. Tại sao lại có dạng này chuyển biến? Mai Như Tuyết nói, nhân sinh của ta đương nhiên muốn từ ta mình làm ra lựa chọn. Mặc Hàm lắc đầu, giống các người dạng này xuất thân rất khó làm được, người lựa chọn kiều gia, hết thảy đều sẽ là gia tộc lợi ích nhượng bộ, khả năng vấn đề của ta có chút không lễ phép, người để ý ta hỏi sao? Mai Như Tuyết nói, người cứ hỏi chính là, người cho là mình trên thân gánh chịu quá nhiều kỳ vọng, gia tộc gánh nặng rơi vào trên người của ngươi. Ngươi nhất định phải gánh vác khởi trách nhiệm này có đúng hay không? Mai Như Tuyết nói, vấn đề của ngươi thật có chút không lễ phép. Nhưng trong lòng kỳ quái Mặc Hàm tại sao muốn hỏi ra vấn đề như vậy? Mặc Hàm nói, kẻ trong cuộc thì mê kẻ bàng quan thì tỉnh, ta lấy một người đứng xem đến xem, kiều gia giống như chưa hề cũng không có đem ngươi làm thành người một nhà. Mai Như Tuyết nội tâm như là bị người hung hăng đâm một đao, nếu như Mặc Hàm chỉ là ăn nói lung tung, nàng đều có thể cười trừ. Nhưng Mặc Hàm lại vừa vặn đánh chúng vào trong nội tâm nàng mẫn cảm nhất bộ phận, Mai Như Tuyết trong lòng thầm nghĩ, ngươi có tư cách gì nói loại lời này. Mặc Hàm nói, nếu như kiều gia để ngươi làm ra hy sinh, ngươi có đáp ứng hay không? Mai Như Tuyết càng phát ra hoài nghi Mặc Hàm mục đích, nàng đến tột cùng là ai? Nàng tựa hồ hiểu rất rõ gia tộc của mình, nàng và mình nói những lời này mục đích đến cùng là cái gì? Mai Như Tuyết chậm rãi rơi xuống chén trà, ta có phán đoán của mình. Mặc Hàm nói, kỳ thật ta đã biết đáp án, một cái cam tâm vì gia tộc từ bỏ cá nhân cảm tình người, bất kỳ cái gì sự tình đều có thể buông xuống, Mai Như Tuyết, người sớm đã không là đã đi qua Mai Như Tuyết. Mặc Hàm nói xong câu đó, nàng đứng dậy, thậm chí không có cho Mai Như Tuyết càng nhiều suy nghĩ thời gian. Mai Như Tuyết nhìn qua Mặc Hàm bóng lưng, nàng đi kiên quyết như thế, nhưng lưu lại quá nhiều mê hoặc. Đông Châu ẩn Long Chùa. Uông Chính Đạo thành kính quỳ gối Phật tổ trước mặt yên lặng cầu nguyện, hắn cầu nguyện con của mình có thể vượt qua nan quan, cầu nguyện hết thảy có thể chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Uông Chính Đạo đứng dậy chuẩn bị rời đi thời điểm, một vị tăng người tới trước mặt hắn đưa cho hắn một phong thư. Uông Chính Đạo hơi kinh ngạc, tiếp nhận lá thư này sau khi xem xong, hắn bỗng nhiên bắt lấy tên kia tăng cánh tay của người, ai cho ngươi, người ở nơi nào? Tăng nhân bị Uông Chính Đạo biểu lộ hù dọa, sợ hãi nói, A-di-đà Phật. Thí chủ mời tỉnh táo, là cái trung niên người kia vừa rồi ngay tại gác chuông phụ cận.
hắn chỉ gác chuông phương hướng. Uông Chính Đạo đưa mắt nhìn lại, nơi nào còn có người tại. Uông Chính Đạo tại Ẩn Long Chùa tìm một vòng cũng không có phát hiện người đưa tin, tìm kiếm không có kết quả, hắn chỉ có thể xuống núi, trở về phụ viện. Trên đường, người nhà gọi điện thoại tới nói cho hắn biết Kiều Viễn Giang tới. Lấy Kiều gia cùng Uông gia quan hệ, Mai Như Tuyết hiển nhiên còn chưa đủ phân lượng, Kiều Viễn Giang thân là Kiều lão trưởng tử, qua tới thăm cũng là phải. Uông Chính Đạo biết được việc này về sau lại đột nhiên cải biến dẹp đường hồi phủ chủ ý, hắn chủ động liên hệ Kiều Viễn Giang, nói cho hắn biết mình chính ở bên ngoài làm việc, hiện tại đuổi không quay về, hẹn Kiều Viễn Giang sau 2 giờ đi phòng làm việc của hắn gặp mặt. Uông Chính Đạo văn phòng ở vào Chính Đạo quảng trường, cũng chính là đi qua Gia Niên quảng trường 49 tầng, lầu 1 này tầng tuyên chỉ cũng cùng trong lòng của hắn tứ cửu thành tình kết có quan hệ. Uông Chính Đạo trở lại văn phòng nghỉ ngơi trong chốc lát, lặng chờ Kiều Viễn Giang đến. Kiều Viễn Giang so ước định thời gian chậm 10 phút đồng hồ, Uông Chính Đạo đem hắn mời vào trong văn phòng. Kiều Viễn Giang một mặt trầm thống nắm chặt Uông Chính Đạo hai vai nói, Chính Đạo, làm sao xảy ra chuyện như vậy, ngươi nhất định phải bảo trọng thân thể, Kiến Thành về sau còn muốn dựa vào ngươi chiếu cố. Uông Chính Đạo vỗ vỗ Kiều Viễn Giang tay, cảm ơn, ta già, cũng không thể chiếu cố hắn cả một đời. Kiều Viễn Giang nói, hiện tại y học như thế phát đạt, Kiến Thành khẳng định sẽ khôi phục khỏe mạnh. Ta nhìn tinh thần hắn coi như không tệ, ngươi cũng không cần quá lo lắng, Như Long lúc ấy cơ hồ bị tuyên án tử hình, hiện tại còn không phải như vậy tốt tốt. Uông Chính Đạo đi lấy một hộp khói, rút ra một chi đốt. Kiều Viễn Giang kỳ thật cũng là hút thuốc, Uông Chính Đạo hành động như vậy tại dân hút thuốc trong mắt có chút không lễ phép, ít nhất cũng phải khách khí một phen, bất quá Kiều Viễn Giang cũng có thể lý giải, dù sao Uông Chính Đạo gặp được xui xẻo như vậy sự tình, tinh thần hoảng hốt cũng là bình thường. Kiều Viễn Giang sờ ra thuốc lá của mình đốt. Uông Chính Đạo chỉ ghế sofa nói, ngồi. Kiều Viễn Giang trong lòng tự nhủ, ngươi Liên Thanh Ca đều không hô, lúc trước mấy người các ngươi tiểu tử đều là theo chân ta lẫn vào, mở miệng một tiếng Viễn Giang ca, hôm nay ta chuyên từ Nam Giang qua tới thăm con của ngươi, ngươi làm sao liền nhất lễ phép căn bản cũng đều không hiểu rồi. Kiều Viễn Giang trong lòng có chút không vui, đi một mình ghế sofa vị ngồi xuống, yên lặng hút thuốc. Kiều thúc thúc để ngươi qua đây a. Kiều Viễn Giang ngẩng đầu nhìn vẫn đứng thẳng ở trước mặt mình Uông Chính Đạo, trong lòng càng khó chịu, ta ngồi, ngươi đứng đấy, liền cái xưng hô đều không có, ngươi làm là tại thẩm phạm nhân a. Kiều Viễn Giang nói, ta hai ngày này không cùng lão gia tử liên lạc qua. Hắn tương đương uyển chuyển đáp lại Uông Chính Đạo vấn đề, ta tự mình tới, không phải dâng lão gia tử mệnh lệnh mà đến. Kiều Viễn Giang rõ ràng phát giác được Uông Chính Đạo thái độ có chút kỳ quái. Hắn thậm chí có chút hối hận qua đến chuyến này. Uông Chính Đạo ở trên cao nhìn xuống đánh giá Kiều Viễn Giang, hung ác nham hiểm biểu lộ để Kiều Viễn Giang cảm thấy thấy lạnh cả người. Uông Chính Đạo nhìn về phía trong ánh mắt của hắn không có một tơ một hào thiện ý. Kiều Viễn Giang có chút kỳ quái, Uông Kiến Thành tai nạn xe cộ cùng mình không có bất cứ quan hệ nào, người Uông Chính Đạo cũng không thể bởi vì nhi tử tao ngộ thảm họa liền dẫn lây sang ta đi. Kiều Viễn Giang ho khan một tiếng nói, Chính Đạo, nếu như không có những chuyện khác, ta đi trước, ngày mai còn có buổi họp, đêm nay phải chạy về Nam Giang. Đừng nóng vội a, ta còn có chuyện tìm ngươi thương lượng. Kiều Viễn Giang nói, chuyện gì, chỉ cần ta có thể giúp một tay nhất định hết sức. Uông Chính Đạo dùng sức hít một hơi thuốc lá, đi về phía trước hai bước, nhị tử ta tình huống ngươi cũng biết. Kiều Viễn Giang nói, Chính Đạo, ta biết trong lòng ngươi không dễ chịu, nhưng Kiến Thành có thể sống sót đã là đại hạnh trong bất hạnh. Ngươi cũng đừng quá mức xoắn suýt, Như Long trước đó trận kia tai nạn xe cộ so với hắn còn nghiêm trọng hơn, bây giờ không phải là cũng sống được thật tốt. Uông Chính Đạo lắc đầu, không giống, Kiều Như Long kia là ngoài ý muốn, nhi tử ta là bị người thiết kế. Kiều Viễn Giang ra vẻ quan thầm nghĩ, tìm tới hung thủ không có. Ta trở về đốc xúc một chút, nhất định phải bọn hắn mau chóng phá án. Uông Chính Đạo khóe môi lộ ra một tia nụ cười chế nhạo, hắn mặc dù không nói gì, nhưng nụ cười lại bại lộ hắn chân thực tâm tư. Kiều Viễn Giang mặt mo phát nhiệt, hắn lĩnh ngộ được Uông Chính Đạo đối với mình trào phúng, hắn nói chỉ là một câu hình thức thôi, kỳ thật trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, mình tại trong tỉnh lực ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Uông Chính Đạo hạ giọng nói, gần nhất có thật nhiều bất lợi cho chúng ta Uông gia lời đồn, lấy hai chúng ta nhà quan hệ, Kiều gia hẳn là sẽ không ngồi yên không lý đến a. Kiều Viễn Giang nói, đương nhiên sẽ không, Chính Đạo, ngươi nói cần muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Hắn tại thể chế bên trong nhiều năm như vậy cũng không phải toi công lăn lộn, Uông Chính Đạo luôn mồm đều là Kiều gia, Kiều Viễn Giang cường điệu mình,
ý tại nói cho Uông Chính Đạo ta có thể giúp ngươi, Kiều gia nhưng không nhất định. Ngươi có thể làm cái gì? Kiều Viễn Giang bị Uông Chính Đạo gọn gàng dứt khoát hỏi lại chọc giận, đã như vậy, ta chỉ có thể chúc phúc. Kỳ thật ngươi vẫn là có thể làm vài việc, hiện tại ngoại giới có thật nhiều truyền ngôn, đều nói các ngươi Kiều gia ghét bỏ nhi tử ta, xé bỏ hôn ước, có bao nhiêu người ở sau lưng vụng trộm chế giễu chúng ta Uông gia. Ta có một ý tưởng, càng là tại hiện ngay tại lúc này, hai nhà chúng ta càng là cần đoàn kết, để kiến thành cùng như tuyết đính hôn tại sao dạng. Dù sao bọn hắn có hôn ước trước đây, cũng đều đến nên kết hôn tuổi tác. Kiều Viễn Giang bị Uông Chính Đạo đề nghị cho khiếp sợ đến, hắn trừng lớn hai mắt, Uông Chính Đạo a Uông Chính Đạo, ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào? Con của ngươi hiện tại oai hùng thế nào ngươi không biết? Liền nam nhân cũng không tính còn muốn cùng cháu gái ta đính hôn. Kiều Viễn Giang cho rằng Uông Chính Đạo khẳng định bị kích thích, đầu óc đều có chút không bình thường, hắn cười nói, hiện tại cũng giảng cứu yêu đương tự do, người tuổi trẻ sự tình chúng ta không tiện nhúng tay, kỳ thật ngươi có thể đợi kiến thành sau khi thương thế lành lại nói. Kiều Viễn Giang không có làm tức cự tuyệt liền đã cho đủ Uông Chính Đạo mặt mũi. Uông Chính Đạo lại lắc đầu, con người của ta mê tín, luôn cảm thấy xung hỉ vẫn còn có chút đạo lý, cố gắng bọn hắn đính hôn, kiến thành tình huống liền có thể chuyển biến tốt đẹp. Kiều Viễn Giang nói, Chính Đạo, ngươi không thể chỉ cân nhắc mình, kiến thành tình huống như thế nào chúng ta đều rõ ràng, tại sao có thể? Uông Chính Đạo bỗng nhiên bắt lại Kiều Viễn Giang cổ, giống như một đầu phẫn nộ cuồng sư giống giận, nhi tử ta tình huống như thế nào? Nhi tử ta sở dĩ biến thành hiện tại cái dạng này chính là các ngươi Kiều gia hại. Kiều Viễn Giang bắt lấy Uông Chính Đạo cổ tay, nhưng cổ tay của đối phương lại càng bắt càng chặt, Uông Chính Đạo cho là hắn đối với mình động sát tâm. Muốn đem mình ách chết ở chỗ này thời điểm, Uông Chính Đạo lại đột nhiên buông lỏng tay ra. Kiều Viễn Giang che yết hầu ho kịch liệt thấu, hắn tức giận chỉ vào Uông Chính Đạo, Uông Chính Đạo, ngươi điên rồi. Con của ngươi ngộ hại cùng chúng ta nhà lại có quan hệ gì? Khụ khụ, tên điên, cái gì hôn ước, vài thập niên trước chơi chê cười ngươi cũng thật chứ. Ngươi về sau đừng lại đến phiền ta. Hắn đứng dậy nghĩ tông cửa xông ra, đi vào trước cửa thời điểm, lại nghe Uông Chính Đạo lạnh lùng nói ra. Mai Tích Tình là chết như thế nào? Kiều Viễn Giang hai chân dừng lại tại nguyên chỗ, rơi vào tay cầm cái cửa bên trên tay chậm rãi rụt trở về. Là ai báo cáo Kiều Viễn Sơn? Kiều Viễn Giang chậm rãi xoay người sang chỗ khác, phần vện tia máu hai mắt gắt gao tập trung vào Uông Chính Đạo. Ngươi có phải hay không rất nghĩ giết người diệt khẩu? Đáng tiếc a, ngươi làm không được. Uông Chính Đạo ngồi ở trên ghế salon, lại lấy ra một điếu thuốc lá nhóm lửa, giờ phút này tâm tình của hắn cực kỳ bình tĩnh. Hắn bình tĩnh tại Kiều Viễn Giang trong mắt lại là cực độ tàn nhẫn cùng lãnh huyết. Uông Chính Đạo phun ra một đoàn sương mù, ta càng nghĩ, hại nhi tử ta chỉ có một người, đó chính là Kiều Viễn Sơn. Không có khả năng, Kiều Viễn Giang hét lớn, nội tâm của hắn đã triệt để rối loạn. Ta hiểu rõ hắn, hắn cũng biết ta, hắn người như vậy sẽ không dễ dàng chết như vậy, nếu như hắn còn sống, ngươi cho rằng hắn sẽ bỏ qua ngươi. Uông Chính Đạo nói ra lời nói này thời điểm. Nội tâm sợ hãi chính đang điên cuồng sinh sôi. Kiều Viễn Giang nói, hắn mất tích nhiều năm như vậy, nếu như trở về sớm liền trở lại, không có khả năng trở tới bây giờ. Kiến Thành cùng Tiểu Tuyết nếu như có thể tiến tới cùng nhau, đối hai nhà chúng ta đều là một chuyện tốt. Kiều Viễn Giang gắt gao tiếp cận Uông Chính Đạo, hắn đã thấy rõ Uông Chính Đạo dụng ý thực sự, Uông Chính Đạo một mực chắc chắn Kiều Viễn Sơn hại con của hắn, hắn thúc đẩy cái này cái cọc việc hôn nhân mục đích đúng là hủy đi Mai Như Tuyết nhân sinh. Trả thù Kiều Viễn Sơn cái này địch giả tưởng, nếu như Kiều Viễn Sơn còn sống, như vậy hắn nhất định sẽ không ngồi nhìn không lý, nói không chừng liền sẽ chủ động hiện thân ngăn cản việc này phát sinh, hắn là phải dùng hôn nhân đến kích thích có khả năng ẩn núp đi Kiều Viễn Sơn. Kiều Viễn Giang nói, Tiểu Tuyết sẽ không đồng ý. Uông Chính Đạo gõ gõ khói bụi, chúng ta những người này đều có một cái điểm giống nhau, cam tâm nguyện ý vì gia tộc hy sinh chính mình người hạnh phúc, đáng chết cái nhìn đại cục. Tiểu Tuyết có đáp ứng hay không đều xem ngươi làm sao đi làm, nếu như nàng ý thức được chuyện này xử lý bất đương rất có thể sẽ hủy đi gia tộc của các ngươi, hủy đi ngươi cùng phụ thân ngươi danh dự, như vậy nàng hẳn là sẽ làm ra hy sinh. Kiều Viễn Giang nói, những người tuổi trẻ này là vô tội. Uông Chính Đạo lạnh lùng nói, thân vì gia tộc một phần tử ai cũng đừng nghĩ đào thoát trách nhiệm. Tay của hắn lại lần nữa vươn hướng Kiều Viễn Giang, Kiều Viễn Giang bởi vì sợ mà lui về phía sau một bước, nhưng vẫn không thể né tránh. Uông Chính Đạo tay phải rơi vào vai trái của hắn, mặc dù không có phát lực, lại làm cho Kiều Viễn Giang cảm thấy một cỗ không thể thừa nhận áp lực. Ngươi sẽ hết sức đi làm có đúng hay không?
Kiều Viễn Giang nói, Tiểu Tuyết sẽ không đáp ứng. Uông Chính Đạo ha ha cười nói, sự do người làm. Hắn đưa cho Kiều Viễn Giang một văn kiện túi, đem những vật này giao cho nàng, nàng hẳn là sẽ nghe lời. Mai Như Tuyết vốn muốn đi Đại Bá nơi ở tiếp, nhưng Kiều Viễn Giang kiên trì đi nàng tại Đông Châu nhà, nói thụ gia giao ủy thác muốn biết một chút nàng cuộc sống bây giờ hoàn cảnh. Mai Như Tuyết vội vàng chạy về nhà bên trong thời điểm, Kiều Viễn Giang đã ở trước cửa chờ đợi, nhìn thấy Mai Như Tuyết xe xuất hiện, Kiều Viễn Giang xuống xe, để lái xe chờ ở bên ngoài lấy hắn. Mai Như Tuyết một bên biểu đạt áy náy một bên đem Đại Bá mời vào trong nhà. Kiều Viễn Giang tiếu dung có vẻ hơi cứng ngắc, khả năng cùng Đông Châu kịch liệt hạ nhiệt độ có quan hệ. Trưng cầu Kiều Viễn Giang ý kiến về sau, Mai Như Tuyết cho hắn làm chén cà phê đen. Kiều Viễn Giang bưng lấy cà phê nóng hổi, trong lòng tư vị so cà phê đen còn muốn khổ. Hắn không biết mình hẳn là như thế nào triển khai chủ đề, nội tâm đang kịch liệt giao chiến. Mai Như Tuyết nói, Đại Bá, người lần này tới là chuyên thăm viếng kiến thành. Kiều Viễn Giang nhẹ gật đầu, ra ra ngươi để cho ta nhất định phải tới một chuyến, lúc đầu hắn muốn tự mình tới, nhưng gần đây thân thể không tốt lắm. Ra ra thế nào, Mai Như Tuyết lo lắng hỏi. Thụ chút phong hàn, có chút cảm mạo, đã chuyển tốt. Hắn đã có tuổi, cũng không thể coi nhẹ thân thể khỏe mạnh, bệnh vặt nếu như trễ xử lý cũng có thể sẽ biến thành bệnh nặng. Mai Như Tuyết chuẩn bị trở về đầu cho Gia Gia gọi điện thoại, hỏi thăm hắn tình huống. Kiều Viễn Giang nhấp một hớp cà phê đen, hắng giọng một cái nói, Tiểu Tuyết, hôm nay ta cùng Uông Chính Đạo trò chuyện trong chốc lát, hắn đề cập với ta một điều thỉnh cầu. Mai Như Tuyết trong lòng tự nhủ Uông Chính Đạo có thể có chỗ nào cầu ngươi, mặc dù nàng đối Đại Bá phi thường tôn kính, nhưng là nàng cũng rõ ràng Kiều Viễn Giang hiện trên tay căn bản không có thực quyền gì, Gia Gia sớm liền từ bỏ đối kỳ vọng của hắn. Kiều Viễn Giang nói, cùng ngươi có quan hệ. Mai Như Tuyết vẫn là cân nhắc đến Đại Bá cảm thụ, mỉm cười nói, chỉ nếu là không trái với tổ chức kỷ luật đều dễ nói. Kiều Viễn Giang để cà phê xuống chén, không phải chuyện công tác. Mai Như Tuyết nao nao, không phải chuyện công tác, Kiều Uông Chính Đạo sách từ bản thân làm gì. Nàng ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Kiều Viễn Giang nói, Tiểu Tuyết, hắn chuyện xưa nhắc lại, hy vọng chúng ta có thể một lần nữa cân nhắc ngươi cùng kiến thành hôn sự. Mai Như Tuyết đôi mắt đẹp trợn lên, nàng có loại bị nhục nhã cảm giác, đi qua cái gọi là thông gia từ bé, hai nhà đã sớm nói ra, nàng cùng Uông Kiến Thành hai cái đương sự người cũng đã buông xuống, vì cái gì Uông Chính Đạo sẽ còn nhấc lên. Đại Bá người này thật sự là hồ đồ, hắn nên tại Uông Chính Đạo nói lên trước tiên cự tuyệt đối phương, thế mà còn tới đến mình nơi này đem loại này hoang đường sự tình nói cho mình nghe, chẳng lẽ hắn cho là mình sẽ đồng ý sao? Mai Như Tuyết nói, không có gì có thể lấy cân nhắc. Ta đối Uông Kiến Thành không có loại kia tình cảm, hắn đối ta cũng giống như vậy, chúng ta đã sớm nói rõ, về sau không còn nói cái gì hôn ước sự tình. Kiều Viễn Giang nói, thế nhưng là, Kiến Thành hiện tại cái dạng này, là cần trợ giúp nhất thời điểm, ngươi cùng hắn dù sao có hôn ước tại. Đại Bá, ngươi có ý tứ gì? Mai Như Tuyết có chút phẫn nộ, Kiều Viễn Giang đầu não làm sao như thế hồ đồ, hắn đến tột cùng còn phân rõ ai là người trong nhà sao? Kiều Viễn Giang nói, kỳ thật Uông gia cũng không có cái gì quá phận yêu cầu, bọn hắn yêu cầu ngươi cùng Uông Kiến Thành đính hôn, giúp hắn đi qua đoạn này khó khăn nhất thời kỳ. Mai Như Tuyết lạnh lùng nói, ta đối với hắn không có cái này nghĩa vụ. Chúng ta Kiều gia cũng không nợ bọn hắn Uông gia. Kiều Viễn Giang dùng sức cắn môi một cái, hắn lấy ra Uông Chính Đạo giao cho hắn văn kiện, đưa cho Mai Như Tuyết. Mai Như Tuyết mở ra túi văn kiện, bên trong là một chút bí mật không muốn người biết, liên quan đến nàng mất tích phụ thân. Liên quan đến nàng sớm đã qua đời mẫu thân. Kiều Viễn Giang lặng lẽ quan sát nét mặt của nàng, Mai Như Tuyết sắc mặt từ hồng nhuận trở nên trắng bệch, thậm chí môi của nàng đều đã mất đi huyết sắc, hai tay của nàng mắt trần có thể thấy run rẩy. Kiều Viễn Giang thở dài nói, Uông Chính Đạo không phải một cái hạng người lương thiện, hắn uy hiếp nói, nếu như chúng ta Kiều gia không thừa nhận hôn ước, như vậy hắn sẽ đem những bí mật này công khai, đến lúc đó, cha ngươi, mẹ ngươi, còn có chúng ta nhà liền sẽ danh dự sạch không, đại ca ngươi hắn sẽ vĩnh viễn trước mặt người khác không ngẩng đầu được lên. Mai Như Tuyết dưng dưng nói láo, hắn đang nói láo. Kiều Viễn Giang lắc đầu, hắn không có nói láo, mụ mụ ngươi quá khứ hoàn toàn chính xác không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cha ngươi chính là hủy ở nàng. Đủ rồi, Mai Như Tuyết thét to. Kiều Viễn Giang dọa đến mãnh khẽ run rẩy, cà phê trong tay rội ra không ít, rơi vào trên đùi. Lưu lại một cái nhìn thấy mà giật mình chỗ bẩn. Mai Như Tuyết nói,
vậy liền để hắn công khai, người khác sẽ thấy thế nào bọn hắn Uông gia. Kiều Viễn Giang thở dài nói, trên tay hắn tư liệu không chỉ có những chuyện này, Kiều gia chúng ta danh dự không đánh cược nổi, Tiểu Tuyết, ta bản không muốn nói với ngươi, nhưng ta lại sợ giấu giếm ngươi, về sau sẽ rơi xuống oán trách, thực sự không được vẫn là tướng chuyện này nói cho gia gia ngươi, nhưng gia gia gần nhất tình trạng cơ thể ngươi cũng biết. Mai Như Tuyết nói, ngươi còn ngại chuyện của hắn không đủ nhiều. Ngươi còn chê hắn không đủ phiền sao? Nàng đem cặp văn kiện buông xuống, dùng tay ép ở trên bàn, giờ phút này liền hô hấp đều trở nên gian nan, Uông Chính Đạo đến tột cùng nói thế nào? Kiều Viễn Giang nói, hắn nói chỉ là muốn một bộ mặt, hắn muốn hướng ngoại giới chứng minh con của hắn không có việc gì, ngươi chỉ cần đi cái đi ngang qua sân khấu, cùng Uông Kiến Thành đính hôn, làm điểm mặt ngoài công phu, ngươi thậm chí có thể không dùng qua cửa. Kỳ thật cái này đối với ngươi giống như cũng không có quá lớn chỗ xấu, ngoại giới chỉ sẽ cho rằng ngươi trọng tình trọng nghĩa. Mai Như Tuyết lạnh lùng nhìn qua hắn, nội tâm dâng lên khó tả chua xót, Mặc Hàm không có nói sai, bọn hắn từ đầu đến cuối đều không có đem mình làm Kiều gia người, nếu như ba ba vẫn còn, hắn nhất định sẽ thể sống chết bảo vệ mình, nếu như mụ mụ còn sống, nàng tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn xem nữ nhi nhận ủy khuất như vậy. Kiều gia quả nhiên rơi thật đến muốn bị người nhà họ Uông áp chế. Rơi thật đến cần nhờ một nữ nhân đến cứu vớt tình trạng. Kiều Viễn Giang từ chất nữ thất vọng trong ánh mắt ý thức được cái gì, hắn có chút chột dạ trốn tránh, vươn tay thói quen lấy ra thuốc lá. Mai Như Tuyết lạnh lùng nói, ta chỗ này không cho phép hút thuốc lá. Kiều Viễn Giang ngượng ngùng tướng khói thả trở về, nội tâm của hắn tràn đầy thấp thỏm, bởi vì hắn không biết Mai Như Tuyết sẽ làm ra như thế nào lựa chọn, nếu như Mai Như Tuyết căn bản không cân nhắc hậu quả. Như vậy không bài trừ Uông Chính Đạo chân tướng phơi bày khả năng, cái tên điên này gấp sự tình gì đều làm được, Kiều Viễn Giang cũng không lo lắng Mai Tích Tình danh dự, hắn lo lắng chính là mình, Uông Chính Đạo cũng không có hướng túi văn kiện bên trong nhét vào liên quan tới hắn bộ phận, cái này khiến Kiều Viễn Giang may mắn sau khi lại cảm thấy sợ hãi. Uông Chính Đạo vật trong tay là một viên bom hẹn giờ, sớm tối đều sẽ bạo tạc. Kiều Viễn Giang có chút khó khăn nói, Tiểu Tuyết, ta biết chuyện này để ngươi chịu ủy khuất. Ta cũng dựa vào lý lẽ biện luận tới, nhưng Uông Chính Đạo người kia căn bản không giảng đạo lý, hắn muốn là một cái hư giả mặt mũi, còn mặt dày vô sỉ nói với ta cái gì sung hỉ. Mai Như Tuyết nói, ngươi còn có việc sao? Kiều Viễn Giang ngây ngẩn cả người, đây rõ ràng là hướng hắn hạ lệnh trục khách, hắn lúng túng lắc đầu, ta cũng nên đi. Không tiễn. Kiều Viễn Giang đi vào trước cửa, lại không cam lòng dừng bước lại, Tiểu Tuyết, ý của ngươi là... Mai Như Tuyết không có nhìn hắn chỉ là khoát tay áo, trong lòng nàng cái này đại bá đã không tồn tại nữa. Liên quan tới Trung Hàn sản nghiệp vườn cân đối sẽ rốt cục chính thức tổ chức, lần này Nhạc Tinh phương diện thay đổi đi qua ngạo mạn tiêu cực thái độ, từ Lý Xương Cơ tự mình dẫn đội tiến về thương ủy hội tham gia lần này đàm phán. Đông Châu phương diện cũng phái ra phát cải ủy chủ nhiệm Tạ Minh Sinh, thương ủy hội Lâm Diệu Minh cộng đồng tạo thành đoàn đàm phán đội, bị Uông Kiến Minh điểm danh Hứa Thuần Lương tự nhiên thân ở trong đó. Nhạc Tinh tập đoàn cùng Đông Châu phương diện ngươi tới ta đi, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, Nhạc Tinh phương diện chủ yếu là biểu đạt đối Đông Châu bất mãn, Đông Châu phương diện biểu hiện ra cực lớn bao dung cùng thành ý. Tại Hứa Thuần Lương xem ra Đông Châu phương diện hôm nay vẫn là biểu hiện được mềm yếu rồi một chút, xem ra không phải mỗi người đều giống như hắn thấy rõ Nhạc Tinh uy hiếp, cơ hồ tất cả mọi người nhận là sự kiện lần này là Đông Châu tạo thành, trách nhiệm chủ yếu tại bọn hắn. Nhạc Tinh tập đoàn lợi ích bởi vì quy hoạch sửa đổi mà nhận lấy tổn thất, cho nên Tạ Minh Sinh cùng Lâm Diệu Minh phát biểu hiển thị rõ phong phạm cùng thành ý, bọn hắn ý đồ thông qua thành ý đến cảm hóa đối phương, làm cho đối phương bỏ đi rút vốn ý nghĩ. Vì biểu hiện ra thành ý, Tạ Minh Sinh còn lấy ra cho Nhạc Tinh tập đoàn chính sách ưu đãi, chủ yếu là thu thuế phương diện. Hứa Thuần Lương từ hội nghị bắt đầu đến bây giờ đều không nói lời nào, hắn chăm chú lắng nghe song phương phát biểu, đạt được một cái kết luận. Bao quát Tạ Minh Sinh ở bên trong rất nhiều người đối Trung Hàn sản nghiệp vườn tình huống thật cũng không hiểu rõ, càng không hiểu rõ Nhạc Tinh tập đoàn, Uông Kiến Minh phái ra những người này tới đàm phán, làm sao có thể cam đoan Đông Châu lợi ích. Lý Xương Cơ cũng trên cơ bản không nói lời nào, đều là Lý Xương Hữu tại phát biểu, Lý Xương Hữu người này nói chuyện có chút hùng hổ dọa người, tại Đông Châu phương diện đầy đủ phóng thích thiện ý về sau, vẫn không buông tha nói, chúng ta đối quý phương hành vi phi thường thất vọng. Chẳng những khuyết thiếu khế ước tinh thần, mà lại thiếu khuyết đối bên ta tối thiểu tôn nặng. Tạ Minh Sinh cười theo, không có ý tứ, ta đã giải thích qua, sự kiện lần này hoàn toàn là sự kiện ngẫu nhiên, chúng ta cũng không có không tôn trọng quý phương ý tứ,
ta vừa rồi cũng cấp ra giải quyết phương án, hy vọng mọi người có thể cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, một lần nữa tìm về lẫn nhau tín nhiệm cũng đạt thành hợp tác. Lý Sương Hữu nói, tạ chủ nhiệm, nhưng ta cũng không nhìn thấy thành ý của các ngươi a. Tạ Minh Sinh có chút im lặng, ta vừa mới đều đem đền bù phương án cùng chính sách ưu đãi đều nói với các ngươi, ngươi còn nói không thấy được thành ý. Hứa Thuần Lương lúc này nói chuyện, thành ý là song phương, tôn trọng cũng là song phương, chúng ta có hay không thành ý là chúng ta sự tình, các ngươi có phải hay không gặp phải tôn trọng muốn nhìn chính các ngươi làm thế nào. Lâm Diệu Minh dưới bàn lặng lẽ đá hắn một cước lại đá cái không, Hứa Thuần Lương có thể để cho hắn cái này củi mục đá phải mới là lạ. Hứa Thuần Lương hôm nay một mực trầm mặc, cho nên mọi người cơ hồ không để ý đến hắn tồn tại, cái này một mở miệng nói chuyện, ánh mắt mọi người trong nháy mắt đều chuyển hướng hắn. Lý Sương Hữu nói, Hứa tiên sinh có ý tứ gì? Hứa Thuần Lương nhìn qua hắn bên kia phiên dịch, người phiên dịch cho hắn nghe. Phiên dịch kinh ngạc há to miệng, Lý Sương Hữu quốc ngữ nói đến so với mình còn có thứ tự, hắn kỳ thật chính là cái bài trí. Lý Sương Hữu nói, không cần phiên dịch, ta nghe hiểu được. Hứa Thuần Lương cười, ngươi nghe hiểu được còn hỏi ta có ý tứ gì? Có chủ tâm đúng hay không? Vừa rồi ngươi nói không thấy được thành ý của chúng ta, hợp lấy chúng ta tạ chủ nhiệm ở chỗ này nói hồi lâu nói nhảm. Vẫn là ánh mắt ngươi không tốt, nên nhìn đều nhìn không thấy. Hứa Thuần Lương câu nói này đã kích bột có chút rộng, đem Tạ Minh Sinh cũng mang hộ mang vào, Tạ Minh Sinh biểu lộ có chút xấu hổ, thầm than người này cuồng vọng. Nhưng Hứa Thuần Lương cuồng vốn chính là Đông Châu bên trong thể chế công nhận sự thật. Lý Sương Hữu nói, ngươi loại thái độ này còn thế nào đàm phán? Hứa Thuần Lương nói, ta cùng ngươi đàm không rõ, Lý Tổng, ngươi là Trung Hàn sản nghiệp vườn người phụ trách, ta muốn hướng ngươi thỉnh giáo một vấn đề. Lý Sương cơ nhẹ gật đầu, mời nói. Nếu ta đi các ngươi Seoul nhận thầu thổ địa đầu tư hạng mục, tại ta đầu tư thổ địa bên trong phát hiện một tòa có trọng đại giá trị lịch sử di tích. Xin hỏi, các ngươi là yêu cầu ta sửa đổi quy hoạch đâu vẫn là ủng hộ ta dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành khai phát kiến thiết? Lý Sương Cơ nói, ta không thích giả thiết, hiện thực là chúng ta tại Đông Châu tiến hành đầu tư, mà ích lợi của chúng ta nhận lấy nghiêm trọng tổn hại. Hứa Thuần Lương nói, nghiêm trọng giống như còn không đến mức, căn cứ chúng ta thống kê, trước mắt đầu tư của các ngươi cùng kiến thiết chỉ là vừa mới bắt đầu, mà lại Trung Hàn sản nghiệp vườn cũng không phải là Nhạc Tinh tập đoàn vốn riêng hạng mục. Chính đạo tập đoàn là các ngươi bên trong phương hợp tác đồng bạn, đúng, làm sao không gặp chính đạo tập đoàn đại biểu? Có phải hay không là ngươi nhóm trong vấn đề này có chỗ khác nhau? Lý Sương Cơ đánh giá người trẻ tuổi này, nàng đối Hứa Thuần Lương sớm có nghe thấy, hôm nay tính là lần đầu tiên chính thức liên hệ, người này hiển nhiên muốn so chung quanh quan viên khó đối phó hơn, hắn đối Nhạc Tinh tập đoàn một phương đại biểu khuyết thiếu một loại kính sợ, Lý Sương Cơ thậm chí cảm giác hắn căn bản không sợ bọn họ rút vốn. Lý Sương Hữu một bên nói, giống như không cần thiết nói nữa. Lý Sương Cơ liếc qua Lý Sương Hữu, trong đôi mắt đẹp bắn ra một tia hàn quang, Lý Sương Hữu ý thức được mình có chút huyên tân đoạt chủ, lập tức trầm mặc xuống, vặn ra trước mặt nước khoáng ực một hớp. Lý Sương Cơ nói, hứa ý của tiên sinh là chúng ta Nhạc Tinh tồn tại cho Đông Châu tạo thành bối rối. Hứa Thuần Lương cười nói, nhìn ra được các ngươi đối Trung Hoa văn hóa đều có hiểu biết, nhưng vừa vặn nghe được mấy vị phát biểu. Lại tựa hồ đối với chúng ta quốc gia này khuyết thiếu vốn có hiểu rõ. Mọi người tuần tri, quốc gia của chúng ta đang đứng ở cao tốc phát triển giai đoạn, vì cái gì các phương đầu tư ùn ùn kéo đến, cũng không phải là tất cả mọi người vì hòa bình thế giới, cộng đồng phát triển mục đích mà đến, ta nghĩ đại đa số nhà đầu tư tới mục đích là vì dựng vào chúng ta phát triển đoàn tàu cao tốc, cọ một cọ chúng ta quốc vận, thu hoạch được một bút tiền lãi. Lâm Diệu Minh cùng Tạ Minh Sinh liếc mắt nhìn nhau, đúng a, Hứa Thuần Lương nói đúng a. Không có một cái nào ngoại thương là tới làm từ thiện, tất cả đều là đến kiếm tiền, đây mới là mấu chốt. Hứa Thuần Lương nói, giống Nhạc Tinh loại này xuyên quốc gia xí nghiệp, đầu tư khắp các nơi trên thế giới, các ngươi đi một chỗ đầu tư đầu tiên muốn tôn trọng nước khác pháp luật cùng tập tục, chúng ta đã liên tục giải thích cùng cường điệu, sở dĩ để Trung Hàn sản nghiệp vườn hạng mục tạm thời đình công cũng làm ra quy hoạch điều chỉnh, là có pháp có thể theo, các ngươi có chuyên cửa pháp luật đoàn đội, không phải không biết chúng ta văn bảo đảm pháp biết văn bảo đảm pháp. Còn tiếp tục cầm chiến quốc mộ sự tình làm văn chương. Ta không biết các ngươi đến cùng ra ngoài như thế nào mục đích. Dù sao cá nhân ta cho là các ngươi cách làm như vậy đã không chuyên nghiệp cũng không hữu hảo. Lý Sương Cơ nói, hứa ý của tiên sinh là dùng quý quốc pháp luật tới làm lấy cớ, chúng ta Nhạc Tinh nên bị tổn thất như vậy. Hứa Thuần Lương nói, chúng ta người Trung Quốc làm ăn giảng thành tín thủ quy củ,
giảng cứu một cái hòa khí sinh tài. Chúng ta Uông thư ký nói qua tại Đông Châu đầu tư tới lui tự do, chỉ cần là hợp pháp đầu tư, tại chúng ta Đông Châu, tại toàn bộ Trung Hoa cảnh nội đều có thể đạt được bảo hộ, đây cũng là càng ngày càng nhiều ngoại thương lựa chọn đầu tư Trung Hoa nguyên nhân. Nhạc Tinh sở dĩ nguyện ý đầu tư Đông Châu, khẳng định cân nhắc đến các mặt nhân tố. Lý Xương Cơ nói, hy vọng càng lớn thất vọng mới càng lớn. Hứa Thuần Lương nói, ta không biết Lý Tổng cái gọi là thất vọng là cái gì, chính như ta không biết Nhạc Tinh tập đoàn muốn từ Trung Hàn sản nghiệp vườn thu hoạch được như thế nào hồi báo. Nếu như các ngươi cho rằng ích lợi không cách nào đạt tới mong muốn, ta đề nghị các ngươi kịp thời dừng tổn hại, chúng ta không chiếm các ngươi tiện nghi, coi như quý phương quyết định rút vốn, chúng ta cũng sẽ không ngăn cản. Lý Xương Hữu rốt cuộc nhìn không nổi nữa, đây chính là ngươi nói, ngươi có thể phụ trách sao? Tạ Minh Sinh hoảng hốt vội nói, tỉnh táo, tất cả mọi người tỉnh táo, Tiểu Hứa ý tứ không phải để các ngươi rút vốn, hắn nói là nào đó loại khả năng tính. Hứa Thuần Lương nói, khả năng còn có rất nhiều, gần nhất có cái truyền ngôn, nói Trung Hàn sản nghiệp vườn tuyên chỉ lớn có huyền cơ, bởi vì chiến quốc mộ phát hiện làm rối loạn quý phương bố cục. Lý Xương Cơ nói, Hứa tiên sinh còn xin thận trọng từ lời nói đến việc làm. Hứa Thuần Lương cười nói, ta cũng là nghe nói, kỳ thật ta cảm thấy một cái lý trí người đầu tư sẽ không làm tùy tiện rút vốn sự tình, đến một lần chúng ta cho ra điều kiện cũng không chênh lệch, đến tiếp sau đền bù phương án đủ gặp thành ý của chúng ta. Thứ hai, nếu như các ngươi thật muốn rút vốn rời đi, như vậy phía ngoài truyền ngôn chẳng phải là an vị thực bảy. Lý Xương Cơ nói, ngươi là tại ám chỉ chúng ta đối chiến nước Mộ có mang động cơ sao? Hứa Thuần Lương ha ha cười nói, Lý Tổng, đây là ngươi nói, ta cảm thấy sẽ không, các ngươi lớn như vậy một nhà xuyên quốc gia xí nghiệp lại không thiếu tiền, làm sao sẽ làm loại kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, đánh nhà khác quốc bảo chủ ý, đây chính là phạm pháp a. Nhân ngôn đáng sợ. Ta đoán chừng những này hoang đường truyền ngôn nói không chừng là Nhạc Tinh cạnh tranh đối tay cố ý thả ra. Đông Châu phương diện đàm phán đại biểu từng cái hai mặt nhìn nhau, con hàng này quá dám nói, người đây không phải trấn an lòng người, người nhà là đuổi ra ngoài người a. Lý Xương Hữu trong lòng thầm mắng, chính là ngươi nói, toàn bộ Đông Châu liền mấy tiểu tử ngươi xấu nhất, nói không chừng cái kia cổ mộ Mê Tung, Manga cùng ngươi cũng có quan hệ, ngươi cố ý hủy chúng ta Nhạc Tinh tập đoàn thanh danh. Lý Xương Cơ cũng không tức giận, mỉm cười gật đầu nói, nghe Hứa tiên sinh kiểu nói này giống như rất có đạo lý đâu, ta mạo muội hỏi một câu, là có người hay không đối mảnh đất này sinh ra hứng thú. Hứa Thuần Lương nói, Lý Tổng nhìn rõ mọi việc, không dối gạt người nói, còn không chỉ một nhà, bệnh truyền nhiễm viện mới bệnh viện sự tình các ngươi hẳn phải biết, khỏe mạnh đưa ra rút vốn xin về sau, lập tức liền có ba nhà đại tập đoàn tranh cướp giành giật muốn đầu tư. Lý Xương Cơ nói, không phải Mộc Lan tập đoàn đã tiếp thủ. Hứa Thuần Lương cười nói, Lý Tổng tin tức vẫn là rất linh thông. Lý Xương Cơ nói, khỏe mạnh đầu tư 50 ức, cuối cùng thông qua chuyển nhượng chỉ lấy được 4,5 tỷ, đây chính là các ngươi cái gọi là tới lui tự do. Hứa Thuần Lương nói, kỳ thật bên ta căn cứ thiện ý cũng không đối khỏe mạnh đầu tư nơi phát ra tiến hành truy đến cùng, nếu như chăm chú truy tra, chỉ sợ cái này 4,5 tỷ hắn cũng không có nhanh như vậy lấy đến trong tay. Một đám người nghe Hứa Thuần Lương cùng Lý Xương Di ngươi tới ta đi, đánh võ mồm, ai cũng không muốn chen vào nói, lúc này cũng không chen vào lọt, Hứa Thuần Lương là một chút mặt mũi đều không cho Hàn Phương. Lý Xương Hữu nhìn Lý Xương Cơ một chút, hắn là đang nhắc nhở Lý Xương Cơ hẳn là đưa ra rút vốn, nhất định phải cho Đông Châu phương diện làm áp lực, không phải bọn hắn sẽ không ý thức đến tình thế tính nghiêm trọng, cái này cũng là bọn hắn sự tình thương lượng xong trước xáo lộ. Nhưng Lý Xương Cơ cũng không có phản ứng chút nào. Cầm lấy Đông Châu phương diện cho ra điều kiện ưu đãi lại lật một chút, nói khẽ, như vậy đi, chúng ta về đi suy tính một chút, sẽ mau chóng cho các ngươi một cái trả lời chắc chắn. Hứa Thuần Lương mỉm cười nói, lặng chờ tin lành. Lý Xương Cơ đứng dậy rời đi, Hàn Phương đại biểu nhao nhao hộ tống nàng cùng một chỗ đứng lên, bên này bên trong Phương đại biểu theo lễ phép cũng đứng dậy đưa tiễn, Lý Xương Cơ cách trước khi đi, thế mà chủ động hướng Hứa Thuần Lương vươn tay ra. Hứa Thuần Lương cùng với nàng nắm tay. Cảm giác nàng lòng bàn tay thật lạnh, mạch đập nhỏ bé yếu ớt mà hỗn loạn, lại nhìn Lý Xương Cơ con mắt, chợt nhìn hắc bạch phân minh, nhưng cẩn thận mắt nhìn bạch hiện ra thanh lam chi sắc, trong lòng không khỏi khẽ động. Lý Xương Cơ nói, Trung Hoa có câu tục ngữ, nghe con mới đẻ không sợ cọp nói chính là Hứa tiên sinh dạng này thanh niên tài tuấn đi. Hứa Thuần Lương mỉm cười nói, chúng ta tôn trọng thực sự cầu thị thật kiền tinh thần, Lý Tổng khí chất yêu nhã, vừa xinh đẹp lại thông minh. Thấy thế nào đều không giống một con cọp cái.
Lý Xương Cơ khóe môi thế mà lộ ra mỉm cười, rất hân hạnh được biết ngươi. Nàng đem người quay người rời đi, vậy mà không thấy Tạ Minh Sinh một chút, lại càng không cần phải nói chào hỏi hắn. Tạ Minh Sinh tay đã vươn một nửa, có chút lúng túng thu về, đứng ở bên cạnh hắn Lâm Diệu Minh chỉ coi không nhìn thấy bất cứ thứ gì, trong lòng âm thầm may mắn, may đưa tay tương đối trễ, bằng không thì cũng cùng Tạ Minh Sinh một dạng xấu hổ. Dựa theo lễ nghi chi bang quản lý, vốn nên tướng Hàn Phương đại biểu đưa đến lầu dưới, Tạ Minh Sinh tâm tình rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng, đã đối phương không nể mặt chính mình cũng không cần thiết hiến cái này ân cần. Hứa Thuần Lương căn bản liền không động tới tặng người suy nghĩ. Các loại nhạc tinh tập đoàn đại biểu rời đi phòng họp, Tạ Minh Sinh thở dài nói, vẫn là không tiến triển chút nào nha. Hắn nói là hiện thực, đồng thời cũng là uyển chuyển biểu đạt một loại thái độ, người Hứa Thuần Lương cũng không gì hơn cái này, người trẻ tuổi không thể một vị cậy mạnh, đàm phán là phải để ý kỹ xảo, quay đầu ta phải đem những này tình huống hướng Uông thư ký báo cáo. Hứa Thuần Lương nói, không có tiến triển chính là lớn nhất tiến triển. Người chung quanh lại đưa ánh mắt về phía tiểu tử này. Lời này nghe có chút cao thâm đâu. Đừng nói Lý Xương Cơ xem thường đám người này, Hứa Thuần Lương cũng giống như vậy, người tới cũng không ít, nhưng là thời khắc mấu chốt không có một cái nào dám bênh vực lẽ phải, đám kia bổng tử không biết rõ ai là chủ nhân coi như bỏ qua, các ngươi chẳng lẽ không rõ ràng. Hứa Thuần Lương hướng Tạ Minh Sinh nói, Tạ chủ nhiệm, ta phải đi đầu một bước, Uông thư ký chờ lấy ta báo cáo tình huống đâu. Kỳ thật căn bản không hề cái này việc sự tình. Hứa Thuần Lương sở dĩ nói như vậy chính là muốn làm cho tất cả mọi người đều hiểu hắn cùng Uông Kiến Minh quan hệ không phải bình thường, đây cũng là phòng ngừa chu đáo thủ đoạn, tránh khỏi một ít đừng hữu dụng tâm người tại Uông Kiến Minh trước mặt loạn nói huyên thuyên tử. Lần này đàm phán kết quả vẫn là trước tiên truyền đến Uông Kiến Minh trong lỗ tai, Uông Kiến Minh nghe xong Tạ Minh Sinh báo cáo, trầm tư một hồi mới nói, lão Tạ, nhạc tinh bên kia không có nói ra rút vốn. Tạ Minh Sinh nói, ngược là có người nhắc lên. Nhưng Lý Xương Cơ cũng không có nói. Uông Kiến Minh nói, xem ra bọn hắn hẳn là sẽ không đi. Tạ Minh Sinh tâm nói người ta nói sẽ suy nghĩ thật kỹ, cũng không có nói không đi, người lại không họp, làm sao lại làm ra loại này phán đoán. Hắn thấp giọng nói, bất quá ta nhìn Hàn Phương cũng không mềm hóa dấu hiệu. Uông Kiến Minh nói, đến chết vẫn sĩ diện, chúng ta đã cho đủ thành ý, bậc thang cũng cho bọn họ, nếu như bọn hắn tiếp tục gian ngoan không thay đổi. Cuối cùng khó coi vẫn là bọn hắn chính mình. Tạ Minh Sinh lúc này mới ý thức tới Uông Kiến Minh thái độ đang trở nên càng ngày càng mạnh cứng rắn, chẳng lẽ đã tìm được mới phía đầu tư. Xem ra chính mình đối lãnh đạo tinh thần lĩnh hội còn chưa đủ khắc sâu. Uông Kiến Minh nói, Hứa Thuần Lương biểu hiện thế nào? Tạ Minh Sinh không dám nói Hứa Thuần Lương nói xấu, cười nói, hắn làm việc lôi lệ phong hành, trên người có chút Uông thư ký phong phạm. Uông Kiến Minh nghe xong liền biết Tạ Minh Sinh đem Hứa Thuần Lương trở thành mình người, lạnh nhạt nói, người trẻ tuổi dám đánh dám liều là chuyện tốt, bất quá làm việc dễ dàng quá kích, vì cái gì ta cho ngươi đi đàm phán, chính là muốn ngươi loại công việc này kinh nghiệm phong phú lão đồng chí hỗ trợ cho hắn áp trận. Tạ Minh Sinh âm thầm cười khổ, chính mình mới 50 tuổi, tại Uông Kiến Minh trong mắt đã là lão đồng chí, không qua người ta cũng không nói sai, Uông Kiến Minh so với mình nhỏ, Hứa Thuần Lương liền càng không cần phải nói. Cùng con của hắn không chênh lệch nhiều, nhưng cứ như vậy một người trẻ tuổi tại Uông thư ký trước mặt giống như so với mình càng được hoan nghênh. Tạ Minh Sinh nói, ta nhất định sẽ không cô phụ Uông thư ký tín nhiệm. Uông Kiến Minh nói, người muốn rõ ràng một điểm, ta để ngươi là đi áp trận, không phải để ngươi cản trở, đối ngoại các ngươi phải gìn giữ nhất trí, mặc kệ bất cứ lúc nào, cũng không thể hy sinh Đông Châu lợi ích, hy sinh ích lợi của quốc gia. Tạ Minh Sinh liên tục gật đầu, minh bạch, trong lòng có chút hoài nghi là có người hay không ở sau lưng nói mình nói xấu, bây giờ quay đầu ngẫm lại hắn đối Hàn Phương thật có chút quá khách khí. Tạ Minh Sinh rời đi về sau, Tần Chính Dương đi vào văn phòng, nhìn thấy Uông Kiến Minh tâm tình không tệ, liền đoán đến đàm phán hôm nay tiến triển thuận lợi. Tần Chính Dương nói, Uông thư ký, thương ủy hội cuối tháng có cái chiêu thương đại hội, nghĩ xin ngài có mặt một chút, người nhìn có thể hay không nhín chút thời gian. Uông Kiến Minh nói, đến lúc đó rồi nói sau, ta gần nhất công sự gia sự đều quá nhiều, thời gian thật là có chút không đủ dùng. Làm Uông Kiến Minh thư ký, Tần Chính Dương so bất luận kẻ nào đều rõ ràng hắn hiện tại tình trạng, hắn nhẹ gật đầu, bản muốn nói cái gì, có thể nghĩ nghĩ vẫn là coi như thôi. Tại Tần Chính Dương xem ra, bận bịu cũng không phải là lấy cớ, Hứa Thuần Lương cũng là vì Đông Châu chiêu thương, huống chi là Uông Kiến Minh đem hắn đặt ở trên vị trí này, hắn đi hỗ trợ đứng cái đài cũng không có gì.
Uông Kiến Minh lại nhớ tới một sự kiện, Triều Thường Đại hội là Thương ủy hội cùng Tân Hồ Tân khu liên xử lý sao? Tần Chính Dương lắc đầu, Tân Hồ Tân khu phương diện trải qua thận trọng cân nhắc quyết định không tham gia, bọn hắn tháng trước vừa làm một lần chiêu thương hoạt động, cho rằng cách xa nhau thời gian quá ngắn khả năng không được hiệu quả. Uông Kiến Minh nói, lý do thôi, chiêu thương hoạt động nào có ngại nhiều. Đoán chừng là Mai Như Tuyết muốn tránh ngại, không muốn cùng hắn qua tiếp xúc nhiều. Tần Chính Dương nở nụ cười, hắn cũng cho rằng như vậy, bất quá không tiện bình luận, Mai Như Tuyết cũng không phải hắn có tư cách bình luận. Uông Kiến Minh nói, đúng rồi, Mai Như Tuyết cùng Hứa Thuần Lương hiện tại là quan hệ như thế nào? Tần Chính Dương nói, quan hệ đồng nghiệp, hai ngày trước ta ngược lại thật ra cùng bọn hắn cùng một chỗ ăn một bữa cơm, cảm giác giữa hai người vẫn còn có chút lạ lẫm. Uông Kiến Minh nói, có cơ hội ngươi cùng Hứa Thuần Lương nói chuyện, vô luận bọn hắn đi qua phát sinh qua cái gì, hiện tại đã lại tại làm việc với nhau, liền muốn bày ngay ngắn tâm tính, chính xác xử lý quan hệ lẫn nhau, nhất định đừng ảnh hưởng đến công việc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tần Chính Dương trong lòng tự nhủ Hứa Thuần Lương khẳng định không có vấn đề gì, ngược lại là Mai Như Tuyết có chút mất tự nhiên, ngoài miệng đáp ứng. Uông Kiến Minh nói, gần nhất bên ngoài có nghe hay không đến cái gì truyền ngôn. Bản ý của hắn là hỏi quyển kia cổ mộ mê tung, manga ám chỉ nhạc tinh tập đoàn sự tình, nhưng Tần Chính Dương lại lĩnh ngộ sai. Tần Chính Dương có chút mất tự nhiên cười cười nói, ta còn là không nói. Uông Kiến Minh nói đi, có khác lo lắng, ta đáng ghét nhất nhà ấp a ấp úng. Tần Chính Dương nói, đệ đệ của ngài cùng Mai Bí Thư từng có hôn ước. Uông Kiến Minh không nghĩ tới hắn nói là chuyện này, hắn gật đầu nói, ngược lại là có chuyện này, năm đó hai nhà chúng ta quan hệ rất tốt, tại một lần gia đình tụ hội bên trên, hai vị lão gia tử nói cái này hai hài tử chơi đến tốt như vậy, dứt khoát đặt trước một môn thông gia tử bé, để Kiều Uông hai nhà thân càng thêm thân. Bất quá bây giờ đều thời đại nào, giảng cứu yêu đương tự do, nếu như bọn hắn tương hỗ không có cảm giác, ai cũng không thể miễn cưỡng bọn hắn không phải. Uông Kiến Minh tâm bên trong phi thường rõ ràng, lúc trước cái gọi là thông gia tử bé đơn giản là một loại chính trị liên minh thôi, tại ngay lúc đó tình trạng dưới, hai cái gia tộc muốn thông qua loại phương thức này càng chặt chẽ hơn đoàn kết cùng một chỗ, trợ giúp lẫn nhau bù đắp nhau, về sau Kiều gia cùng Diệp gia thông gia chính là như thế, chỉ bất quá cuối cùng lấy thất bại kết thúc. Uông Kiến Minh có chút kỳ quái Tần Chính Dương làm sao lại đối với vấn đề này có hứng thú, tiểu Tần, ngươi vì sao lại hỏi chuyện này? Tần Chính Dương nói, chủ yếu là gần nhất có không ít truyền ngôn, nói người đường đệ bị thương rơi xuống tàn tật, Mai Bí Thư vì vậy mà hối hôn. Uông Kiến Minh nhíu mày, nhàm chán. Tần Chính Dương nói, ta cũng là cảm thấy như vậy, nhưng lời đồn đại càng truyền càng thịnh, nếu như mặc kệ phát triển rất có thể sẽ đối Mai Bí Thư hình tượng tạo thành ảnh hưởng. Uông Kiến Minh nói, luôn có như vậy một số người chỉ sợ thiên hạ bất loạn, tiểu Tần, ngươi để ngành tương quan hảo hảo điều tra thêm, thực sự không được bắt cái điển hình. Tần Chính Dương nhẹ gật đầu, Uông thư ký, không có chuyện khác ta đi ra ngoài trước. Uông Kiến Minh các loại Tần Chính Dương rời đi về sau, trong lòng thầm nghĩ, Tần Chính Dương ở trước mặt mình nhắc lên chuyện này khẳng định là có nguyên nhân, ai sẽ tại thời gian này truyền Mai Như Tuyết lời đồn. Là đặc biệt nhằm vào Mai Như Tuyết vẫn là thuận tiện đem Uông ra kéo xuống nước. Không đúng, loại chuyện này đối Uông ra hình tượng là không có tổn hại, Uông Kiến Thành tại lời đồn đại này bên trong là người bị hại, ngược lại dễ dàng chiếm được đồng tình, tổn hại chỉ là Mai Như Tuyết hình tượng thôi, tối đa cũng chính là tiện thể Kiều gia. Uông Kiến Minh trước tiên làm ra quyết định muốn khống chế chuyện này ảnh hưởng, bởi vì hắn ý thức được nếu như lời đồn đại càng truyền càng thịnh, sẽ khiến trên xã hội đối Uông Kiến Thành tai nạn xe cộ càng ngày càng nhiều chú ý, đến lúc đó Uông Kiến Thành thân thể bí mật chỉ sợ cũng giữ không được. Uông Kiến Minh đi bệnh viện trên đường từ đầu đến cuối nghĩ đến chuyện này, thẳng đến lái xe nhắc nhở hắn, hắn mới ý thức tới đã tới phụ viện. Đi vào săn sóc đặc biệt phòng bệnh, Uông Kiến Minh đầu tiên đi ra nơi đó, hiện tại Uông Kiến Thành tình trạng hướng tới ổn định, Uông Kiến Minh dự định khuyên ra chuyển sang nơi khác ở, mặc dù phụ viện cung cấp rất điều kiện tốt, nhưng nơi này dù sao cũng là bệnh viện, còn là không bằng bên ngoài ở thoải mái. Uông Kiến Minh đến thời điểm, Uông Lão đang cùng Mạnh Kinh Lai nói gì đó. Nhìn thấy Uông Kiến Minh tiến đến, Mạnh Kinh Lai cười nói, Kiến Minh tới. Uông Lão nói, người bận rộn công việc liền không được qua đây, nơi này có ta và ngươi tiểu cữu là được. Uông Kiến Minh nói, ra, ta vừa hỏi một chút Kiến Thành tình huống, bác sĩ nói hắn khôi phục không tệ, nhị thúc có ý tứ là, chờ hắn tình trạng cơ thể ổn định về sau, tiễn hắn ra ngoại quốc tiến hành tiếp tục trị liệu.
Uông lão nhẹ gật đầu, chỉ cần là đối cháu trai có chỗ tốt hắn cũng sẽ không phản đối. Chuyện này Uông Chính Đạo cũng cùng hắn nói qua, cháu trai về sau muốn đối diện nhiều lần giải phẫu, đối thân thể của hắn cùng tâm linh đều là khảo nghiệm tàn khốc. Mạnh Kinh Lai nói, ta tại châu Âu có chút quan hệ, ta liên hệ bên kia chuyên gia, bọn hắn nói có thể thông qua chỉnh hình tái tạo giải quyết một chút sinh lý phương diện vấn đề. Uông Kiến Minh không nói chuyện, hắn cũng điều tra phương diện này tư liệu, thông qua chỉnh hình tái tạo thuật có thể giải quyết người bệnh đứng thẳng sắp xếp nước tiểu cùng một chút kiến thức cơ bản có thể chướng ngại, cũng cải thiện trạng thái tinh thần. Chủ yếu trình tự bao quát thân thể hình thành, niệu đạo trùng kiến cùng ủng hộ tổ chức cắm vào. Bình thường cần kinh nhiều kỳ giải phẫu mới có thể hoàn thành, giải phẫu quá trình là dài dằng dặc cùng thống khổ, mà lại rất khó đạt tới lý tưởng hiệu quả, coi như ngoại hình làm được lại xinh đẹp, cũng chỉ là một cái ngân dạng tiêu đầu thương bài trí, cùng nguyên trang không thể cùng ngày mà nói. Nhưng trước mắt Uông Kiến thành trạng thái, có dù sao cũng so không có mạnh. Uông lão cũng không tin thông qua giải phẫu có thể khôi phục Tôn Nhi ngày xưa tình trạng, cũng không còn trông cậy vào Uông Kiến thành mạch này về sau khai chi tán diệp, chỉ cần có thể hảo hảo còn sống là được rồi. Hắn thở dài nói, vẫn là phải tôn trọng Kiến thành ý kiến của mình, để bọn hắn hai người thương lượng đi. Uông Kiến Minh cân nhắc một chút, vẫn là uyển chuyển tướng nghe được Phong Thanh nói cho ra ra, ra ra, ta nhớ được Kiến thành cùng Mai Như Tuyết đi qua đặt trước qua thông gia từ bé. Uông lão sừng sốt một chút. Hắn mấy ngày nay một mực ở tại bệnh viện, đối với ngoại giới truyền ngôn hoàn toàn không biết gì cả, gật đầu nói, việc này nói rất dài dòng, lúc ấy ta và ngươi Kiều gia gia thật có phương diện này ý nghĩ, nhưng bọn nhỏ trưởng thành, có một số việc không phải do chúng ta làm chủ, đều thời đại nào cũng không thể làm Phong Kiến gia trưởng chế ép xuyên bộ kia, tùy bọn hắn đi thôi. Mạnh Kinh Lai kỳ thật cũng nghe đến một chút Phong Thanh, nhưng là hắn không nói ra, hiện tại Uông Kiến Minh đã nhắc lên, hắn cũng không có cái gì tị húy. Kiến Minh nói chuyện, ta ngược lại thật ra nhớ lại, gần nhất bên ngoài có chút truyền ngôn, nói Kiều gia bởi vì Kiến Thành thụ thương tàn tật cho nên xé bỏ hôn ước. Uông lão nói, người nào nhàm chán như vậy thế mà truyền lời đồn đãi như vậy, chúng ta Uông gia chính mình sự tình tội gì nhắc lên Kiều gia, đừng làm đến hai nhà người gặp mặt xấu hổ. Uông Kiến Minh nói, ta cũng cảm thấy không ổn, nếu như Kiều gia nghe được, nói không chừng sẽ coi là nhà chúng ta bên này đối ngoại thả ra Phong Thanh. Nếu như bởi vì việc này tạo thành hai nhà hiểu lầm luôn luôn không tốt. Uông lão nói, thanh giả tự thanh, bọn hắn yêu làm sao truyền liền làm sao truyền, khó nói chúng ta còn muốn đặc biệt nhằm vào chuyện này ra làm sáng tỏ. Mạnh Kinh Lai nói, không cần thiết đi, hiện tại người căn bản không tin tưởng người khác làm sáng tỏ, bọn hắn cũng không tin sự thật, chỉ tin tưởng phán đoán của mình, bọn hắn cho rằng như thế nào chính là như thế nào. Uông Kiến Minh nhẹ gật đầu. Mạnh Kinh Lai câu nói này đánh trúng mấu chốt. Uông lão chính muốn nói cái gì, điện thoại di động của hắn vang lên, cầm lấy xem xét lại là Kiều lão gọi điện thoại tới. Uông lão nhìn bên người hai người một chút, Mạnh Kinh Lai cùng Uông Kiến Minh thức thời đứng dậy lui ra ngoài. Kiều lão gọi điện thoại tới chủ yếu là ân cần thăm hỏi Uông Kiến Thành bệnh tình, kỳ thật trước đây bọn hắn đã thông qua điện thoại, bất quá khi đó Uông Kiến Thành các phương diện vẫn chưa ổn định, Uông lão cũng không có nhiều tâm tình cùng hắn nói chuyện phiếm. Nghe được bên đầu điện thoại kia tiếng ho khan, Uông lão ân cần nói, hai ngày này kinh thành biến thiên, người cũng muốn nhiều chú ý thân thể. Kiều lão nói, bệnh cũ, gặp được hạ nhiệt độ liền ho xuyễn, hai ngày nữa liền tốt, Kiến Thành hôm nay tình huống thế nào? Uông lão nói, các phương diện đều đang khôi phục bên trong, người cũng không cần quải niệm hắn, Tiểu Tuyết cơ hồ mỗi ngày đều đến, Viễn Giang cũng tới. Kiều lão thở dài nói, lão ca ca a, ta nhất không yên tâm vẫn là ngươi. Nghe nói Kiến Thành xảy ra chuyện ta liền nghĩ tới lúc trước Như Long gặp tai nạn xe cộ thời điểm, người tình cảnh hiện tại ta cảm động lây. Uông lão nói, sự tình như là đã phát sinh, lại lo lắng cũng là vô dụng, ta cũng không giúp đỡ được cái gì, chính là thủ ở bên cạnh trong lòng thực tế một chút. Kiều lão nói, lão ca ca, có gì cần ta địa phương ngươi một mực nói thẳng. Uông lão nói, giữa chúng ta cũng không cần nói những thứ này, lão đệ, người có phải hay không còn có sự tình khác tìm ta. Kiều lão nói, cũng không có việc lớn gì, chỉ là hai ngày này nghe được một chút lời đồn đại, ta lúc đầu cảm giác đến phát chán, nhưng cẩn thận một suy nghĩ, những lời đồn đãi này hẳn là hướng về phía phân hóa hai chúng ta nhà quan hệ tới. Uông lão nói, ngươi nói là Tiểu Tuyết cùng Kiến Thành sự tình. Kiều lão cười một tiếng nói, ngươi cũng nghe đến rồi. Uông lão nói, nghe được một chút, rất nhàm chán nha, ban đầu là hai người chúng ta lão đầu tử tự tác chủ trương cho bọn hắn định xong hôn ước. Bọn nhỏ trưởng thành có bọn hắn ý nghĩ của mình,
hơn 20 năm, bất kỳ cái gì sự tình không có khả năng đã hình thành thì không thay đổi, ngươi nói có đúng hay không? Kiều lão nghe ra Uông lão trong lời nói ẩn ẩn xen lẫn oán khí, tại hai nhà hôn ước sự tình bên trên chủ động giải ước một phe là bọn hắn Kiều gia, là bởi vì Mai Như Tuyết thích Hứa Thuần Lương, từ một điểm này đi lên nói là Kiều gia có dựa vào Uông gia. Kiều lão nói, lão ca ca, ngươi có phải hay không giận ta? Uông lão nói, nào có sự tình, chúng ta lúc trước lập thành hôn ước cũng chính là miệng nói một câu, coi như là cái trò đùa thôi, hiện tại kiến thành ném đi một cái chân, đã là người tàn tật, coi như người nguyện ý tướng tôn nữ gả vào chúng ta Uông gia, ta cũng sẽ không đồng ý, cũng không thể liên lụy Tiểu Tuyết. Kiều lão bên kia lại ho khan lên, Uông lão nói, nhìn xem, ho khan cũng đừng nói nhiều, người bây giờ trọng yếu nhất là nghỉ ngơi. Kiều lão nói, như thế nói đến, hướng nhà chúng ta cầu hôn không phải ngươi ý tứ. Uông lão ngây ngẩn cả người, cầu hôn, làm sao có thể, hiện tại cháu trai còn nằm tại trên giường bệnh, nhà bọn hắn đầy trong đầu đều là như thế nào để Uông Kiến Thành khôi phục khỏe mạnh, làm sao có thể dưới loại trạng thái này đi trước bận bịu Uông Kiến Thành hôn sự. Hắn nghĩ tới con của mình Uông Chính Đạo, thật chẳng lẽ là hắn. Kiều lão nói, ngươi không biết. Uông lão nói, lão đệ a, ngươi đem ta cả hồ đồ rồi, ai đi sách thân. Hướng ai sách thân? Kiều lão nói, Viễn Giang hôm nay nói với ta, nhà các ngươi muốn cho Tiểu Tuyết gả cho Kiến Thành, hy vọng Tiểu Tuyết có thể trợ giúp hắn đi ra thung lũng, một lần nữa tỉnh lại hắn bột đối với cuộc sống dũng khí. Uông lão nói, ngươi trước không vội, chờ ta làm rõ ràng chuyện này sẽ hàn huyên với ngươi. Kiều lão ho đến nói không ra lời, qua một hồi lâu mới thở phào, có lẽ chúng ta đều già rồi. Uông lão nói khẽ, không có người sẽ vĩnh viễn tuổi trẻ. Nên chịu già thời điểm nhất định phải chịu già. Uông lão cúp điện thoại về sau, trước tiên tướng Uông Chính Đạo gọi đi qua, Uông Chính Đạo cũng không có phủ nhận hắn thông qua Kiều Viễn Giang hướng Kiều gia cầu hôn sự tình. Uông lão cả giận nói, ngươi đang làm cái gì? Ta phát hiện ngươi thật sự là tuổi tác càng lớn càng là hoang đường, kia cái gọi là hôn ước đã sớm kết thúc, không cần thiết nhắc lên, về sau cũng đừng nhắc lại nữa lên. Cha, ngươi còn nhớ rõ lúc trước sao? Người không hỏi một tiếng ta một tiếng liền cho Kiến Thành định xong thông gia từ bé, ta lúc ấy là thái độ gì? Uông lão nói, ngươi phản đối. Phải, ta phản đối, bởi vì lúc ấy Kiều Thúc chính tao ngộ chức nghiệp kiếp sống cơn sóng nhỏ kỳ, Kiều gia ở vào thời buổi rối loạn, Kiều Viễn Giang căn bản không nên thân, Kiều Viễn Sơn không giải thích được mất tích, ta cho là hắn là muốn thông qua phương thức như vậy tìm kiếm trong chính trị liên minh, thu hoạch nhà chúng ta ủng hộ. Uông lão nói. Ta quan hệ với hắn không cần hôn ước gia trì. Uông Chính Đạo ha ha nở nụ cười, cha, ta là con trai của ngài, người ở trước mặt ta có thể hay không thẳng thắn nói vài lời, bọn hắn Kiều gia về sau vì cái gì chủ động giải trừ hôn ước. Còn không phải là bởi vì bọn hắn cho là chúng ta Uông gia không có giá trị lớn như vậy. Im ngay, Uông lão tức đến xanh mét cả mặt mày. Kiến Thành sự tình rất kỳ quặc, ta sẽ truy xét đến đấy, ta sẽ đem tất cả tương quan người trói lại. Người khả năng không nghĩ ra ta tại sao muốn chuyện xưa nhắc lại. Hiện tại Kiều gia mặc dù không thể cho chúng ta mang đến cái gì, nhưng là cái này giấy hôn ước có thể đưa đến ước thúc tác dụng. Uông lão nói, ước thúc cái gì? Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi hoài nghi Kiến Thành sự tình cùng? Ta chưa nói qua, bên ngoài bây giờ truyền đi xôn xao, đều nói bọn hắn Kiều gia trướng mắt chúng ta Uông gia, còn có người nói Kiến Minh hôm nay vị trí chính là Kiều gia cho Uông gia bổ. Uông lão đột nhiên vung tay lên cho Uông Chính Đạo một cái vang dội cái tát, đồ hỗn trướng, ngươi nói bậy bạ gì đó. Uông Chính Đạo bị phụ thân đánh cho một cái lảo đảo, tay của hắn đỡ lấy bàn trà mới đứng vững thân thể, nhìn qua vô cùng phẫn nộ phụ thân, hắn thở dài, cha, ta hận, ta vẫn luôn rất hận bọn hắn Kiều gia, nếu như không phải Kiều Viễn Sơn, ta làm sao lại bị mất tiền đồ, dựa vào cái gì con của ta trở thành một cái tàn tật, bằng cái gì ta muốn tác thành cho bọn hắn Kiều gia thanh danh. Dựa vào cái gì muốn giúp cháu gái của hắn lập thánh nữ người thiết? Uông lão chỉ vào Uông Chính Đạo cái mũi, tay của hắn khẽ run, là ngươi để cho người ta thả ra phong thanh có đúng hay không? Uông Chính Đạo lắc đầu, tại người trong mắt, ta vĩnh viễn không cách nào cùng đại ca so sánh, thậm chí ta cũng không sánh nổi Kiến Minh, đoán chừng tại trong lòng ngài Kiến Thành cũng kém xa người một cái khác cháu trai trọng yếu. Uông lão tức giận đến che ngực, mặt của hắn đã mất đi huyết sắc, bỗng nhiên hai chân mềm nhũn. Co quắp ngã trên mặt đất. Uông Chính Đạo cái này mới kinh hoàng, mau chóng tới đỡ lấy phụ thân, có ai không? Người tới đây mau. Uông lão nguyên vốn là có bệnh ở động mạch vành, lần này thật bị Uông Chính Đạo chọc tức, còn tốt người tại bệnh viện,
cứu giúp kịp thời, cũng không lo ngại. Phụ viện Phương Diện không dám thất lễ, chẳng những bản viện trái tim chuyên gia toàn bộ điều động, thậm chí còn chuyên môn từ Trường Hưng Bệnh viện mời tới Thư Viễn Hàng để phòng ngoài ý muốn, như có cần phải, Thư Viễn Hàng có thể tùy thời là Uông lão giải phẫu. Người nhà họ Uông đều bị dọa cho phát sợ, nhưng đến đáy nguyên nhân gì Uông lão không nói, Uông Chính Đạo chột dạ cũng không dám ra bên ngoài nói, hắn cũng lo lắng thành vì mọi người khiển trách đối tượng, còn tốt lão gia tử cũng không lo ngại. Vững tin Gia Gia đã giải trừ nguy hiểm, Uông Kiến Minh đem thúc thúc gọi vào gian phòng bên trong hỏi thăm Gia Gia phát bệnh lúc tình huống. Uông Chính Đạo tổng không thể nói là mình đem lão gia tử cho tức giận đến, chỉ nói hắn cũng không rõ ràng tình huống cụ thể, để Uông Kiến Minh đến hỏi lão gia tử. Mặc dù Uông Chính Đạo một mực đối chất tử không tệ, nhưng hai người ở giữa từ đầu đến cuối có một tầng ngăn cách, Uông Kiến Minh đi qua cho rằng là thúc thúc phản đối với hắn và Hạ Uyển Oánh kết hôn nguyên nhân, theo chính mình trưởng thành, phát hiện nguyên nhân căn bản vẫn là hai người cách đối nhân xử thế lý niệm không hợp. Uông Kiến Thành nói, nhị thúc, ta nghe nói người nghĩ đưa Kiến Thành ra ngoại quốc trị liệu. Uông Chính Đạo nhẹ gật đầu, không sai, đến một lần nước ngoài tại giải phẫu chỉnh hình phương diện càng thành thục hơn, thứ hai ta cũng nghĩ hắn đổi cái hoàn cảnh, tránh khỏi ở lại trong nước cả ngày muốn bột đối với người khác tin đồn. Uông Kiến Thành nói, đã có phương hướng, còn đang khảo sát bên trong. Uông Kiến Minh nói, mấy ngày nay tất cả đều bận rộn đệ đệ ngươi sự tình, đều không có lo lắng cùng người nói chuyện chung Hàn sản nghiệp vườn vấn đề. Uông Chính Đạo hờ hững nói, với ta mà nói chung Hàn sản nghiệp vườn không tính là cái gì, bọn hắn lưu hoặc đi ta cũng sẽ không tham dự bất kỳ ý kiến, còn có ta mặc dù một tay tướng hạng mục này dẫn vào Đông Châu, nhưng là ta đã quyết định rút ra. Cái gì? Uông Kiến Minh vô cùng ngạc nhiên, xem ra đường đệ tao ngộ cho thúc thúc mang đến đả kích thật lớn, bất quá hắn rút khỏi chẳng phải là để Trung Hàn sản nghiệp vườn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Kiến Minh, người cũng không cần lo lắng, ta đối ngoại tạm thời sẽ không tuyên bố, coi như rút khỏi cũng là đợi đến Nhạc Tinh tập đoàn làm ra quyết định chuyện sau đó. Uông Kiến Minh cười nói, nhị thúc, ta vốn còn muốn cùng người nói chuyện cùng Nhạc Tinh đàm phán sự tình đâu, hiện tại xem ra đã không có cần thiết, ta hỏi nhiều một câu. Có phải hay không Gia Gia bức người từ hạng mục này bên trong rút khỏi? Uông Chính Đạo lắc đầu, hoàn toàn là ta quyết định của mình, cùng bất luận kẻ nào đều không có quan hệ. Lúc này truyền đến tiếng đập cửa, lại là Mạnh Kinh Lai tới hộ Uông Chính Đạo đi qua, Uông lão muốn đơn độc gặp hắn một chút. Uông Chính Đạo mang tâm tình thấp thỏm đi vào trong phòng bệnh. Uông lão nằm tại trên giường bệnh, bình tĩnh nhìn qua nhi tử, Uông Chính Đạo có chút chột dạ cúi đầu. Uông lão nói, ta không có việc gì, hiện tại đã tốt. Uông Chính Đạo áy náy nói, cha, người vẫn là nghỉ ngơi nhiều, đều tại ta. Uông lão trừng mắt liếc hắn một cái, ngăn lại hắn tiếp tục nói đi xuống, không có chuyện của ngươi, là chính ta nghĩ quẩn, ngươi qua đây. Uông Chính Đạo đi vào phụ thân ngồi xuống bên người, do dự một chút, vẫn là lấy hết dũng khí cầm phụ thân tay. Uông lão nói, Chính Đạo, thường nói lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt. Làm bị thương chỗ nào đau đến đều là mình, nhưng cảm giác đau còn là không giống nhau, ta thừa nhận, những năm này ta đối với ngươi có chút hà khắc rồi. Cha, ngươi đừng nói như vậy, là chính ta bất tranh khí. Uông lão lắc đầu, ngươi tại Thương Hải phấn đấu có thể có hôm nay đã rất không dễ dàng, Kiến Thành cùng Kiến Minh đều là cháu của ta, Kiến Minh từ nhỏ không có phụ mẫu, trong lòng ta thiên về nhiều một chút, nhưng lần này Kiến Thành xảy ra chuyện, ta là ngươi nói cái dạng kia, nếu có thể. Ta tình nguyện dùng chính ta đi cùng hắn đổi, ta thay hắn thụ phần này tội. Cha, người đừng nói nữa. Uông Chính Đạo con mắt đỏ lên. Uông lão dùng sức nắm chặt nhi tử tay, ta biết trong lòng ngươi có khảm qua không được, nhưng qua đi lâu như vậy, còn có cái gì không bỏ xuống được sao? Uông Chính Đạo cắn môi một cái nói, cha, bên ngoài bây giờ nhiều như vậy tin đồn, coi như ta có thể không cần mặt mũi, Uông ra đâu? Kiến Thành đâu, ta không có nói cái gì quá phận yêu cầu. Nếu như bọn hắn nguyện ý thực hiện lúc trước hôn ước, chứng minh Kiều gia không có quên chúng ta quá khứ là giúp bọn hắn như thế nào. Uông lão nói, ta giúp bọn hắn thời điểm cũng không có nghĩ qua muốn hồi báo, người cần gì phải từ đầu đến cuối ghi nhớ lấy. Cha, Kiến Thành hiện tại cái dạng này, coi như cưới Mai Như Tuyết cũng chẳng qua là trên giấy hôn nhân thôi, ta không có cưỡng cầu bọn hắn cùng một chỗ sinh hoạt, bọn hắn tùy thời có thể lấy tách ra. Đã ngươi biết vì cái gì còn muốn đi cầu hôn. Bởi vì cái này giấy hôn thư vô luận đối Kiến Thành vẫn là chúng ta Uông gia đều rất trọng yếu. Uông lão buông ra Uông Chính Đạo tay, có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, qua một hồi lâu mới nói, ta già, Chính Đạo, ta chỉ muốn hỏi ngươi,
Kiều gia có phải hay không có nhược điểm gì rơi vào trên tay của ngươi? Uông Chính Đạo không có trả lời. Uông lão cũng không có tiếp tục hỏi, nhẹ nhàng khoát tay áo, ngươi ra ngoài đi. Trên bầu trời phiêu linh lấy nhỏ vụn bông tuyết, mai như tuyết đi tại phố cũ bên trên, lung tung trong lòng như tê dại. Từ khi đại bá tìm nàng nói chuyện về sau, nàng liền lâm vào thật sâu trong thống khổ. Uông Kiến Thành xảy ra chuyện về sau, bên ngoài lời đồn nổi lên bốn phía, lúc đầu đã cùng Uông gia phân rõ giới hạn nàng trong vòng một đêm lại biến thành bội bạc. Uông Kiến Thành cùng nàng cái gọi là hôn ước bị người tận lực làm lớn ra ảnh hưởng, vốn cũng không có gây nên nàng đầy đủ coi trọng, đương nàng ý thức được có chút không ổn thời điểm, ngoại giới dư luận phát triển đã mất đi khống chế. Từ nhỏ đến lớn, vì nàng che mưa che gió người kia thủy chung là gia gia, nàng một lần coi là, đại bá, đại ca cũng có thể ngăn tại trước người mình, nhưng khi mưa gió đến thời điểm nàng mới phát hiện, là Kiều gia đau khổ trèo trống còn là lúc trước lão nhân kia. Đại bá tới gặp nàng không phải là vì thương lượng đối sách, mà là khuyên nàng muốn vì đại cục cân nhắc, cái gọi là đại cục chính là cùng Uông Kiến Thành thu thành chính quả, cứ như vậy tất cả lời đồn tự sụp đổ. Từ trước đến nay yêu thương đại ca của mình đối với chuyện này trước mắt còn không có bất kỳ cái gì phản ứng, tựa hồ hắn căn bản không có nghe nói, nhưng cái này nhao nhao hỗn loạn lời đồn đại truyền đến khắp nơi đều là, hắn như thế nào hoàn toàn không biết gì cả. Mai như tuyết chờ mong có người có thể thương lượng, nhưng nàng càng nghĩ. Ngoại trừ Gia Gia giống như hồ đã không có thể thương lượng người, nàng thực sự không muốn lại cho Gia Gia thêm tâm tư, nàng quyết định kiên nhẫn chờ đợi, nàng tin tưởng Gia Gia khẳng định sẽ chủ động hỏi chuyện này. Thất hồn lạc phách mai như tuyết suýt nữa cùng đối diện người đụng cái đầy cõi lòng, chờ nàng ý thức được cái này một lúc thời điểm, kịp thời dừng bước lại, không có ý tứ. Đối diện bung dù trung niên nữ tử cười nhạt một tiếng, mai bí thư, trùng hợp như vậy à. Mai như tuyết cái này mới nhận ra đối phương là Từ Dĩnh, nàng miễn cưỡng cười cười, Từ tỷ, thật là đúng dịp. Từ Dĩnh đem trong tay dù nâng cao hơn một chút thuận tiện nghiêng về một chút, là mai như tuyết che kín đầu đỉnh bông tuyết. Mai như tuyết nói, không cần, ta tùy tiện đi một chút. Từ Dĩnh nói, đã gặp được, cùng uống chén trà đi. Mai như tuyết lúc đầu chỉ là chẳng có mục đích dạo chơi, không nghĩ tới gặp Từ Dĩnh. Nàng cùng Hứa Thuần Lương yêu đương thời điểm cùng Từ Dĩnh liên lạc được không ít, lẫn nhau cũng nói chuyện rất là hợp ý, đối mặt địch nhân mời, tự nhiên không tiện cự tuyệt. Hai người đến gần phụ cận một nhà tên là chỉ riêng ấm quán trà, bên ngoài có tuyết rơi, ngồi trong phòng vây lô pha trà, vốn nên là một kiện hài lòng sự tình, nhưng mai như tuyết bây giờ lại không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Từ Dĩnh mở qua quán trà, pha trà thủ pháp phi thường thành thạo, trong phòng vị kia tuổi trẻ trà nghệ sư mặc cảm. Từ Dĩnh trực tiếp đưa nàng đánh phát ra ngoài. Mai bí thư, người hôm nay làm sao có thời gian? Mai như tuyết nói, Từ tỷ, người vẫn là gọi ta danh tự đi, giữa chúng ta giống như không có như vậy xa lạ. Từ Dĩnh ngượng ngùng nở nụ cười, tiểu tuyết, uống trà. Mai như tuyết một giọng nói tạ ơn, cũng không có vội vã uống trà, ánh mắt vẫn nhìn qua ngoài cửa sổ, mất một lúc tuyết đã lớn, mơ hồ ánh mắt, mơ hồ thế giới này. Mai như tuyết muốn nhìn rõ thế giới này lại sợ nhìn đến quá rõ ràng. Từ Dĩnh lại nhắc nhở nàng uống trà, mai như tuyết lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh cầm lên chén trà, nhấp một ngụm trà. Từ Dĩnh nói, mới công việc cương vị có phải hay không áp lực rất lớn. Mai như tuyết lạnh nhạt cười nói, đều sẽ có cái giai đoạn thích ứng, kỳ thật sinh hoạt tại xã hội này bên trong mỗi người đều sẽ đối mặt áp lực, chỉ là nhận ép năng lực phân biệt thôi. Từ Dĩnh nhẹ gật đầu. Mai như tuyết nói, người bên kia sinh ý thế nào? Từ Dĩnh nói, ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Mai như tuyết nghe vậy khẽ giật mình, lập tức lại nghĩ tới Uông Kiến Thành xảy ra chuyện đêm hôm đó chính là tại Từ Dĩnh Nhật Liêu cửa hàng ăn cơm xong, chẳng lẽ nàng ngừng kinh doanh chỉnh đốn cùng việc này có quan hệ? Từ Dĩnh tựa hồ đoán được ý nghĩ của nàng, nói khẽ, là ta yêu cầu, tiểu Uông Tổng đêm đó tại tiệm chúng ta ăn cơm xong về sau xảy ra chuyện, mặc dù cha rõ cũng không phải là trách nhiệm của chúng ta. Nhưng ta cũng bởi vậy cảm nhận được không nhỏ áp lực, dứt khoát cho mình thả cái nghỉ dài hạn, thả chậm một áp lực nén. Mai như tuyết nói, cũng tốt. Từ Dĩnh nói, đây chính là cho mình làm công chỗ tốt, nghĩ nghỉ liền nghỉ, các ngươi tại bên trong thể chế công tác liền không thể giống ta dạng này tùy tâm sở dục. Mai như tuyết nhẹ giọng thở dài bởi vì nàng lòng có cảm giác. Từ Dĩnh nói, người gần nhất có đi thăm viếng qua tiểu Uông Tổng sao? Hắn tình huống thế nào? Mai như tuyết nói. Còn tốt, chính đang khôi phục bên trong. Từ Dĩnh gật đầu nói, ta cũng nghĩ đi thăm viếng một chút, nhưng lại sợ không tiện, ngẫm lại vẫn là đừng đi từ tìm phiền não,
bởi vì việc này, cảnh sát đem chúng ta cửa hàng nhân viên từ trên xuống dưới điều tra toàn bộ, thậm chí liền đêm đó cùng ta thông qua điện thoại người đều tra được. Mai Như Tuyết nói, công việc cần, bọn hắn cũng không có cách nào. Từ Dĩnh nói, Tiểu Uông tổng sự tình chẳng lẽ không phải ngoài ý muốn. Mai Như Tuyết nói, ta không biết, cảnh sát điều tra kết quả chính thức ra trước khi đến, ai cũng không dám nhẹ hạ khẳng định. Từ Dĩnh cho Mai Như Tuyết tướng chén trà rót đầy, nói khẽ, hai ngày trước Thuần Lương đến trong tiệm ăn cơm, còn chuyên môn nâng lên ngươi, hắn nói muốn hợp tác với ngươi mở chiêu thương đại hội. Mai Như Tuyết đôi mi thanh tú hơi nhướng, sự kiện kia trong buổi họp không thể thông qua. Từ Dĩnh ồ một tiếng, biểu lộ có vẻ hơi tiếc nuối. Mai Như Tuyết phát hiện trở về Đông Châu về sau hết thảy đều cải biến, nàng trải qua địa phương, thấy qua người, khắp nơi đều lưu lại Hứa Thuần Lương vết tích, đề tài của nàng rất khó né tránh Hứa Thuần Lương người này, đi qua nàng cùng Từ Dĩnh rất nói chuyện rất là hợp ý, nhưng hôm nay hết thảy đều lộ ra như vậy xấu hổ. Từ Dĩnh nói, ta nghe nói Diệp Thanh Nhã tiểu thư cũng tại Đông Châu, ta tổ chức một chút chúng ta họp gặp. Mai Như Tuyết nói, đến lúc đó xem đi, ta hiện tại không dám tùy tiện hứa hẹn. Dù sao công việc bận quá, vạn nhất đáp ứng lại làm không được chẳng phải là càng không tốt. Từ Dĩnh nhẹ gật đầu, lý giải. Mai Như Tuyết liền thời gian đều không có hỏi cứ như vậy nói, ý tứ đã hết sức rõ ràng, nàng dễ vốn không muốn tụ, Từ Dĩnh cần gì phải miễn cưỡng. Từ Dĩnh nói, ta phát hiện nhiều khi mọi người là không thèm để ý chân tướng. Mai Như Tuyết cảm giác những lời này của nàng có chút đột ngột, nhìn nàng một cái. Từ Dĩnh nói, ta là biểu lộ cảm xúc. Mai Như Tuyết nói, đa số người tình nguyện tin tưởng mình chủ quan phán đoán, bọn hắn tiềm thức sẽ che đậy lại không có hứng thú hoặc không muốn nghe bộ phận. Từ Dĩnh nói, liền lấy Tiểu Uông tổng sự tình tới nói, bởi vì hắn xảy ra chuyện ngày đó tại ta trong tiệm ăn cơm xong, cho nên cảnh sát điều tra tất cả nhân viên tương quan, không nói gạt ngươi, cho tới bây giờ Triệu Phi Dương còn bị bọn hắn liệt vào đối tượng hiềm nghi đâu. Mai Như Tuyết trong lòng tự nhủ vừa mới không phải đã nói cái đề tài này. Hai lần phân biệt chính là nâng lên Triệu Phi Dương, Triệu Phi Dương. Hắn cũng đi. Từ Dĩnh lắc đầu, mặc dù cái kia muộn không có đi, nhưng hắn đánh cho ta một thông điện thoại, liền không hiểu thấu thành đối tượng hiềm nghi, cảnh sát chuyên môn tìm hắn tìm hiểu tình huống. Mai Như Tuyết nói, chỉ cần nói rõ ràng tình huống liền tốt, cảnh sát sẽ không oan uổng bất kỳ một cái nào người tốt. Lời ngầm là cảnh sát cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào người xấu. Từ Dĩnh thở dài nói, nghĩ nói rõ ràng cũng không phải dễ dàng như vậy, đêm đó hắn trùng hợp cho ta gọi một cú điện thoại, mà lúc trước hắn thúc đẩy Tế Thế chữa bệnh thu mua Trường Hưng, Tiểu Uông tổng vừa vặn là Tế Thế chữa bệnh cổ đông một trong. Mai Như Tuyết trong lòng cảm giác nặng nề, Từ Dĩnh nhắc lại năm đó Tế Thế chữa bệnh thu mua Trường Hưng sự tình khẳng định không phải vô ý, nàng phi thường rõ ràng, khởi đầu Tế Thế chữa bệnh đầu tư công ty hữu hạn người là đại ca của mình Kiều Như Long, đại cổ đông là Tề Sảng, Phan Thiên Hóa cũng tham dự trong đó. Bởi vì Tề Sảng mẹ con bị bắt cóc, đại ca mới không thể không tướng Tế Thế chữa bệnh chuyển nhượng ra ngoài, nói đến đại ca lúc trước thu mua là vì báo đáp Triệu Phi Dương ân cứu mạng, đối với chuyện này, đại ca cùng Tề Sảng tốt xấu đều toàn thân trở ra, xích đạo vốn liếng cuối cùng nhặt được cái tiện nghi, Uông Kiến Thành mặc dù không có tướng cổ phần chuyển nhượng ra đi, nhưng bây giờ quay đầu nhìn, đầu tư của hắn cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Lần kia thu mua ngã lòng nhất người nên là Triệu Phi Dương. Nếu như lấy đại ca làm chủ đạo Tế Thế chữa bệnh thu mua thành công, Triệu Phi Dương khẳng định sẽ chấp học Trường Hưng bệnh viện đại quyền, mà bây giờ chủ gánh biến thành xích đạo vốn liếng, Uông Kiến Thành làm cổ đông cùng Triệu Phi Dương sinh ra mâu thuẫn cũng có khả năng, cho nên nói cảnh sát hoài nghi Triệu Phi Dương cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Mai Như Tuyết lạnh nhạt nói, theo ta được biết Triệu Viện cùng Uông Kiến Thành giống như cũng không có cái gì nghỉ lễ. Từ Dĩnh gật đầu nói, còn không phải sao, Kiều Tổng còn tốt chứ. Mai Như Tuyết nghe ra ý ở ngoài lời, Từ Dĩnh chẳng lẽ cho rằng Uông Kiến Thành một án cùng đại ca có quan hệ. Đại ca cùng Uông Kiến Thành nhưng không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn, tương phản còn vẫn luôn rất chiếu cố hắn. Bất quá đã cảnh sát có thể hoài nghi Triệu Phi Dương, liền có hoài nghi đại ca khả năng, nhớ tới Uông gia gần nhất đối với mình từng bước ép sát, chẳng lẽ Uông chính nói cũng hoài nghi hắn nhi tử sự tình cùng đại ca có quan hệ. Mai Như Tuyết tâm cảnh càng phát ra lo lắng, hắn rất tốt. Người cũng biết tai nạn xe cộ về sau sự nghiệp của hắn tâm đã không có nặng như vậy, có thể buông xuống trên cơ bản đều buông xuống. Từ Dĩnh nói, buông xuống cũng tốt, kỳ thật người làm sao đều là cả một đời, bình an liền tốt. Nàng nói xong ngượng ngùng cười cười, mỗi cá nhân ý nghĩ cũng không giống nhau, người tuyệt đối đừng giễu cợt ta ánh mắt thiển cận.
Mai Như Tuyết nói, làm sao lại, ta cũng thích bình bình đạm đạm sinh hoạt, đáng tiếc có chút nhìn như sự tình đơn giản làm cũng không dễ dàng. Từ Dĩnh nhìn qua lâm vào trầm tư Mai Như Tuyết, nhỏ giọng nói, tỉ nhiều một câu miệng, người cùng Hứa Thuần Lương còn có thể sao? Mai Như Tuyết lắc đầu. Từ Dĩnh thở dài nói, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy các ngươi rất xứng, dạng này tách ra thật rất đáng tiếc. Mai Như Tuyết nói, có chút kết quả chúng ta đều không hy vọng nhìn thấy, nhưng ai cũng không cải biến được, khả năng qua không được quá lâu thời gian, chúng ta đều sẽ có được riêng phần mình gia đình. Từ Dĩnh hơi kinh ngạc nhìn qua Mai Như Tuyết, lấy Hứa Thuần Lương kiệt ngạo bất tuần tính tình, hắn hẳn là sẽ không sớm như vậy kết hôn, nhưng Mai Như Tuyết liền không nhất định, chẳng lẽ nàng nói là chính nàng. Từ Dĩnh chợt nhớ tới gần đây ngoại giới nhao nhao hỗn loạn lời đồn đại, khó trách hôm nay nhìn thấy Mai Như Tuyết cũng cảm giác tình trạng của nàng không tốt lắm, hẳn là thâm thụ bối rối đi. Từ Dĩnh cầm lên ấm trà chuẩn bị cho Mai Như Tuyết lại rót trà, Mai Như Tuyết nói, không cần, ta phải đi. Từ Dĩnh nói, chờ tuyết nhỏ lại đi nha. Mai Như Tuyết lắc đầu, ta thích tại trong tuyết dạo bước cảm giác, từ tỷ, tạ ơn người mời ta uống trà. Mai Như Tuyết đứng dậy rời đi, đi vào ngoài cửa Từ Dĩnh đuổi tới, tướng dù che mưa kín đáo đưa cho nàng. Mai Như Tuyết khoát tay áo, bước nhanh đi vào đầy trời tuyết bay bên trong. Giờ phút này nàng vô cùng cần thiết một cái thế giới thuộc về mình đi lặng lặng suy nghĩ, tuyết bay đưa nàng cùng thế giới này hữu hiệu cách biệt, người qua đường hoặc là thưởng thức cảnh tuyết hoặc là sốt ruột đi đường, có rất ít người chú ý đến nàng. Mai Như Tuyết mừng rỡ bên trong lại cảm thấy có chút cô độc, nàng không biết đây có phải hay không là cuộc sống mình muốn, nàng phân rõ không được phương hướng, đứng tại ngã tư đường trong lúc nhất thời không biết hẳn là đi nơi nào. Hứa Thuần Lương cùng Diệp Thanh Nhã tại trong gió tuyết leo lên Châu Sơn Thiền Viện, hôm nay là ngày mùng 8 tháng chạp, trước tới đây húp cháo không ít người. Diệp Thanh Nhã đi trước trong miếu cầu phúc, Hứa Thuần Lương trong sân chờ lấy nàng, tuyết rơi cũng không ngăn được tín đồ nhiệt tình, trong lúc vô tình khóe mắt liếc về một vị thân xuyên màu xám mượn áo lão tăng đi như bay hướng La Hán đường đi đến. Hứa Thuần Lương một chút liền nhận ra lão tăng kia chính là Viên Dung, không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện ở đây. Hứa Thuần Lương nhìn thấy Viên Dung, nhưng Viên Dung cũng không nhìn thấy hắn, dù sao hiện trường đến đây cầu phúc thiện nam tín nữ quá nhiều, Hứa Thuần Lương lặng lẽ đi theo Viên Dung sau lưng. Nhìn thấy Viên Dung tiến vào La Hán đường bên cạnh phòng nhỏ, sau khi đi vào lập tức khép cửa phòng lại. Hứa Thuần Lương đi vào ngoài cửa, nghiêng tai nghe qua. Viên Dung đóng cửa phòng, bên trong một cái nữ tử áo đen đối diện bàn thờ Phật ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực, trong miệng yên lặng tụng kinh. Viên Dung đi vào bên người nàng Bồ Đoàn ngồi xếp bằng, người kia dừng lại tụng kinh, thấp giọng nói, tình huống như thế nào? Viên Dung thở dài nói, ta liên hệ Địch Bình Thanh mấy lần, hắn đều kiếm cớ từ chối không muốn gặp ta. Ta đã sớm nói. Không biết, hai ngày trước ngược lại là tại, hắn nói với ta sinh ý bận quá, thực sự bận quá không có thời gian cùng gặp mặt ta. Nữ tử áo đen nghiến răng nghiến lợi nói, người này không đủ cùng mưu. Viên Dung nói. Ngươi vì sao nói như vậy? Nữ tử áo đen lạnh hừ một tiếng nói, ngươi chẳng lẽ còn nhìn không thấu, hắn tướng sinh ý chuyển tay cho Hạ Hầu Mộc Lan, hai người trong âm thầm hẳn là sớm đã đạt thành hiệp nghị, hắn đã thay đổi trận doanh, khẳng định ủng hộ nữ nhân kia. Viên Dung thở dài nói, xem ra đã bất lực ngăn cản Hạ Hầu Mộc Lan thượng vị, đáng thương cháu của ta không minh bạch chết tại Hạ Hầu Tôn trong tay. Nữ tử áo đen nói, hắn vì sao lâu như vậy không có hiện thân? Chẳng lẽ đã chuyện gì xảy ra? Hứa Thuần Lương ở bên ngoài ỷ vào hơn người nhĩ lực nghe được rõ ràng, cái này giọng của nữ nhân với hắn mà nói có chút quen tai, hắn nghĩ tới một người, nhưng là trước mắt còn không dám hoàn toàn xác định, trong miệng nàng hắn nên là Hạ Hầu Tôn. Viên Dung nói, ta ở kinh thành thấy tận mắt hắn còn ra tay phế bỏ võ công của ta, hắn bế quan những năm này không biết xảy ra chuyện gì. Ai, ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái, đã triệt để liên lạc không được hắn. Hai người đàm trong chốc lát, nữ nhân đứng dậy, Hứa Thuần Lương đoán được nữ tử kia muốn rời khỏi, đoạt tại cửa mở trước kia tiến vào bên cạnh La Hán đường. Không bao lâu, cô gái áo đen kia ra gian phòng từ La Hán đường cổng trải qua, Hứa Thuần Lương thấy rất rõ ràng, nữ tử kia quả nhiên là Ân Hằng Chế Dược chủ tịch Lương Văn Tĩnh. Đi qua Hứa Thuần Lương chỉ biết là nàng là Ân Hằng Chế Dược người cầm lái, cũng không biết nàng tự mình cùng Bì Môn có dính dấp, việc này có chút kỳ quái. Nàng hẳn là cũng không phải là Bì Môn bên trong người, không phải Hạ Hầu Mộc Lan khẳng định sẽ biết. Vô luận nàng là loại nào thân phận, chỉ cần nàng can đảm dám đối với Hạ Hầu Mộc Lan bất lợi, Hứa Thuần Lương liền sẽ không đem nàng buông tha,
trước mắt cái này Viên Dung lại nhiều lần cùng bọn hắn đối nghịch, ở kinh thành Bì Môn nội bộ hội nghị thời điểm, Hứa Thuần Lương giả mạo Hạ Hầu Tôn thân phận phế bỏ võ công của hắn cũng giá họa cho Mạnh Hoài Nghĩa, nghĩ không ra Viên Dung võ công bị phế về sau vẫn không hề từ bỏ báo thù dự định. Diệp Thanh Nhã cầu phúc sau khi đi ra, phát hiện Hứa Thuần Lương cũng không có tại chỗ cũ chờ đợi mình, ngay tại nàng nhìn chung quanh thời điểm, Hứa Thuần Lương bước nhanh đi vào trước mặt của nàng, cười nói, Thanh Nhã tỷ, nơi này đâu? Diệp Thanh Nhã nói, ta còn tưởng rằng ngươi không đợi ta liền đi. Hứa Thuần Lương nói, làm sao có thể, bất kỳ cái gì thời điểm ta cũng sẽ không bỏ ngươi lại một mình. Diệp Thanh Nhã bởi vì hắn trong lòng ấm áp, nói khẽ, đi ăn cháo đi. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, để nàng đi trước xếp hàng, lấy cớ muốn đi cái toilet, quay đầu đi phát cháo chỗ tìm nàng. Hai người chia tay về sau, Hứa Thuần Lương một lần nữa trở lại Viên Dung vừa mới vừa đi vào gian phòng, Viên Dung từ khi sau khi đi vào liền rốt cuộc cũng không có đi ra. Hứa Thuần Lương nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng, bên trong truyền đến Viên Dung thanh âm, ai vậy? Hứa Thuần Lương không có trả lời, trực tiếp đẩy cửa đi vào, vào cửa trước đó đã lợi dụng thiên cơ biến cải biến dung mạo, đừng nói là Viên Dung, coi như Diệp Thanh Nhã cũng không sẽ nhận ra hắn hiện tại. Viên Dung đột nhiên quay đầu, nhìn thấy một người xa lạ xuất hiện ở trước mặt mình, hai mắt lộ ra sợ hãi quang mang, hắn muốn kêu cứu. Lại cảm giác một cỗ chưa từng có áp lực cường đại tựa như một tòa vô hình đại sơn một dạng đặt ở trước ngực của hắn, cái này áp lực nặng nề để hắn nói không ra lời, Viên Dung nhớ tới thân đào tẩu, lại như cùng bị thi triển định thân thuật, thân thể căn bản là không có cách xê dịch nửa phần. Hứa Thuần Lương cười lạnh nói, tốt ngươi cái hoa tâm đại hòa thượng thế mà không tuân thủ giới luật thanh quy, tại Phật môn thanh tịnh chi địa riêng tư gặp tình nhân cũ. Viên Dung cứng họng, trong lòng âm thầm kêu khổ. Hết lần này tới lần khác hết đường chối cãi, hắn không phải lo lắng bị đối phương vu oan hắn không tuân thủ thanh quy, mà là lo lắng hắn mới vừa cùng Lương Văn Tĩnh gặp mặt sự tình bại lộ, chủ tính thật lâu kế hoạch như vậy sinh non. Hứa Thuần Lương nói, Nghiêm Hồng sự tình là hắn gieo gió gặt bão chẳng trách người khác, ngươi như hận liền nên hận chính ngươi, là ngươi đem hắn đưa đến Hạ Hầu Tôn trong tay. Viên Dung nhìn qua Hứa Thuần Lương, không biết người xa lạ này đến cùng là thân phận gì. Hắn làm sao lại đối những chuyện này như thế rõ ràng. Viên Dung tiếp cận Hứa Thuần Lương hai mắt ý đồ nghĩ từ bản thân tại khi nào gặp qua hắn, nhưng đột nhiên cảm thấy ánh mắt của mình như là bị ánh mắt của hắn dính chặt, một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt hắn xa vào đến một đôi vòng xoáy bên trong, Viên Dung lúc này phương mới ý thức tới đối phương khả năng trưởng đọc tâm mê hồn chi thuật. Muốn thoát khỏi đã chậm, Viên Dung rất nhanh liền từ bỏ dãy giụa, ý thức tựa như đã rơi vào một đầu chậm chạp chảy xuôi trường hà. Dòng nước mặc dù chậm chạp, nhưng hắn lại xa vào trong đó, chỉ muốn nước chảy bèo trôi. Một cái phiêu miểu thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Viên Dung, người cùng Lương Văn Tĩnh đến cùng là quan hệ như thế nào? Ta đã sớm nhận biết nàng. Nàng là Tào Tân Vệ biểu muội. Tào Tân Vệ. Đúng, Tào Tân Vệ chính là Hạ Hầu Tôn, Hạ Hầu Tôn chính là Tào Tân Vệ. Viên Dung máy móc tái diễn. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm giật mình, lúc trước hoài nghi Viên Dung nhưng có thể biết nội tình, nhưng là bọn hắn từ đầu đến cuối không cách nào xác định, sở dĩ để Hạ Hầu Mộc Lan nghĩ trăm phương ngàn kế leo lên Bì Môn môn chủ chi vị, chính là vì che giấu giả mạo Hạ Hầu Tôn đã chết sự thật, Viên Dung cho thấy hắn vẫn luôn thanh sở môn chủ là giả. Hứa Thuần Lương hơi giật mình cũng cảm thấy may mắn, dù sao Viên Dung không có vạch trần chân tướng, lấy Viên Dung báo thù tâm tính đến xem việc này có chút không giống bình thường. Rõ ràng trong tay nắm giữ một lá vương bài lại ẩn nhẫn không cần, lớn nhất khả năng chính là nếu như hắn vạch trần bí mật này, như vậy hắn cũng sẽ cuốn vào trong đó. Liên tưởng tới Tào Tân Vệ cùng Vũ Viên Nghĩa Viên Dung quan hệ trong đó, Hứa Thuần Lương bỗng nhiên minh bạch, ba người này hẳn là đều cùng Hạ Hầu Tôn chết có quan hệ. Hứa Thuần Lương nói, Hạ Hầu Tôn có phải hay không bị mấy người các ngươi hại chết? Viên Dung ý thức đã hoàn toàn bị Hứa Thuần Lương khống chế. Chôn giấu ở trong lòng nhiều năm bí mật không bị khống chế nói ra. Là Tào Tân Vệ chủ ý, hắn suy nghĩ cái biện pháp, có thể đào thay mặt lý tướng Bỉ Môn chiếm làm của riêng. Hứa Thuần Lương nói, hắn cho các ngươi chỗ tốt gì? Viên Dung nói, chúng ta thương lượng xong, diệt trừ Hạ Hầu Tôn về sau, Tào Tân Vệ thay thế thân phận của hắn, kế thừa thân phận của hắn, hắn cho ta một bản Bỉ Môn trọng điển, bên trong ghi chép Bỉ Môn các loại bí mật bất truyền, liền bao quát Bỉ Môn 6 kỹ. Vũ Viên Nghĩa được một số tiền lớn, Lương Bách Xuyên lấy đi chính là Hạ Hầu Tôn đơn thuốc. Hứa Thuần Lương đánh gãy hắn, Lương Bách Xuyên là ai? Lương Bách Xuyên là Tào Tân Vệ cứu cứu, cũng chính là Lương Văn Tĩnh phụ thân,
Ân Hằng chế dược người sáng lập cũng là hắn, lúc trước hắn dùng để làm giàu Hải Châu Ân Đà thuốc đông y nhà máy nguyên bản tại Hạ Hầu Tôn danh nghĩa, sau khi chuyện thành công bị Tào Tân Vệ tiện bán cho Lương Bách Xuyên, Lương Bách Xuyên cha con tướng xưởng thuốc không ngừng mở rộng kinh doanh, cái này mới có hôm nay Ân Hằng chế dược. Hứa Thuần Lương thế mới biết Lương Văn Tĩnh làm giàu cũng không phải dựa vào bản lãnh của mình, làm nửa ngày cũng là chạm canh gác cha nhất tộc. Lương Bách Xuyên bây giờ người ở chỗ nào? 10 năm trước hắn liền mất tích, nghe nói là khám phá Hồng Trần, tiến về Không Động Sơn cầu đạo, từ hắn sau khi đi rốt cuộc không có tin tức gì. Hứa Thuần Lương thầm nghĩ, cái này Lương Bách Xuyên 89/10 vẫn còn sống, lúc trước tham dự sát hại Hạ Hầu Tôn vợ chồng mấy người, Tào Tân Vệ chết bởi tàng binh trong động. Vũ Viên Nghĩa trước đây không lâu chết tại Nguy Sơn Hồ, Viên Dung mặc dù không chết, nhưng hôm nay hắn đã trở thành phế nhân một cái, hôm nay gặp gỡ, Hứa Thuần Lương tuyệt sẽ không lại để cho hắn có hại người cơ hội. Nói cách khác, đối Hạ Hầu Mộc Lan uy hiếp lớn nhất chính là cái này Lương Bách Xuyên. Hứa Thuần Lương nói, người nói những này Lương Văn Tĩnh biết không? Viên Dung lắc đầu, nàng cũng không biết đi, chỉ là những năm này nàng được Tào Tân Vệ không ít chỗ tốt, hai người bọn họ đi qua còn có qua một chân. Hứa Thuần Lương nói, người đi vào Châu Sơn Thiền Chùa làm cái gì? Viên Dung nói, ta muốn báo thù, Địch Bình Thanh rõ ràng đáp ứng ta muốn giúp ta đối phó Hạ Hầu Mộc Lan, nhưng hắn hiện tại thế mà đổi ý. Hứa Thuần Lương nói, người dự định làm sao báo cừu? Viên Dung nói, ta muốn ngăn cản Hạ Hầu Mộc Lan leo lên môn chủ chi vị, bì môn trọng điển trong tay ta, nàng vô luận cố gắng thế nào cũng không thông qua bì môn 6 kỹ khảo hạch. Tự nhiên không thể đem môn chủ trước mặt chữ đại diện bỏ đi. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm than, nếu như không phải hôm nay trùng hợp gặp Viên Dung, nghe được hắn cùng Lương Văn Tĩnh đối thoại, còn thật không biết ở trong đó có nhiều như vậy huyền cơ, từ hôm nay thấy đến xem, Hạ Hầu Mộc Lan càng sớm leo lên môn chủ chi vị càng tốt, tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, đều là ai đáp ứng giúp ngươi. Viên Dung nói, Vũ Viên Nghĩa, Địch Bình Thanh, Mạnh Hoài Nghĩa còn có Lương Văn Tĩnh. Chỉ tiếc 2 cái chết rồi, còn lại còn có 1 cái lật lọng. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ chờ một chút nói không chừng 2 cái đều lật lọng, Lương Văn Tĩnh dù sao cũng là đưa ra thị trường công ty tổng giám đốc, đối phó Hạ Hầu Mộc Lan đối nàng lại có chỗ tốt gì. Hứa Thuần Lương nói, người có biết hay không Địch Bình Thanh vì sao rút vốn rời đi. Viên Dung nói, hắn lúc trước sở dĩ đầu tư Đông Châu, còn không phải là bởi vì hắn sư huynh nguyên nhân. Hứa Thuần Lương nhíu mày. Địch Bình Thanh còn có sư huynh. Điểm này hắn cũng không biết, Địch Bình Thanh sư huynh là ai. Viên Dung nói, Hoàng Hữu Long. Hứa Thuần Lương lại là khẽ giật mình, liền đã từng đánh vào Nhạc Tinh nội bộ tập đoàn Bạch Lan cũng không biết bọn hắn còn có cái tầng quan hệ này. Nghĩ lại, việc này cũng hợp tình lý, Địch Bình Thanh cùng Nhạc Tinh tập đoàn ở giữa xác thực cần một cái đáp cầu dắt mối người, mà Hoàng Hữu Long không thể nghi ngờ là người chọn lựa thích hợp nhất. Dựa theo Viên Dung, Hoàng Hữu Long cùng Địch Bình Thanh nên là bái tại cùng một môn hạ học y, lại không biết sư phụ của bọn hắn là ai. Hứa Thuần Lương tướng nghi vấn trong lòng nói ra, Viên Dung lắc đầu biểu thị mình không biết. Hứa Thuần Lương biết Viên Dung dưới loại trạng thái này không có khả năng lừa gạt mình, hỏi được không sai biệt lắm, cũng không muốn Diệp Thanh Nhã ở bên kia luôn luôn chờ mình, tay phải rơi vào Viên Dung trụi lùi trên đỉnh đầu, hai mắt tiếp cận Viên Dung hai mắt, thấp giọng nói. Người xuất gia phải học được khám phá buông xuống mới có thể đạt được tự tại, Viên Dung, ngươi cho ta một mực nhớ kỹ, cháu ngươi là Vũ Viên Nghĩa giết, cùng những người khác không có quan hệ. Viên Dung máy móc lặp lại, là Vũ Viên Nghĩa giết, cùng những người khác không có quan hệ. Hứa Thuần Lương nói, đừng có lại ghi nhớ lấy đi qua những chuyện kia, người đã xuất gia liền nên buông xuống thế gian ân oán tình cừu, Vũ Viên Nghĩa đã chết, người báo thù đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Viên Dung lẩm bẩm nói. Vũ Viên Nghĩa chết rồi, hắn hại chết cháu của ta, đoạn mất ta Nghiêm gia hương hỏa, ta vậy mà hồ đồ như vậy, còn cùng loại người này làm bạn. Hứa Thuần Lương xuyên vào từng tia từng sợi chân khí rót vào Viên Dung trong đầu, Vũ Viên Nghĩa giết chết Nghiêm Hồng suy nghĩ thật sâu khắc ở Viên Dung trong lòng, kỳ thật Hứa Thuần Lương nói cũng phải tình hình thực tế, lúc trước Nghiêm Hồng liền là bị Vũ Viên Nghĩa ủy thác tiến về ám sát, có thể nói gián tiếp chết tại Vũ Viên Nghĩa trong tay. Hứa Thuần Lương cuối cùng vẫn không có giết chết Viên Dung. Hắn lấy mê hồn rời niệm chi pháp cải biến Viên Dung ý nghĩ, sử dụng đương thời một cái khái niệm gọi PUA, lợi dụng đủ loại thủ đoạn để người nào đó từ trong tiềm thức phát sinh cải biến, chỉ bất quá Hứa Thuần Lương biện pháp càng thêm trực tiếp, mà lại kéo dài thời gian càng dài, Viên Dung tương đương từ một cái hố bên trong nhảy tới một cái khác trong hố. Lựa chọn giết chết Viên Dung đương nhiên đơn giản hơn,
nhưng Hứa Thuần Lương vẫn là muốn đem vận mệnh của hắn giao cho Hạ Hầu Mộc Lan quyết định, tạm thời trước tiến hành vô hại hóa xử lý. Hiện tại Viên Dung tập trung tinh thần nhận định chất nhi chết bởi Vũ Viên Nghĩa trong tay, đương nhiên sẽ không giống trước đây điên cuồng như vậy trả thù Hạ Hầu Mộc Lan. Hứa Thuần Lương đi vào trai đường, Diệp Thanh Nhã đã lấy tốt cháo, ngồi tại phía trước cửa sổ chờ hắn. Diệp Thanh Nhã hướng Hứa Thuần Lương phất phất tay, Hứa Thuần Lương mỉm cười đi vào bên người nàng, chờ gấp A. Diệp Thanh Nhã nói, vừa chưa ngồi được bao lâu, quá nhiều người, đẩy một hồi lâu, nhân lúc còn nóng ăn. Audio điện tử Võ Tấn Bền.